Xin thầy cho biết, kinh Phật có khi nào quy định loại hoa nào được cúng Phật và gia tiên không? Loại hoa nào không được cúng Phật không? Vì khi xem trên mạng, con thấy báo họ viết hoa dùng tặng cho tình yêu nam nữ thì không được dùng để cúng. Rồi có nhà đi xem bói, thanh đồng họ bảo chỉ được cúng mỗi loại hoa hồng thôi, thế là cứ thế, theo không dám dâng các loại hoa khác lên cúng. Đó. Đạo tràng Phật tử này hỏi là câu thứ hai, nói rằng là trong kinh Phật có chỗ nào quy định phải cúng Phật loại hoa gì không? Tôi khẳng định là không. 8 năm ngồi trên ghế nhà trường và 11 năm nghiên cứu và giảng dạy, chúng tôi chưa đọc thấy bộ kinh nào Đức Phật quy định là gì? Là đối với Phật phải cúng bông loài hoa nào và loài hoa nào không được cúng. Xin thưa các quý vị, khi Đức Phật còn tại thế, có một anh chàng nhà nghèo. Anh chàng rất kính Phật, nhưng mà anh chàng thuộc cái dòng dõi Thủ Đà La. Anh ta nghĩ rằng mình không được đến gần Đức Thế Tôn. Vực Đế Thế Tôn là bậc gì? Là bậc chân quý ở thế gian. Ở thế gian thì ngài là dòng dõi Sát Đê Lợi, mà xuất gia thành Phật thì ngài còn trên cả dòng dõi Bà La Môn. Cho nên ta không dám đến gần ngài. Vì vậy mà nhiều ngày cái vị thanh niên nghèo dòng dõi Thủ Đà La đó cứ đứng ở trong một nơi ẩn, một nơi rất khuất, khá khá xa để nhìn Đức Phật và chư Tăng đi khất thực qua. Anh ta bao giờ thấy Đức Phật đi ngang qua, anh ta cũng quỳ gối xuống và anh ta cố giấu để cho Đức Phật và chư Tăng không nhìn thấy. Trải qua một thời gian khá dài như vậy, anh ta cứ làm như thế. Một hôm, ngài thấy là Đức Phật đi vào chính làng của gì? Anh chàng thanh niên đó nhìn thấy Đức Phật và chúng Tăng vào ngôi làng của anh ta để khất thực. Bây giờ thì anh ta thì đang có công việc đi ở trên cái đoạn đường ra đầu làng đó, và anh ta bất chợt mãi đi vừa vui vừa hát, vì nghĩ tới hôm trước anh ta nhìn thấy Phật. Anh ta vẫn đang tưởng tượng rằng nếu như mình có đủ phúc duyên như là những gì những người dân ở trong làng kia, được dâng lên Đức Phật gì bát cơm, được dâng lên Đức Phật đức đồ ăn như thức uống, và quỳ dưới chân ngài, được đỉnh lễ dưới chân ngài, và được gì, được lễ và được hôn lên đôi gì, đôi bàn chân của ngài, thì tốt biết bao. Anh ta nghĩ như vậy, và anh ta mải mê nghĩ như vậy. Anh ta cứ vừa đi vừa hát, vừa đi vừa nhảy, vừa đi vừa hát. Bất chợt anh ta thì ngẩng đầu lên, trước mặt anh ta là Đức Phật và 1250 vị đại đệ tử đang tiến gần tới anh ta, chỉ còn cách khoảng độ 15-20 bước chân. Đức Phật nhìn thấy anh ta gì, Đức Phật mỉm cười một cách rất là tươi. Anh ta nhìn thấy như vậy, anh ta định chạy trốn, nhưng mà khi đó anh ta nghĩ là chạy trốn gì, bằng cái không biết bằng cái nhân duyên nào đó anh ta định chạy trốn, nhưng mà anh ta gì không chạy trốn nữa. Anh ta liền là nhìn sang bên ngay bên rìa của mình, anh ta nghĩ ngay là mình phải có một cái gì cúng dường Đức Phật. Đây là cơ hội số một duy nhất của ta, vì chung quanh đây không có Bà La Môn nào, không có vị Sát Đế Lợi nào, không có gì dòng dõi phệ xá nào nhìn thấy ta, cho nên chỉ có Đức Thế Tôn và chúng Tăng và ta mà thôi. Và anh ta thì liền là bước sang ở bên vệ đường 2-3 bước, và anh ta hái một cái nấm hoa, gọi là hoa cỏ dại ở ven đường, mình có thể gọi là gì? Hoa cứt chó ở dọc đường đó. À, có thể nói như thế, nó cái hoa cỏ dại ở dọc đường. Và anh ta cầm lấy một nắm hoa như vậy, anh ta gì liền vội quay lại giữa đường và quỳ xuống, thì Đức Phật cũng vừa bước tới nơi anh ta. Anh ta gì không dám ngẩng mặt lên, đem dâng hai tay lên Đức Phật như thế này, và Đức Phật gì từ từ nhận lấy và ôn tồn hỏi anh ta. Rồi nhận lấy Đức Phật còn cảm ơn và ôn tồn hỏi anh ta: đi đâu? Có chuyện gì mà vui thế? Vân vân chẳng hạn. Anh ta thì nghe Đức Phật nói như vậy không tin vào tai mình nữa, nhưng mà anh ta chấn tĩnh lại, quả thật Đức Phật gì đang nói chuyện với ta. Và anh ta kể với Đức Phật tất cả những cái câu chuyện mà một thời gian khá dài về trước
Anh ta đã nhiều lần mong muốn được cúng dường Phật nhưng mà sợ, không dám đến gần Phật, sợ là các dòng dõi Sát Đế Lợi, Bà La Môn và Phệ Xá nhìn thấy anh ta đến gần đến Phật, họ chửi, họ mắng, họ đánh anh ta, cho nên anh ta không dám tới. Nay anh ta chung quanh anh ta chỉ có anh ta với Phật và Chư Tăng, cho nên anh ta mà ở trong cái tình huống tránh cũng không được đó, anh ta làm như vậy. Và Đức Phật khen ngợi, nhận cái nắm cỏ của anh ta, hoan hỷ. Và Đức Phật nói với Tôn giả A Nan và bảo Tôn giả A Nan rằng: này A Nan, ông có thấy là gì, là anh chàng thanh niên thư sinh này chăng, nhờ vào cái công đức cúng dường Như Lai một gì, một nắm hoa này, mà sau khi xả bỏ báo thân, anh ta được sinh lên làm vua của cõi trời gì, Phạm Vương, trải qua gì, hàng trăm ngàn vạn ức đời ở trên đó. Sau khi mãn báo thân ở cõi làm vua cõi trời Phạm Thiên Vương đó, anh ta lại sinh xuống cõi trời Đau Lợi và tiếp tục làm vua ở cõi trời Đau Lợi. Rồi anh ta gì, sinh xuống nhân gian, tiếp tục làm vua ở nhân gian, trải qua gì, hằng hà sa số kiếp. Và tại đó anh ta gặp Đức Phật Di Lặc, hoặc là gặp một vị đức, gặp một Đức Phật trong tương lai, chứ không nói là gặp Đức Phật Di Lặc, gặp một Đức Phật trong tương lai, và anh ta phát tâm Bồ Đề, xuất gia tu đạo, chứng đắc thánh quả A La Hán, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, nhờ một gì, một nắm hoa cỏ dại ở bên đường. Cho nên dựa vào đó, chúng tôi có thể khẳng định với nhóm Phật tử ở trong đạo tràng này rằng gì, trong kinh Phật không có quy định là gì, cúng Phật phải cúng bằng loài hoa nào. Còn ở Phật tử nói rằng xem trên mạng internet họ viết rằng á, cúng Phật là gì, là không được cúng những loại hoa dùng để tặng cho tình yêu như là hoa hồng. Chúng ta biết có loại hoa nào là quy định cụ thể loại hoa nào là loại hoa tặng cho tình yêu không? Không phải. Không phải hoa hồng là loại hoa chỉ dành tặng cho tình yêu, mà hoa hồng còn là loại hoa gì? Ví dụ như đại lễ Vu Lan báo hiếu, hoa hồng còn là biểu tượng của gì? Của cái tấm lòng hiếu hạnh của người làm con. Cho nên mới có một cái bài hát nói về gì? Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ, vân vân đó. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta thấy bông hồng không phải là bông hoa hồng, không phải chỉ để dành cho đôi tình yêu lứa đôi nam nữ, mà bông hoa hồng còn gì, ở trong đạo Phật còn được gắn lên ngực áo của chúng ta mỗi khi gì, mùa Vu Lan báo hiếu tới. Ở trong nhà Phật gì, bông hồng trắng được cài lên ngực một ai đó thì đó là mang ý nghĩa người đó đã mất cả cha lẫn mẹ và đáng thương thay. Bông hồng đỏ cài lên ngực áo một ai đó mang biểu tượng và ý nghĩa là gì, bạn ấy đã mất đi một người cha, hoặc rằng là đã mất đi một người mẹ và chỉ còn có một người bên bạn ấy nữa thôi. Đó, cho nên á, biểu tượng về tình yêu như bạn nói là gì, đạo tràng nói là gì? Biểu tượng bông hoa là biểu tượng của tình yêu, đem tặng tình yêu, và nói là hoa hồng chỉ cũng không đúng là như thế. Và ở đây đi xem bói, bạn đạo tràng này nói nếu đi xem bói thì cái bà đồng lại bảo là gì, chỉ được cúng hoa hồng, chỉ được cúng hoa hồng, còn các loại hoa khác là gì, không được cúng Phật, cũng không đúng. Đấy chỉ là gì, là tà kiến, là biên kiến, là thiên kiến. Tà kiến tức là gì, là cái nhìn thấy không đúng đắn, không chân thực. Biên kiến tức là cái nhìn thấy thiên lệch về một gì, một bên, tức là không chuẩn, cái nhìn gì, không chuẩn. Cho nên ở đây thành tâm hoa gì cũng Phật cũng được, thậm chí như nắm qua gì, nắm hoa dại ven đường Phật gì, vẫn thọ ký cho người đó làm vua các cõi trời.
và đặc biệt là sau này còn gặp các đức Phật trong tương lai và tu hành thành gì? Thành đạo, chứng quả A-la-hán, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Cho nên ở đây gì? Điều quan trọng xuất phát từ cái tâm. Cái tâm chúng ta là quan trọng nhất. Tâm thành kính, nương vào bông hoa nào á thì cũng là bông hoa đẹp nhất. Bông hoa sen, bông hoa hồng, bông hoa cúc, bông hoa lan, bông hoa huệ, bông hoa, thậm chí là bông hoa gì? Bông hoa thải lại ở ngoài đường, xin lỗi các quý vị, nó đều là bông hoa tâm đẹp nhất để dâng lên Đức Phật. Bông hoa đó phải được thể hiện qua lòng thành kính và sự tu tập bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện của mỗi mỗi Phật tử của chúng ta hàng ngày trong cuộc sống này vậy. Chứ không phải là lúc đến cửa chùa chúng ta dâng gì cái lễ thật to. Thật đắt tiền. Và mua những gì? Những bông hồng thật quý hoặc là những bông hoa thật quý, thật đắt tiền thì Phật mới chứng. Không phải đâu. Mà Phật muốn gì? Muốn nhìn thấy những bông hoa. Bông hoa giới đức, bông hoa trí tuệ, bông hoa từ bi. Hằng ngày chúng ta gì? Chúng ta làm cho gì? Cho đời, làm cho đạo pháp và làm cho đời, tức là làm cho dân tộc mình và làm cho tất cả chúng sinh này á. Bông hoa đó mới là bông hoa gì? Bông hoa mà Đức Phật muốn chúng ta dâng lên để cúng dường Ngài. Đó. Và mong rằng đạo tràng sau cái câu hỏi này có cái nhìn đúng đắn về gì? Về việc cúng dường Tam Bảo, đặc biệt là gì? Cúng dường Phật, dùng hoa để cúng dường Phật, hương hoa, oản quả vân vân đó, tất cả cái đó chỉ là phương tiện. Cái điều chính Đức Phật cần tới là cái tâm của chúng ta. Vì vậy là rất mong đạo tràng chúng ta có cái sự học và sự hiểu đúng đắn với chính pháp của Đức Phật. Đừng có suốt ngày đi xem bói, hoặc là đừng có gì tin những gì trên mạng họ viết là tuyệt đối. Trên mạng bây giờ nó gì? Nó lộm cộm lắm. Thông tin nó rất là tạp. Chúng ta mà xem nhiều thông tin trên mạng á, chúng ta có thể là gì? Không biết đâu để mà lần. Đó, không biết đâu để mà lần. Các thông tin trái chiều nhau, rất khó để lần. Thì tốt nhất là thôi, dành thời gian để tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tô phúc bố thí cúng dường, làm việc thiện. Đặc biệt các Phật tử mà có tuổi rồi thì thôi, mạng méo làm gì nữa, một câu A-di-đà Phật, hoặc có thời gian thì gì? Tụng kinh. Không có thời gian nhiều thì một câu A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, hoặc A-mi-đà Phật, Nam-mô A-mi-đà Phật, cứ thế mà nhất tâm để mà thọ trì đọc tụng một ngày không xa. Khi báo thân chúng ta hết, A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng vân vân, các ngài hiện đến trước mắt chúng ta, rước thần tiếp rước thần thức chúng ta. Trong khoảng một niệm sát na rất nhỏ, rất ngắn thôi, chúng ta được về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nương vào hoa sen gì ở ao Liên Trì chín phẩm mà sinh ra. Hoa nở thấy Phật, vừa thấy Đức Phật, tai nghe chính pháp, tâm sinh đại hoan hỷ, liền chứng được quả ngộ gì? Quả vị gì? Vô sinh pháp nhận, vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Từ đó, tùy theo bản nguyện của mình và thần nương vào thần lực của A Di Đà Phật, trong một khoảng bữa ăn có thể biến khắp mười phương phân thân vô số, thân thừa cúng dường hằng hà sa số các đức Phật khắp trong mười phương, và lại được các đức Phật đấy khen ngợi, giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho mình gì? Được thành Phật trong một kiếp rất gần không xa. Những cái việc làm hoan hỷ như thế, lợi ích như thế chúng ta không làm để cứ đi thì chạy đông chạy chạy tây rong ruổi, tìm ngược tìm xuôi làm cái gì? Đi xem bói xem toán làm gì nữa, cho nó gì? Cho nó lo mất của mà lại còn lo vào thân, lang thang trên mạng lắm làm gì nữa, cho nó gì? Loạn tâm ra đấy, có tuổi rồi thì gì? Lo tu đi. Đó. Câu thứ ba, đại tràng hỏi là có người hỏi là hai vợ chồng con cùng tụng kinh Địa Tạng theo chùa, nhưng do tính chất công việc, buổi sáng con tụng kinh cùng chồng quyển thượng, đến tối thì tụng tiếp hai quyển còn lại. Nhưng mà nhiều hôm buổi tối do con phải dạy cháu nhỏ học bài nên không tụng cùng chồng được hai quyển, không tụng cùng chồng được nốt hai quyển. Đến sáng hôm sau
con lại cùng tụng với chồng quyền thượng, như vậy có công đức không? Con có bị phạm tội gì không? À, không sao, tùy duyên đi. À, người học Phật, người tụng kinh ấy, cũng giống như gì? Giống như người ăn mía. Tôi lấy một cái ví dụ như vậy cho các Phật tử biết. Giống như người ăn mía, ăn khúc gốc, khúc giữa hay là khúc ngọn thì đều gì? Tất cả đều gì? Đều ngọt. Nhưng có cái khúc ngọn á, mình ăn một cái khúc ngọn á, mình khúc ngọn không á thì gì, nó có thể nhạt hơn một chút. Hoặc ăn mình khúc gốc không á thì nó gì, nó có thể hơi rắn lên một chút, nhưng mà gì, vẫn là cây mía ấy, nó vẫn gì, có vị ngọt. Phật tử tụng được quyển thượng thì Phật tử có gì? Có công đức của quyển thượng. Tụng được quyển trung thì thêm công đức của... Tôi lấy một cái ví dụ như tụng quyển thượng, mình quyển thượng không á thì có công đức gì? Của ngọn mía chẳng hạn. Tụng quyển trung thì có thêm công đức của khúc giữa của cây mía. Tụng quyển hạ thì Phật tử có thể thêm cả cái gì, cái gốc của cây mía. Tụng trọn cả ba quyển tức là Phật tử có công đức gì, giống như ăn trọn cả cây mía vậy. Đó. Còn tụng được một quyển thì thôi, coi như mình ăn gì, ăn một khúc của một cây mía, không có tội gì đâu. Chắc chắn Phật không bắt tội chúng ta. Này Phật tử kia, nhà ngươi tại sao lại gì, dám phạm thượng với ta như thế? Nhà ngươi tại làm sao chỉ có tụng quyền thượng mà không tụng quyền trung quyền hạ? Ta sẽ bắt phạt ngươi. Không có cái chuyện đó. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng gì, cũng không đến cầm cái tích trượng mà giống xuống ngay trước thì mặt chúng ta mà bảo, chỉ mặt ta mà bảo gì, tại sao ngươi gì, ngươi không kính trọng ta trọn vẹn, tại sao ngươi chỉ kính trọng ta có 1/3 mà không gì, không kính trọng ta cả gì, cả 3 phần trọn vẹn? Không có cái chuyện đó. À, cho nên đối với Phật pháp á, là gì, đầu, giữa và cuối. Trong kinh luận nói tất cả đều là thiện. Cho nên là tụng được quyển thượng thì có công đức quyển thượng, tụng được quyển trung có thêm công đức quyển trung, tụng được quyển hạ thêm công đức quyển hạ. Chúng ta hiểu biết được Đức Phật dạy ở trọn vẹn trong bộ kinh để chúng ta thực hành thì công đức chúng ta sẽ sớm được viên mãn. Còn chúng ta chưa được hiểu được hết vì một cái lý do đặc biệt, đó là gì, Phật tử phải chăm các cháu vào buổi chiều buổi tối, cho nên không thể tụng được hết. Có thể chỉ ngày thứ bảy chủ nhật mà con cái nó được nghỉ, nó ở nhà nó chăm con nó thì mình là bà nội hoặc bà ngoại mới có thể đọc được hết cả bộ thôi, cũng được, không sao. Nhưng ở đây thầy khuyên thêm, không có thời gian tụng kinh suốt cả 3 quyển như vậy thì Phật tử có thể mở cái đài giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của Trưởng Lão Hòa Thượng Tịnh Không hoặc là Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa, hay là bài giảng của thầy về kinh Địa Tạng cũng được, mở ra mà nghe. Khi trông cháu vẫn có thể nghe giảng được. Nghe giảng tâm chúng ta gì? Khai sáng, tâm chúng ta tỏ ngộ, chúng ta hiểu ra, à Phật dạy chúng ta như thế, trong kinh Phật dạy chúng ta làm như vậy. Đọc kinh không chỉ đọc như con vẹt mà chúng ta phải làm như vậy. Phật dạy như vậy, tổ dạy như thế và thầy giảng như thế, chúng ta tin tưởng, học tập và làm theo thì công đức đấy mới được trọn vẹn. Đó, khuyên Phật tử này thêm như vậy. Trong đạo tràng lại hỏi tiếp, có người lại hỏi tiếp: cách đây phải nhiều đời, các cụ kỵ nhà con đồng ý cho làng xây nhờ điện thờ Thánh Trần Hưng Đạo trên khu đất của gia đình khá to, phải trên 50 m², với 3 ban thờ đầy đủ. Mở ngoặc đơn, ngày ấy con còn quá nhỏ nên không nhớ là thờ những ban thờ nào nữa. Đóng ngoặc đơn. Toàn bộ việc cúng lễ của điện do các cụ già trong làng quản lý. Sau nhiều đời điện thờ xuống cấp, dân làng không có tiền để sửa. Ngôi điện có nguy cơ sập đổ nên tầm năm 1974 hoặc 1975, mẹ con xin phép dân làng cho dỡ và nhờ thầy cũng làm lễ xin phá dỡ, đồng thời xin chuyển gửi tất cả bát hương, đồ thờ của điện đến đền Bảo Lộc, Nam Định để thờ ở đó ạ. Sau khi dỡ điện ra thì các vật liệu cũ như chân cột điện bằng đá, cột và xà gồ bằng gỗ chưa mục còn có khả năng sử dụng được, ai đến xin mẹ con cũng cho. Số lượng người xin đến hàng mấy chục người, không ít. Người thì lấy về làm nhà, kê cầu ao, gỗ thì
đóng khung thêu, đồ dùng vân vân đủ cả. Nhà con cũng lấy ít gạch cũ khi phá tường để xây sân. Một thời gian mẹ con bảo đêm đến quân lính của Thánh Trần Hưng Đạo toàn quấy nhiễu. Sau đó mẹ con cũng làm lại một gian thờ nhỏ để thờ lại ngài, và hiện tại chúng con vẫn đang thờ. Nhưng không biết do ông thầy cũng chưa đủ đức hay lễ chưa đủ đến nơi đến chốn, hay do mẹ con lấy các vật liệu để dùng vào và cho mọi người mà cuộc sống của gia đình con rất khổ sở, nhà luôn nghèo khó từ đó. Bốn anh em chúng con học hành thì đàng hoàng, đầy đủ, đi làm ăn xa nhưng cuộc sống thất bại về mọi mặt. Từ khi biết đến Phật Pháp, con cũng nhận thức rằng như vậy chắc mẹ con bị tội nặng lắm, nên từ khi thầy hướng dẫn tụng kinh Địa Tạng, con thành tâm tụng suốt hơn 2 năm nay, phần lớn là một ngày hết một bộ, mở ngoặc đơn, có những thời gian bận, công việc thì tụng 2 ngày một quyển, sáng, tối, đóng ngoặc đơn, và làm công đức cúng dường, phóng sinh, làm từ thiện rất nhiều, thậm chí con có thể chi tiêu tiết kiệm tối đa nhất, để có tiền làm những việc phúc rồi hồi hướng cho cha mẹ, gia tiên. Nhưng con có cảm giác phúc đức con tạo chưa được bao nhiêu, nên chưa trả hết nợ được cho mẹ, và cuộc sống của bốn anh em nhà chúng con vẫn khốn khổ quá. Con kính xin thầy khai thị việc này giúp con nên làm thế nào để tốt hơn ạ. Con xin đa tạ công đức của thầy. Đạo Phật tử có giải bày tâm sự, nói rằng trước năm 1975, tức là trước về đó cũng khá lâu, và đời các cụ các kỵ ngày xưa cho dân làng mượn cái một khu đất khoảng độ 50 m² để xây cái điện thờ Đức Thánh Trần. Chúng ta biết Đức Thánh Trần là một vị tướng tài của dân tộc Việt Nam chúng ta, là một người anh hùng dân tộc của Việt Nam chúng ta, và đồng thời cả thế giới tôn vinh. Cả thế giới được có mấy vị tướng tài thì Việt Nam chúng ta được hai vị đại tướng tướng tài, đó là đại tướng Trần Hưng Đạo và cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là một cái niềm vinh dự rất lớn đối với dân tộc Việt Nam chúng ta. Có thể có những đất nước lớn nhất thế giới chưa có được danh hiệu của một vị tướng tài trên thế giới, nhưng Việt Nam chúng ta chỉ mà là một nước nhỏ, nhưng chúng ta có đến 2 vị tướng tài của thế giới. Ở trong lòng dân tộc, Đức Thánh Trần, tức là Đức Thánh Trần Hưng Đạo đó, ngài á được nhân dân chúng ta trải qua gần 1.000 năm nay vẫn tôn thờ ngài như là một vị thánh của dân tộc. Cho nên ở đây thì Phật tử này nói là ngày xưa chắc là cũng xuất phát từ cái lòng thành kính mà ông bà cha, ông bà cụ kỵ nhiều đời á đã đồng ý cho dân làng xây cái điện thờ Đức Thánh Trần ở trên cái đất của gia đình khoảng 50 m². Chúng ta phải hiểu nhá, các cụ chúng ta đồng ý cho xây, tức là cái đất đó đã cúng cúng dàng cho dân làng để xây dựng Đức Thánh, và đất đó đã thành đất của Đức Thánh rồi, không phải đất của nhà mình nữa. Cho nên các cụ ngày xưa hay nói gì, đất của đình của chùa, đồ vật của đình của chùa, tức là của Phật, của Thánh đó, của thần linh đó, mà chúng ta lấy, chúng đem về sử dụng vào công việc mục đích riêng, khi mà chưa được của Phật đó, thì chưa được các vị thầy trụ trì cho, hay các vị thầy trụ trì cho nhưng mà không đúng pháp cũng không được. Còn của Thánh á mà chưa được chủ từ hoặc nhà đền cho, mà cho không đúng pháp á thì cũng không được, tức là cho cái gì phải đáng cho và được phép cho thì mới được. Còn ở đây trường hợp là đất các cụ nhà mình đã đồng ý cho xây làm điện thờ Đức Thánh Trần rồi thì đương nhiên là các cụ ngày xưa phải đồng ý cúng cho dân làng rồi. Nay từ năm 74-75, tức là sau giải phóng một chút, trước giải phóng và sau giải phóng một chút đó, điện đã xuống cấp. Mẹ của Phật tử này là
đem phá đi và đem phá đi, cho mỗi người một tí. Người thì lấy gỗ, người thì lấy gạch, người thì lấy đồ thờ vân vân. Đồ thờ thì có thể lại đem ra chùa, người lấy cái này cái nọ cái kia vân vân. Và gia đình lại lấy một tí gạch để gì? Để làm sân xây tường bao vân vân nữa. Thế sau này thì thấy lục đục thì mới đi xây lại. Mà xây lại thì ở đây chắc chắn là có khi lại xây nhỏ hơn thì cái miếu bé bé thôi, không đủ. Ở đây cái vấn đề tâm linh, cái vấn đề phá đình, phá chùa mà gặp hoạn nạn, cái này thầy gặp nhiều rồi. Trước năm 75 chúng ta có một thời gọi là cải cách văn hóa, phá đình, phá chùa, đình đền miếu mạo phá rất nhiều. Và gần như 100% những người thi hành cái việc phá đình, phá chùa đó, hủy tượng, đốt kinh đó, sau này đều gặp những cái sự, gia đình đều gặp những cái biến cố không thể lường được. Không thể lường. Tôi cũng thường hay kể một số câu chuyện về việc phá đình, phá chùa trước năm 1975. Thôi cái chuyện nó dài, thời gian thì không có, cho nên thầy không kể nhiều. Mà điều quan trọng đi vào, bây giờ Phật tử này nói gì, tụng kinh Địa Tạng 2 năm nay, thậm chí là gì, bớt cả ăn tiêu để cúng dường phóng sinh tu phúc, nhưng mà thấy cuộc sống nó vẫn chưa chuyển biến là bao. Vì cái gốc, ở đây thầy nghĩ là vì cái gốc chưa được gì, chưa được giải quyết vậy. Cái gốc ở đây là gì? Đó là đất đã cúng cho xây Đức Thánh khoảng 50 mét vuông, và cái khu đất mà đã cúng Đức Thánh ngày xưa rồi thì bây giờ gì? Về cả gia đình này phải bàn nhau mà trả lại cho Đức Thánh đi. Đó, lại trả lại cho dân làng để mình không có tiền để xây hoàn chỉnh lại cái nhà thờ Đức Thánh Trần đó, thì bây giờ lại về lại gặp ban lãnh đạo thôn này, ra ủy ban nhân dân xã đem lại gia đình chúng tôi khoanh lại cái đất ngày xưa đến đâu là của nhà mình thì mình chỉ lấy đến đó thôi. Đất ngày xưa cha ông chúng ta thì đã đồng ý cho dân làng xây đền thờ của nhà ngài rồi, mà từ đời cụ đời kỵ cơ mà, ít nhất phải vài chục năm, thậm chí phải gì hàng trăm năm, vài trăm năm rồi, tức là của nhà ngài rồi. Trước tiên làm cái lễ ra để sám hối ngài, thậm chí là đến tận những đền nơi phủ to đền lớn như là đền Đức Thánh, nơi thờ Đức Thánh Trần, để mà gì sám hối cái việc đó. Xong đó về thì làm cái lễ cái thanh bông hoa quả, đâu không cần phải nhiều đâu, cũng đừng có gà qué lợn vịt là gì, thanh bông hoa quả thôi, đến đền to phủ chính của ngài á để sám hối cái việc đó. Mình nói rõ ra những cái việc như là trình bày hôm nay này, Phật tử đưa câu hỏi này này, rồi á để về thắp hương khấn nguyện là tại cái gì, cái miếu nhỏ nhỏ mình đang làm đó, và thờ và xin là gì, lại cúng trả lại toàn bộ cái đất đó để cho gì, cho thôn, để cho xã gì làm cái điện thờ chung cho gì, cho tất cả đại chúng, cho bách gia trăm họ được đến đó để lễ. Chắc chắn là gì, cái mảnh đất đó cũng là mảnh đất mà ngài đã chấm rồi, tôi nghĩ như vậy. Ngài đã chấm rồi, các cụ ngày xưa nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Ngài đã chấm rồi tức là gì, cái nơi đó là nơi của ngài rồi, nay chúng ta phạm và tức là ăn trộm của nhà thánh. Cho nên á, Phật tử này nói là khi mà phá xong một thời gian sau thì mẹ của Phật tử này thì cứ nghe thấy cái tiếng đi rầm rập như là quân lính của nhà thánh á. Cái này có, cái này có. Chúng tôi á, trước khi xuất gia cũng nghe kể về một vài câu chuyện về Đức Thánh Trần. Sau khi xuất gia rồi, tiếp tục được chứng kiến cũng như nghe kể về câu chuyện của việc thờ Đức Thánh Trần, chúng tôi biết cái việc tâm linh này có. Cho nên khuyên Phật tử này về nên bàn với mẹ và bốn anh em, bốn anh chị em và mẹ nên ngồi nhau lại với bàn nhau lại. Thôi mình đừng có tiếc vì một chút đất này. Ngày xưa cha ông mình cúng rồi, bây giờ mình gì? Mình trả lại cho trọn vẹn cái gì? Cái tâm nguyện của tổ tiên. Có thể tổ tiên của chúng ta trách chúng ta đó. Tổ tiên đã cúng vào rồi, bây giờ con cái là lật lọng lại đi gì, đi đòi lại. Chẳng khác gì là bố mẹ chúng ta gì, đem làm từ thiện rồi chúng ta lại gì, lại đi cướp lại, đi đòi lại. Cha mẹ chúng ta gì, rất buồn, rất giận và rất hận những đứa con bất hiếu như thế. Tổ tiên chúng ta như vậy, đã phát tâm cúng nay rồi, con cháu nếu mà đem đòi lại thì lại không được. Thì cũng tương tự như gì, như câu chuyện tôi nói là cha mẹ đi làm từ thiện, con cái lại đi đến để giật lại, làm cho cha mẹ buồn, cha mẹ giận, cha mẹ hận chúng ta là không được. Thì đây tổ tiên chúng ta phát cái tâm như thế, thì đây trường hợp này phải làm trọn cái tâm nguyện của tổ tiên, thì tổ tiên mới gì,
mới phù hộ, mới độ trì cho chúng ta. Đầu tiên là tổ tiên phù hộ độ trì chúng ta. Thứ hai là gì? Đức Thánh thì Ngài chả thiếu chỗ thờ đâu. Ngài có thiếu chỗ thờ đâu. Ngài thiếu gì phủ to đền lớn mà có 50 mét vuông là Ngài cũng chẳng phải bận bịu tâm gì cả. Nhưng mà gì? Tổ tiên của chúng ta không hoan hỉ. Cho nên á, trường hợp mà ra tổ tiên không hoan hỉ á, thì chúng ta có dù có đi làm gì, học thức có đến đâu đi chăng nữa, thì như Phật tử này nói là làm mãi vẫn gì, vẫn chẳng có của ăn của để, vào cửa trước ra cửa sau, nói chung là vẫn gì, nghèo vẫn hoàn nghèo. Mà thậm chí sau khi á, mất đi có khi á, chúng ta lại còn bị các cụ quở phạt nữa thì còn khổ nữa. Đấy, vấn đề tâm linh chúng ta nó như cuộc sống ở thế gian chúng ta thôi. À, các cụ ngày xưa nói là gì, trần sao thì âm vậy mà. Đấy, cho nên trường hợp này thì khuyên như vậy, Phật tử này nên suy nghĩ, nên suy nghĩ sâu sắc những lời nói của thầy ngày hôm nay về anh chị em nên bàn nhau. Thà chúng ta gì mất một tí đất, đây không phải mất đâu, gọi là trả lại nhà thánh một tí đất để làm tròn cái tâm nguyện của tổ tiên chúng ta, và để lấy sự gì hoan hỷ của tổ tiên, lấy sự gì gia hộ của Phật Thánh. Chỉ tôi nghĩ rằng chúng ta có sức khỏe, bốn anh em đã có học hàm học vị, có học vấn rồi, bây giờ chỉ cần sức khỏe và một chút may mắn. Làm ăn chỉ có khi vài năm, 5 năm, 10 năm thôi, chúng ta có thể gì mua được hàng gấp vài lần cái gì, cái đất mà ngày xưa các cụ cúng ấy đó. À, đất, cho nên cái này thì nên suy nghĩ sâu sắc lời của chúng tôi nói, và nên gì, nên thực hiện trong ngay trong thời gian tới, đừng có chần chừ và đừng có gì, đừng có tiếc nuối nữa. Đoàn Phật tử này hỏi câu tiếp theo: kính bạch thầy, đời chúng con kém phước nên không được xuất gia như các thầy, chúng con muốn hướng cho các con của mình đi xuất gia thì phải làm thế nào? Quý quá ha. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe một Phật tử bộc bạch rằng đời chúng con kém phước không được xuất gia như các thầy, và nay muốn cho gì, muốn hướng cho các con của mình đi xuất gia thì phải làm thế nào? Đem các cháu lên đây, đem các cháu lên đây để thầy xem nó có đủ phước để xuất gia không. Phải đủ phước mới xuất gia được, chứ không đủ phúc để xuất gia, nó vào chùa 5-3 năm nó lại hoàn tục, nó ra về thì còn khổ sở hơn. Lúc đó đời trả ra đời, đạo trả ra đạo á, thì lại còn gì, còn nhục hơn nữa. Cho nên Phật tử này á, đem cháu lên đây thầy xem. Thầy thì không phải là gì, là một người biết xem tướng, nhưng mà cũng đủ để có thể biết được cái người đó có thể xuất gia được hay không, và xuất gia có thể chọn đời tu hành được hay không, hay là chỉ được vài năm thì nó ra về. Mà vài năm mà nó tu tốt xong rồi thì nó ra về á, thì luật Đức Phật gì cũng cho phép, không sao. Nó gieo duyên với Phật vài năm mà nó ra về tốt thì cũng được. À, những trường hợp đấy thì nó phải xem tùy theo. Phật tử này thôi, hôm nào cứ đưa cháu nó lên đây làm công quả, và để xem nó tự thích hay không. Nó mà không thích mà bố mẹ cứ bắt đi xuất gia cũng chẳng được. Không bù cho bây giờ gì, các bạn, một số các bạn sinh viên đi đến dự khóa tu các thứ thích xuất gia lắm. Thấy chư Tăng ở trong chùa sống hòa hợp thanh tịnh, mọi người hy sinh vì đạo pháp, vì dân tộc. À, thế cho nên về rất muốn xuất gia. Hở ra với bố mẹ mà cái bố mẹ bảo ta này nhá, tao cấm mày từ giờ trở đi mày không được đến chùa nhá, không được tụng kinh nhá, không được lễ Phật nhá, cấm nói gì tới Phật pháp bên tai tao nhá, và mày phải đi làm. Tới đây con gái thì đi lấy chồng, con trai thì gì phải đi lấy vợ, cấm chùa chiên gì nữa. Nhưng mà cho nên nay lại gặp một Phật tử hỏi rằng á, kém phước không được xuất gia, cho nên nay muốn cho con xuất gia, hỏi cách làm thế nào cho con xuất gia. Thì cái cách tốt nhất là cho các, trước hết cho các con nó thân cận với gì, với các thầy đã. Tức là cho các con nó đến chùa gần gũi, làm công quả chấp tác. Nếu còn đi học thì vào những ngày nghỉ, những kỳ nghỉ hè chẳng hạn, hoặc là những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật chẳng hạn, đưa con nó đến, nó thân cận, và sau này nếu nó có duyên tự nó thích đã mới được. Còn ép nó đi tu thì không được đâu. Ép ăn ép ngủ còn được, mà ép đi tu thì chắc chắn là gì, là sai rồi đấy. Cho nên đừng có ép nó đi tu, rồi nó vào chùa nó không tu, nó phá giới, nó làm loạn trong chùa thì khổ lắm. Đó. Mấy năm trước cũng có một trường hợp, thầy có một trường hợp, mấy trường hợp cơ, hai anh em ở trên bãi trại, nó còn bé bé, bố mẹ thì hiểu Phật pháp, cứ thế là ép hai đứa con trai đi tu. Nó nhất định nó không muốn đi, bố mẹ cứ nhất định ép đi,
Thế nó xuống đây nó cũng bắt buộc nó phải đi, bảo bố mày ép là gì? Chúng mày mà không đi tao ở nhà tao gì không cho mày đi học, bắt chúng mày gì gánh cái đôi rổ ra gì ra ngoài đường để đi hót cứt trâu để gì để mà đi cày ruộng, mà không nhìn nhận chúng mày nữa. Cho nên ép nó như thế thì nói gì, nó bắt buộc nó phải xuống đây. Xuống đây nó đi học lớp, một đứa học lớp 3, một đứa học lớp 5. Các vị biết không? Năm trước năm sau một cái là gì? Nó phá bến trong chùa. Nó bỏ học. Nó gì? Nó vẫn ban ngày thì ban sáng ra 6 giờ 7 giờ nó vẫn lên nó A Di Đà Phật, thầy bố thí cho con đi học. Và con đi học đi. Thế mà gì được khoảng mấy tuần sau cô giáo vào thì đánh cái giấy vào nhà vào chùa bảo á, xin thầy chủ trì là cho các cháu đi học. Tại sao đến thầy cho các cháu nó nghỉ đến 2 tuần nay rồi? Mình gỡ người ra bảo nó vẫn xin tôi đi học đều mà, nó vẫn cho nó đi học đều mà. Thế cô bảo không, 2 tuần nay nó không đến lớp. Thế hóa ra tôi gì? Tôi mới cho Phật tử, gọi Phật tử sang. Thế Phật tử theo dõi xem hai cái chú này nó đi đâu. Các vị biết không? Sáng ra nó vẫn lên xin tôi là bạch thầy bố thí cho con đi học. Tôi bảo con đi học đi. Thế nó đi ra khỏi một cái bắt đầu tôi gọi điện cho Phật tử đấy, nó đi khỏi rồi Phật tử đi theo dõi xem đi làm cái gì mà 2 tuần nay nó không đến lớp. Thế là thấy nó ra đến cửa trường một cái bắt đầu gì? Nó đứng ở đấy với các bạn một tí, bắt đầu nó quay xe nó đi gì? Để quay lại và tạt xuống cái đường thôn Bống thôn ấy đấy, bắt đầu nó đi sang bên xã Cổ Đông. Nó đi sâu lắm, Phật tử đi xa đi theo nó phải đến gì? Đến 15 phút mới gì? Cứ theo nó mà theo xa xa thôi. Mới thấy nó vào một cái ngõ rất là sâu. Vào ngõ sâu thế nó vào một cái gia đình, vào một cái nhà. Cái nhà đó vào tới một cái gì? Cứ vào rồi đóng cửa. Phật tử đó đến thấy nó vào đấy một cái về báo công an. Mấy chú công an xã, hai chú công an xã sang thì hóa ra gì? Tại sao nó cứ vào đến đóng cửa đấy? Vào đấy về công an nó gõ cửa, nhờ cả công an xã Cổ Đông nó đến gõ cửa là gì? Khoảng độ hơn 20 đứa học sinh đang cái tuổi nó đóng cửa tín mít là mỗi đứa một cái máy là gì? Đang chiều chiều bùm bùm ở trong đó. Làm gì? Đánh điện tử. Khổ cái thân thôi. Nuôi tiểu mà tiểu nó còn nhỏ quá. Mình thì nhiều công việc, chùa chiền nhiều, không thể dạy được hết các chú ấy. Cho nên sáng nó lên nó xin là thầy cho con đi học. Học gì học? Học cái gì? Trốn xuống tận dưới xã Cổ Đông vào tận trong ngõ. Mà cái nhà đấy nó cũng tệ cơ. Mục đích của nó là gì? Là lôi kéo trẻ nhỏ học sinh đến để đánh điện tử. Bởi vì đánh điện tử nó vào một cái là nó đóng cửa kín mít, đóng cửa ngoài, đóng cửa trong. Phải liên hệ với công an để đến mới gì? Báo là gì? Hai chú tiểu nhỏ của nhà chùa đi vào đó không biết làm cái gì thì công an họ đến họ mới gì? Mới bắt mở cửa. Mở ra thì có gì? Trên cả 20 em, mỗi em một cái máy cái chiều chiều bùm bùm trong đó. Đấy. Cho nên là nếu nó không muốn đi tu, nó không có duyên muốn đi tu á thì cũng không ép được. Mà ép ăn ép ngủ chứ ai ép được người đi tu là chỗ thế. Cho nên thôi, thì cái này cứ đưa lên để thầy xem như thế nào. Một câu hỏi nữa của đoàn này: kính bạch thầy, vợ chồng con chậm có con. Con đã tham gia hai pháp hội Quan Âm Bồ Tát của chùa nhưng chưa thấy tin vui, xin thầy chỉ giúp cho con nữa. Cố nốt một pháp hội nữa đi. Sang tháng 9 là gì? Là có pháp hội Quan Âm thứ 3 tiếp. Phật tử nên thì nên cố thêm một pháp hội nữa. Các cụ ngày xưa nói gì? Ba keo thì mèo mở mắt. Hãy cứ thử đi. Ba keo mèo mở mắt. Mà ba keo mèo không mở mắt thì thôi, coi như là gì? Là thầy không đủ duyên với đôi vợ chồng nhà Phật tử này. Thì thôi đi tìm cửa khác. Hoặc là đi gì? Đi tìm đến các bác sĩ, các bệnh viện để họ tư vấn và chữa xem như thế nào. Còn tới đây thì cứ đi lấy. Nhưng mà từ giờ đến thì từ giờ cho đến Pháp hội Quan Âm vào dự kiến là vào ngày 16, 17, 18 tháng 9 âm lịch tới đây, thì vợ chồng nhà này thì nên phát nguyện ăn chay trường và tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và một cái điều quan trọng, một điều đặc biệt nhất nữa, đó là trong 21 ngày trước khi diễn ra pháp hội. Tính làm sao mà 21 ngày trước khi diễn ra pháp hội không ăn chay trường được từ bây giờ thì thôi. Cứ tính từ bây giờ cho đến 20, tính từ khi nào, từ ngày 16 trở về trước là 21 ngày. Cứ tính cho thầy, thầy dỗ toán thầy không biết tính đâu. Phật tử cứ tính đi trước, từ ngày 16 tức là từ ngày 15 trở về trước là 21 ngày. Ăn chay trường, mỗi ngày tụng hết 3 quyển kinh Thượng Trung và Hạ thành một bộ kinh Địa Tạng đó. Nếu mà vợ bận đi làm thì chồng tụng, chồng bận đi làm thì vợ tụng, nghĩa là trong hai vợ chồng phải có một người tụng. Nhưng hai vợ chồng ăn chay được, chay trường được là tốt nhất. Và đặc biệt trong 21 ngày đó, trong gia đình không nên sát sinh hại vật.
cả nhà ăn chay được là quý nhất. Việc thứ nhất. Việc thứ hai là không được ăn ngũ tân. Ngũ tân tức là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Trong 21 ngày đấy tuyệt đối không ăn 5 loại hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây, không ăn thịt, không uống rượu. Và đặc biệt hai vợ chồng này nên gì? Nên mỗi người ngủ một phòng. Nghĩa là gì? Không được chung chăn cung gối. Kể cả là vợ chồng 21 ngày đó thì phải kiêng cử tuyệt đối, gọi là đi tu đấy. 21 ngày đấy vợ cũng tu mà chồng cũng tu, hai vợ chồng đều gì? Đều là người tu tuyệt đối tại gia. À, thịt cá không, ngũ tân không, mà gì mà cái chuyện gì dục vọng cũng không, dừng lại để gì? Để tu đã. Sau 20 đến ngày 16 hai vợ chồng lên mà lễ, nghỉ công việc lên mà lễ. Lễ suốt cả 3 ngày pháp hội đó. Sau 3 ngày pháp hội đó thì trúng ngày 19, tức là ngày vía Đức Quan Âm, hai vợ chồng đi đi thật sớm lên chùa Tản Viên mà lễ Phật lễ Tổ, mang mấy cái can đi ra giếng Quan Âm xin nước xong đem lên trên trên điện Quan Âm, điện Chuẩn Đề, điện Quan Âm á, đặt lên trên ban Quan Âm có vị Bồ Tát bế đứa trẻ đó, hoặc là pho tượng Quan Âm Thống Tử đó, đặt lên đấy mà cầu mà khấn mà xin. Thì về lần này á, được thì tốt, mà không được thì có nghĩa là gì? Duyên cầu tự của Phật tử với Phật là gần như là không có. Thế thôi, đi tìm cửa khác. Nhưng thầy nghĩ rằng á, thành tâm đến chỗ tột cùng, làm được như lời thầy nói, mà không được thì mới là lạ. Hãy cứ làm đi. Làm lần này mà không được mới là lạ. Nhưng mà phải làm được như thế. Cái thứ nhất, không sát sinh hại vật, không ăn thịt uống rượu, bia. Cái thứ hai, không ăn ngũ tân hành hẹ tỏi kiệu. Cái thứ ba, cả nhà ăn chay được là tốt nhất. Và cái thứ tư, một điểm cũng rất quan trọng, đó là một ngày phải tụng được hết cả một thời kinh, một bộ kinh Địa Tạng sáng, chiều và tối. Dừng các công việc lại để gì? Để làm cái việc mà mình mong cầu đó. Và cái thứ năm, đặc biệt hai vợ chồng không được chung chăn chung gối trong vòng 21 ngày đó, phải thanh tịnh tuyệt đối. 3 ngày đi lên đây dự pháp hội cũng phải thanh tịnh tuyệt đối. Ngày mùng 19, tức là xong pháp hội đi lên lấy nước xong rồi về thì tình cảm vợ chồng lúc đó chung chăn chung gối gì đấy thì tùy. Chỉ sau thầy nghĩ là sau một thời gian ngắn là có tin vui thôi. Làm được như thế thì tin vui sẽ đến 99%. Mà còn có 1% mà không được nữa thì cái này chắc là Phật tử không có đủ duyên với Phật trong vấn đề cầu tự, thì đi cửa khác. À, trả lời các câu hỏi của các bạn sinh viên. A Di Đà Phật, có một bạn hỏi. Một, con xin bạch thầy cho con hỏi điều kiện để thành một Phật tử là gì ạ? À, bạn này đều hỏi điều kiện thành Phật tử gì, tức là để thành một Phật tử là gì? Thì bạn phải hiểu thế nào là Phật tử. Chứ Phật tử có nghĩa là con Phật. Con Phật ấy, thì chia thành gì? Ngày xưa Đức Phật chia thành 4 chúng. Đó là 2 chúng xuất gia và 2 chúng tại gia. 2 chúng xuất gia thì gọi là tỳ khiêu và tỳ khiêu ni. Tỳ khiêu tức là chỉ cho những người nam giới xuất gia thọ đại giới, hay còn gọi là thọ cụ túc giới đó, gọi là tỳ khiêu. Còn những vị nữ giới xuất gia thọ đại giới thì gọi là tỳ khiêu ni. Đó là 2 chúng xuất gia. Còn 2 chúng tại gia trong kinh Phật gọi là gì? Chúng cư sĩ Yêu Bà Tắc và chúng cư sĩ Yêu Bà Di. Nói tắt là chúng Yêu Bà Tắc và chúng Yêu Bà Di. Chúng Yêu Bà Tắc á, chúng Yêu Bà Tắc là chỉ cho những nam giới quy y Tam Bảo, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, hoặc là thọ gì, thọ năm giới, quy y Tam Bảo và thọ năm giới trở lên vân vân đó, ít nhất là quy y Tam Bảo thì đó gọi là cư sĩ Yêu Bà Tắc là nam giới. Nữ quy y Tam Bảo thì gọi cư sĩ Yêu Bà Di. À, là nguyên âm phiên âm tiếng Phạm là Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di. Nhưng tiếng Việt Nam chúng ta gì? Là nam Phật tử và nữ Phật tử. À, hay còn gọi là nam cư sĩ và nữ cư sĩ, vân vân. Đó thì đó gọi là, hay còn mình gọi tắt là gì? Phật tử. Việt Nam chúng ta, miền Bắc chúng ta gọi chung cho cả nam cư sĩ và nữ cư sĩ gì? Một danh từ chung đó là các Phật tử. Phật tử nam và Phật tử nữ, vân vân. Có nhiều cái tên gọi nhưng mà đại ý là như vậy. Và bé sinh viên này hỏi là muốn điều kiện như thế nào để trở thành một Phật tử. Đấy, quy Tam Bảo thì sẽ trở thành Phật tử. Và bé này muốn trở thành Phật tử thì đến tháng 9 này, pháp hội Quan Âm ngày cuối, tức là ngày 18 âm lịch tháng 9, thì có khóa quy Phật tử này, có thể đến đăng ký quy bình thường không sao cả.
quy y ở chùa Khai Nguyên thì không cần phải phải tiền, có tiền mới được quy y. Quy y ở một số chùa khác là phải có gì 500, 1 triệu mới được quy y. Nếu quy y ở chùa Khai Nguyên chỉ cần đăng ký danh sách thôi là quy y được. Còn cái chuyện kinh tế tiền nong thì không quan trọng, tùy tâm. Có cái hòm tùy công đức, ai có bỏ vào bao nhiêu thì bỏ, mà không bỏ cũng không sao. Phật tử cũng không có mặt nặng mày dày với mình cả, không có ảnh hưởng. Các sư cũng không có ai nói là tại sao đăng ký quy mà không có tiền. Không sao, vì ngôi chùa Khai Nguyên này là ngôi nhà chung của tất cả tăng ni và tín đồ Phật tử chúng ta. Ngôi chùa này được gì? Được các Phật tử thập phương phát tâm công đức để xây dựng lên. Cho nên ngôi chùa này là chính là nơi quay trở lại để phục vụ, gọi là gần như gọi là phục vụ miễn phí cho cái gì, cho các Phật tử và tăng ni khắp mười phương. Cho nên chúng ta thấy đến chùa Khai Nguyên gì, ăn cơm không mất tiền, gửi xe không mất tiền, nói chung là gì, không mất bất cứ một thứ tiền lệ phí gì cả. Vì sao? Vì ngôi chùa này được xây dựng lên bằng đồng tiền mồ hôi công sức của thập phương tín thí. Cho nên ngôi chùa này cũng gì, mục đích xây dựng lên là để phục vụ lại cái việc hoằng pháp lợi sinh, đem lại lợi ích cho chúng sinh và thập phương tín thí. Cho nên Phật tử này có thể, các em sinh viên này có thể, các bạn sinh viên này có thể đăng ký quy y, không cần phải là hỏi về tiền nong, không cần là phải có tiền mới được quy trong ngôi chùa Khai Nguyên này. Và các vị có thể coi ngôi chùa Khai Nguyên này như là một ngôi nhà thứ hai của mình được, muốn đến lúc nào cũng được. Nhưng muốn ngủ qua đêm nữa thì phải đăng ký qua phòng thông tin, để cái này là thủ tục nhà nước, là những người lạ đến chùa là phải đăng ký danh sách ngủ qua đêm. Thì các bạn hoan hỉ vui lòng mang thẻ sinh viên hoặc giấy chứng minh thư nhân dân đến xuống phòng thông tin đăng ký, bạch thầy cho con gì, cho con xin nghỉ qua đêm nay để làm công quả, hoặc là để được tụng kinh, hay là được gần các sư niệm Phật một gì, một vài tối chẳng hạn, một vài ngày chẳng hạn, không sao. Kể cả xin ngủ cả tháng được, ở cả năm cũng được, và ở 100 năm được, không sao, không phải mất cái gì cả, không phải mất bất cứ phí gì đó. Các bạn cứ tin đi, một lúc nào đó nếu các bạn ở trong cuộc sống các bạn cảm thấy thì không chịu được, về đây bảo gì, xin với thầy trụ trì và bạch thầy cho con xin được tá túc ở đây gì 50 năm, thầy cũng rất hoan hỉ. Phật tử nó hỏi câu thứ hai, Phật tử này hỏi câu thứ hai, à, bạn này hỏi câu thứ hai. Bạch thầy cho con hỏi thêm, trong khóa tu này là khóa tu đầu tiên con tham gia, mỗi lần niệm A Di Đà Phật được khoảng 10 câu là con chảy nước mắt không kìm được. Con muốn biết là có nhiều bạn giống con không, và tại sao con lại như vậy ạ? Cái trường hợp này chắc chắn là có nhân duyên đặc biệt với Phật. Bạn đã từng gieo duyên rất nhiều đời nhiều kiếp với Phật, cho nên nay con gì được về nhà, lần đầu tiên đi chùa, lần đầu tiên dự khóa tu mà. Cho nên giống như người đứa con trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói giống như gã cùng tử đi xa được về nhà, tức là bỏ cha ra đi. Ngày xưa do mà mải chơi bời gì, mải chơi bời mà khởi lên một tâm niệm là gì, ta có thể gì bỏ ngôi nhà này mà ra đi, vẫn sống tự do tự tại. Nhưng không ngờ ra đi á, trong cuộc sống á, xã hội đó, nó lôi cuốn, nó khiến cho gì, nó quay cuồng ở đây, đất trở thành gì một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, rất vất vả vì miếng ăn vậy. Nhưng sau 50 năm ra đi, nay quay trở lại gặp cha, cha cũng đi tìm con bao nhiêu năm, nhưng mà gặp nó nhưng không dám nhận. Vì gì? Vì cho người đến để bắt nó về á, thì nó sợ là bị giết, nó sợ quá nó gã lăn ra đất. Thì người cha thấy thế do gì? Biết rằng cái đứa con của mình á, trong 50 năm qua tinh thần nó bạc nhược, nó tự ti, cho nên bảo cái người hầu là thôi cứ thả nó cho nó đi đi. Thả xong nó đi rồi á, thì lại sai những người hầu khác dùng phương tiện để đến để thân cận, kết nghĩa với nó, và bảo anh em với nó, bảo là đi đến đây có nhà trưởng giả này thuê người làm, lương trả là hậu hĩnh lắm. Thấy như vậy thì bây giờ gã cùng tử mới nghe theo cái người kia và cùng đi đến để làm thuê gì 5 năm, 10 năm. Dần dần đã người cha thấy là cái gã này là không giống như gã làm thuê khác. Tuy nó làm thuê nhưng không gã như gã làm thuê khác, rất là chân thành, thật thà, mộc mạc, chất phát. Và điều quan trọng là trung thực, chịu khó. Cho nên là người cha dần dần là giao các công việc quán xuyến sổ sách vào ra thu chi cho cả gia đình mình, cho gì cho nó biết và bắt nó làm đi cho quen. Một ngày nó quen á, người cha gì mời vua với họ hàng thân tộc đến
và đức vua là chủ của cả đất nước đó đến gì chiêu đãi bữa tiệc, và sau bữa tiệc gần tan và đứng lên nói với trước vua và các quan đại thần và nhân dân họ hàng rằng á, trước đây tôi vốn có một đứa con nhưng nó bỏ tôi mà ra đi. 50 năm qua tôi đã tìm nó khắp các nơi, nay tôi đã tìm thấy, và kẻ đi ở làm thuê kia chính là đứa con của ta chính là gì, là cha của nó. Ngày xưa nó vốn tên là, ta có tên là sống ở nơi đó, nhưng ta đi tìm con lang thang nhiều năm nay đến nơi này, trụ lại nơi đây, và bây giờ bằng chứng là những đứa con đấy gì, cái gì ở trong nhà tôi bây giờ nó cũng gì cũng biết, từ sổ sách thu chi rồi tất cả mọi cái bí mật nhất trong gia đình tôi bây giờ nó đều biết. Cho nên nay là công bố trước bản dân thiên hạ và quốc vương, đại thần và các cụ cao niên trong dòng họ làm chứng cho, hôm nay chính là ngày con nhận lại đứa con của con, và đứa con của con nay nó cũng nhận lại người cha của nó. Cho nên cái trường hợp này, thầy nói là cái bạn này đã có duyên để rất nhiều đời nhiều kiếp với Phật rồi, nay về chùa lễ Phật cũng giống như gã cùng tử xa cha đi về nhà, mà khi mà đọc kinh, khi mà niệm Phật, tự nhiên lòng cảm thán ở trong gì, trong sâu thẳm, trong a lại gia thức của mình, nó tuôn trào như là đứa con đi xa cha mẹ, nay về nhà gặp nhau, mừng mừng tủi tủi ôm nhau mà khóc. Giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt gì, vui sướng, chứ không phải là giọt nước mắt đau khổ. Cho nên bạn này thôi cứ yên tâm hoan hỉ đi, không phải là tà ma ngoại đạo đâu mà lo, cứ học đi, cứ học cho nó xong đi, khi đó tự nhiên bạn sẽ gì, sẽ thấy cái đường gì, cái đường đi của mình phải làm như thế nào, nhân duyên lúc đó sẽ chỉ cho bạn, và khi đó định mệnh của bạn sẽ chỉ cho bạn phải làm như thế nào, và mong rằng bạn sẽ gì sớm quay trở được về với ngôi nhà, gặp lại người cha của mình, gặp được người cha thật sự của mình ngay trong cuộc đời này, chứ không cần phải đợi đến những cuộc đời khác, 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 cuộc đời khác. Xin thầy cho biết kinh Phật có khi nào quy định loại hoa nào được cúng Phật và gia tiên không, loại hoa nào không được cúng Phật không? Vì khi xem trên mạng, con thấy báo họ viết hoa dùng tặng cho tình yêu nam nữ thì không được dùng để cúng. Rồi có nhà đi xem bói, thanh đồng họ bảo chỉ được cúng mỗi loại hoa hồng thôi. Thế là cứ thế, theo không dám dâng các loại hoa khác lên cúng. Đó. Đạo tràng Phật tử này hỏi là câu thứ hai, nói rằng là trong kinh Phật có chỗ nào quy định phải cúng Phật loại hoa gì không? Tôi khẳng định là không. 8 năm ngồi trên ghế nhà trường và 11 năm nghiên cứu và giảng dạy, chúng tôi chưa đọc thấy bộ kinh nào Đức Phật quy định là gì? Là đối với Phật phải cúng bông loài hoa nào và loài hoa nào không được cúng. Xin thưa các quý vị, khi Đức Phật còn tại thế, có một anh chàng nhà nghèo, anh chàng rất kính Phật, nhưng mà anh chàng thuộc cái dòng dõi Thủ Đà La. Anh ta nghĩ rằng mình không được đến gần Đức Thế Tôn. Vực Đế Thế Tôn là bậc gì? Là bậc chân quý ở thế gian. Ở thế gian thì ngài là gì? Dòng dõi Sát Đê Lợi. Mà xuất gia thành Phật thì ngài còn trên cả dòng dõi Bà La Môn. Cho nên ta không dám đến gần ngài. Vì vậy mà nhiều ngày, cái vị thanh niên nghèo dòng dõi Thủ Đà La đó cứ đứng ở trong thì một nơi ẩn, một nơi rất khuất, khá khá xa để nhìn Đức Phật và chư tăng đi khất thực qua. Anh ta bao giờ thấy Đức Phật đi ngang qua, anh ta cũng quỳ gối xuống, và anh ta cố giấu để cho Đức Phật và chư tăng không nhìn thấy. Trải qua một thời gian khá dài như vậy, anh ta cứ làm như thế. Một hôm, ngài thấy là Đức Phật đi vào chính làng của gì? Anh chàng thanh niên đó nhìn thấy Đức Phật và chúng tăng vào ngôi làng của anh ta để khất thực. Bấy giờ thì anh ta thì đang có công việc đi ở trên cái đoạn đường ra đầu làng đó, và anh ta bất chợt mãi đi, vừa đi vừa vui vừa hát, vì nghĩ tới hôm trước anh ta nhìn thấy Phật, anh ta vẫn đang tưởng tượng rằng
tưởng tượng rằng á, nếu như mình có đủ phúc duyên như là những gì, những người dân ở trong làng kia được dâng lên Đức Phật gì, bát cơm, được dâng lên Đức Phật đức đồ ăn, những thức uống, và quỳ dưới chân ngài, được đỉnh lễ dưới chân ngài, và được gì, được lễ và được hôn lên đôi gì, đôi bàn chân của ngài, thì tốt biết bao. Anh ta nghĩ như vậy, và anh ta mải mê nghĩ như vậy. Anh ta cứ vừa đi vừa hát, vừa đi vừa nhảy, vừa đi vừa hát. Bất chợt anh ta thì ngẩng đầu lên, trước mặt anh ta là Đức Phật và 1250 vị đại đệ tử đang tiến gần tới anh ta, chỉ còn cách khoảng độ 15-20 bước chân. Đức Phật nhìn thấy anh ta gì, Đức Phật mỉm cười một cách rất là tươi. Anh ta nhìn thấy như vậy, anh ta định chạy trốn, nhưng mà khi đó anh ta nghĩ là chạy trốn gì, bằng cái không biết bằng cái nhân duyên nào đó anh ta định chạy trốn, nhưng mà anh ta gì không chạy trốn nữa. Anh ta liền là nhìn sang bên, ngay bên rìa của mình. Anh ta nghĩ ngay là mình phải có một cái gì cúng dường Đức Phật. Đây là cơ hội số một duy nhất của ta, vì chung quanh đây không có bà la môn nào, không có vị sát đế lợi nào, không có gì dòng dõi phệ xá nào nhìn thấy ta, cho nên chỉ có Đức Thế Tôn và chúng tăng và ta mà thôi. Và anh ta thì liền là bước sang ở bên vệ đường 2-3 bước, và anh ta hái một cái nấm, nấm hoa gọi là hoa cỏ dại ở ven đường, mình có thể gọi là gì? Hoa cứt chó ở dọc đường đó. À, có thể nói như thế, nó cái hoa cỏ dại ở dọc đường. Và anh ta cầm lên một nắm hoa như vậy, anh ta gì liền vội quỳ, liền vội quay lại giữa đường và quỳ xuống, thì Đức Phật cũng vừa bước tới nơi anh ta. Anh ta gì không dám ngẩng mặt lên, đem dâng hai tay lên Đức Phật như thế này, và Đức Phật gì từ từ nhận lấy và ôn tồn hỏi anh ta. Rồi nhận lấy Đức Phật còn cảm ơn và ôn tồn hỏi anh ta: đi đâu, có chuyện gì mà vui thế, vân vân chẳng hạn. Anh ta thì nghe Đức Phật nói như vậy không tin vào tai mình nữa, nhưng mà anh ta chấn tĩnh lại, quả thật Đức Phật gì đang nói chuyện với ta. Và anh ta kể với Đức Phật tất cả những cái câu chuyện mà một thời gian khá dài về trước anh ta đã nhiều lần mong muốn được cúng dường Phật, nhưng mà sợ không dám đến gần Phật, sợ là các dòng dõi sát đế lợi, bà la môn và phệ xá nhìn thấy anh ta đến gần đến Phật, họ chửi, họ mắng, họ đánh anh ta, cho nên anh ta không dám tới. Nay anh ta chung quanh ta chỉ có anh ta với Phật và chư tăng, cho nên anh ta mà ở trong cái tình huống tránh cũng không được đó, anh ta làm như vậy. Và Đức Phật khen ngợi, nhận cái nắm cỏ của anh ta, hoan hỷ. Và Đức Phật nói với tôn giả A Nan và bảo tôn giả A Nan rằng: này A Nan, ông có thấy là gì, là anh chàng thanh niên thư sinh này chăng, nhờ vào cái công đức cúng dường Như Lai một gì, một nắm hoa này, mà sau khi xả bỏ báo thân, anh ta được sinh lên làm vua của cõi trời gì Phạm Vương, trải qua gì hàng trăm ngàn vạn ức đời ở trên đó. Sau khi mãn báo thân ở cõi làm vua cõi trời Phạm Thiên Vương đó, anh ta lại sinh xuống cõi trời Đau Lợi và tiếp tục làm vua ở cõi trời Đau Lợi. Rồi anh ta gì sinh xuống nhân gian, tiếp tục làm vua ở nhân gian, trải qua gì hằng hà sa số kiếp, và tại đó anh ta gặp Đức Phật Di Lặc, hoặc là gặp một vị đức, gặp một Đức Phật trong tương lai, chứ không nói là gặp Đức Phật Di Lặc, gặp một Đức Phật trong tương lai, và anh ta phát tâm Bồ Đề, xuất gia tu đạo, chứng đắc thánh quả A La Hán, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, nhờ một gì, một nắm hoa cỏ dại ở bên đường. Cho nên dựa vào đó, chúng tôi có thể khẳng định với nhóm Phật tử ở trong đạo tràng này rằng gì, trong kinh Phật không có quy định là gì cúng Phật phải cúng bằng loài hoa nào. Còn ở Phật tử nói rằng xem trên mạng internet họ viết rằng á, cúng Phật là gì, là không được cúng những loại hoa dùng để tặng cho tình yêu như là hoa hồng. Chúng ta biết có loại hoa nào là quy định cụ thể loại hoa nào là loại hoa tặng cho tình yêu không? Không phải. Không phải hoa hồng là loại hoa chỉ dành tặng cho tình yêu, mà hoa hồng còn là loại hoa gì? Ví dụ như đại lễ Vu Lan báo hiếu, hoa hồng còn là biểu tượng của gì? Của cái tấm lòng hiếu hạnh của người làm con. Cho nên mới có một cái bài hát nói về gì? Một bông hồng cho anh,
một bông hồng cho em và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ, vân vân đó. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta thấy bông hồng không phải là bông hoa hồng, không phải chỉ để dành cho đôi tình yêu lứa đôi nam nữ, mà bông hoa hồng còn gì, ở trong đạo Phật còn được gắn lên ngực áo của chúng ta mỗi khi gì, mùa Vu Lan báo hiếu tới. Ở trong nhà Phật gì, bông hồng trắng được cài lên ngực một ai đó thì đó là, đó là mang ý nghĩa người đó đã mất cả cha lẫn mẹ và đáng thương thay. Bông hồng đỏ cài lên ngực áo một ai đó mang biểu tượng và ý nghĩa là gì, bạn ấy đã mất đi một người cha, hoặc rằng là đã mất đi một người mẹ và chỉ còn có một người bên bạn ấy nữa thôi. Đó, cho nên biểu tượng về tình yêu, như bạn nói là gì, đạo tràng nói là gì, biểu tượng bông hoa là biểu tượng của tình yêu, đem tặng tình yêu, và nói là hoa hồng chỉ cũng không đúng là như thế. Và ở đây đi xem bói, bạn đạo tràng này nói nếu đi xem bói thì các bà đồng lại bảo là gì, chỉ được cúng hoa hồng, chỉ được cúng hoa hồng, còn các loại hoa khác là gì, không được cúng Phật, cũng không đúng. Đấy chỉ là gì, là tà kiến, là biên kiến, là thiên kiến. Tà kiến tức là gì, là cái nhìn thấy không đúng đắn, không chân thực. Biên kiến tức là cái nhìn thấy thiên lệch về một gì, một bên, tức là không chuẩn, cái nhìn gì không chuẩn. Cho nên ở đây thành tâm hoa gì cũng Phật cũng được, thậm chí như nắm qua gì, nắm hoa dại ven đường Phật gì vẫn thọ ký cho người đó làm vua các cõi trời, và đặc biệt là sau này còn gặp các đức Phật trong tương lai, và tu hành thành gì, thành đạo chứng quả A-la-hán, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Cho nên ở đây gì, điều quan trọng xuất phát từ cái tâm, cái tâm chúng ta là quan trọng nhất. Tâm thành kính, nương vào bông hoa nào á thì cũng là bông hoa đẹp nhất. Bông hoa sen, bông hoa hồng, bông hoa cúc, bông hoa lan, bông hoa huệ, bông hoa, thậm chí là bông hoa gì, bông hoa thải lại ở ngoài đường, xin lỗi các quý vị, nó đều là bông hoa tâm đẹp nhất để dâng lên Đức Phật. Bông hoa đó phải được thể hiện qua lòng thành kính và sự tu tập bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện của mỗi mỗi Phật tử của chúng ta hàng ngày trong cuộc sống này vậy. Chứ không phải là lúc đến cửa chùa chúng ta dâng gì cái lễ thật to, thật đắt tiền, và mua những gì, những bông hồng thật quý, hoặc là những bông hoa thật quý, thật đắt tiền thì Phật mới chứng. Không phải đâu. Mà Phật muốn gì, muốn nhìn thấy những bông hoa, bông hoa giới đức, bông hoa trí tuệ, bông hoa từ bi. Hằng ngày chúng ta gì, chúng ta làm cho gì, cho đời, làm cho đạo pháp, và làm cho đời, tức là làm cho dân tộc mình, và làm cho tất cả chúng sinh này á. Bông hoa đó mới là bông hoa gì, bông hoa mà Đức Phật muốn chúng ta dâng lên để cúng dường Ngài đó. Và mong rằng đạo tràng sau cái câu hỏi này có cái nhìn đúng đắn về gì? Về việc cúng dường Tam Bảo, đặc biệt là gì, cúng dường Phật, dùng hoa để cúng dường Phật, hương hoa, oản quả vân vân đó, tất cả cái đó chỉ là phương tiện. Cái điều chính Đức Phật cần tới là cái tâm của chúng ta. Vì vậy là rất mong đạo tràng chúng ta có cái sự học và sự hiểu đúng đắn với chính pháp của Đức Phật. Đừng có suốt ngày đi xem bói, hoặc là đừng có gì tin những gì trên mạng họ viết là tuyệt đối. Trên mạng bây giờ nó gì, nó lộm cộm lắm, thông tin nó rất là tạp. Chúng ta mà xem nhiều thông tin trên mạng á, chúng ta có thể là gì, không biết đâu rồi mà lần đó, không biết đâu để mà lần các thông tin trái chiều nhau, rất khó để lần.
thì tốt nhất là thôi, dành thời gian để tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tô phúc bố thí cúng dường làm việc thiện. Đặc biệt các Phật tử mà có tuổi rồi thì thôi, mạng méo làm gì nữa, một câu A-di-đà Phật, hoặc có thời gian thì gì? Tụng kinh. Không có thời gian nhiều thì một câu A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, hoặc A-mi-đà Phật, Nam-mô A-mi-đà Phật. Cứ thế mà nhất tâm để mà thọ trì đọc tụng, một ngày không xa. Khi báo thân chúng ta hết A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng, vân vân, các ngài hiện đến trước mắt chúng ta, rước thần tiếp rước thần thức chúng ta trong khoảng một niệm sát na rất nhỏ, rất ngắn thôi. Chúng ta được về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nương vào hoa sen gì ở ao Liên Trì chín phẩm mà sinh ra. Hoa nở thấy Phật, vừa thấy Đức Phật, tai nghe chính pháp, tâm sinh đại hoan hỷ, liền chứng được quả ngộ gì, quả vị gì, vô sinh pháp nhận, vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Từ đó tùy theo bản nguyện của mình và thần nương và thần lực của A Di Đà Phật, trong một khoảng bữa ăn có thể biến khắp mười phương phân thân vô số, thân thừa cúng dường hằng hà sa số các Đức Phật khắp trong mười phương, và lại được các Đức Phật đấy khen ngợi, giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho mình gì, được thành Phật trong một kiếp rất gần không xa. Những cái việc làm hoan hỷ như thế, lợi ích như thế chúng ta không làm để cứ đi thì chạy đông chạy chạy tây rong ruổi, tìm ngược tìm xuôi làm cái gì, đi xem bói xem toán làm gì nữa, cho nó gì, cho nó lo mất của mà lại còn lo vào thân, lang thang trên mạng lắm làm gì nữa, cho nó gì, loạn tâm ra đấy, có tuổi rồi thì gì, lo tu đi. Đó. Câu thứ ba, đại chàng hỏi là có người hỏi là hai vợ chồng con cùng tụng kinh Địa Tạng theo chùa, nhưng do tính chất công việc, buổi sáng con tụng kinh cùng chồng quyển thượng, đến tối thì tụng tiếp hai quyển còn lại. Nhưng mà nhiều hôm buổi tối do con phải dạy cháu nhỏ học bài nên không tụng cùng chồng được hai quyển, không tụng cùng chồng được nốt hai quyển. Đến sáng hôm sau con lại cùng tụng với chồng quyển thượng, như vậy có công đức không? Con có bị phạm tội gì không? À, không sao, tùy duyên đi. À, người học Phật, người tụng kinh ấy, cũng giống như gì? Giống như người ăn mía. Tôi lấy một cái ví dụ như vậy cho các Phật tử biết, giống như người ăn mía. Ăn khúc gốc, khúc giữa hay là khúc ngọn thì đều gì? Tất cả đều gì? Đều ngọt. Nên có cái khúc ngọn á, mình ăn một cái khúc ngọn á, mình khúc ngọn không á thì gì, nó có thể nhạt hơn một chút. Hoặc ăn mình khúc gốc không á thì nó có thể hơi rắn hơn một chút, nhưng mà gì, vẫn là cây mía ấy, nó vẫn gì, có vị ngọt. Phật tử tụng được quyển thượng thì Phật tử có gì? Có công đức của quyển thượng. Tụng được quyển trung thì thêm công đức của, tôi lấy một cái ví dụ như tụng quyển thượng, mình quyển thượng không á thì có công đức gì, của ngọn mía chẳng hạn. Tụng quyển trung thì có thêm công đức của khúc giữa của cây mía. Tụng quyển hạ thì Phật tử có thể thêm cả cái gì, cái gốc của cây mía. Tụng trọn cả ba quyển tức là Phật tử có công đức gì, giống như ăn trọn cả cây mía vậy. Đó. Còn tụng được một quyển thì thôi, coi như mình ăn gì, ăn một khúc của một cây mía, không có tội gì đâu. Chắc chắn Phật không bắt tội chúng ta. Này Phật tử kia, nhà ngươi tại sao lại gì, dám phạm thượng với ta như thế? Nhà ngươi tại làm sao chỉ có tụng quyền thượng mà không tụng quyền trung quyền hạ? Ta sẽ bắt phạt ngươi. Không có cái chuyện đó. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng gì, cũng không đến cầm cái tích trượng mà giống xuống ngay trước thì mặt chúng ta mà bảo, chỉ mặt ta mà bảo gì, tại sao ngươi gì, ngươi không kính trọng ta trọn vẹn, tại sao ngươi chỉ kính trọng ta có một phần ba mà không gì, không kính trọng ta cả gì, cả ba phần trọn vẹn? Không có cái chuyện đó. À, cho nên đối với Phật pháp á, là gì, đầu giữa và cuối. Trong kinh luận nói tất cả đều là thiện, cho nên là tụng được quyển thượng thì có công đức quyển thượng, tụng được quyển trung có thêm công đức quyển trung, tụng được quyển hạ thêm công đức quyển hạ. Chúng ta hiểu biết được Đức Phật dạy ở trọn vẹn trong bộ kinh để chúng ta thực hành thì công đức chúng ta sẽ sớm được viên mãn. Còn chúng ta chưa được hiểu được hết vì một cái lý do đặc biệt, đó là gì, Phật tử phải chăm các cháu vào buổi chiều buổi tối, cho nên không thể tụng được hết. Có thể chỉ ngày thứ bảy chủ nhật mà con cái nó được nghỉ, nó ở nhà nó chăm con nó thì mình là bà nội hoặc bà ngoại mới có thể đọc được hết cả bộ thôi, cũng được, không sao. Nhưng ở đây thầy khuyên thêm, không có thời gian tụng kinh
suốt cả ba quyển như vậy, thì Phật tử có thể mở cái đài giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Không, hoặc là Cố Trưởng lão Hòa thượng Tuyên Hóa, hay là bài giảng của thầy về kinh Địa Tạng cũng được, mở ra mà nghe. Khi trông cháu vẫn có thể nghe giảng được. Nghe giảng tâm chúng ta gì? Khai sáng, tâm chúng ta tỏ ngộ, chúng ta hiểu ra, à Phật dạy chúng ta như thế. Trong kinh Phật dạy chúng ta làm như vậy. Đọc kinh không chỉ đọc như con vẹt, mà chúng ta phải làm như vậy. Phật dạy như vậy, tổ dạy như thế, và thầy giảng như thế. Chúng ta tin tưởng, học tập và làm theo, thì công đức đấy mới được trọn vẹn. Đó, khuyên Phật tử này thêm như vậy. Trong đạo tràng lại hỏi tiếp, có người lại hỏi tiếp: cách đây phải nhiều đời, các cụ kỵ nhà con đồng ý cho làng xây nhờ điện thờ Thánh Trần Hưng Đạo trên khu đất của gia đình khá to, phải trên 50 mét vuông, với 3 ban thờ đầy đủ. Mở ngoặc đơn, ngày ấy con còn quá nhỏ nên không nhớ là thờ những ban thờ nào nữa. Đóng ngoặc đơn. Toàn bộ việc cúng lễ của điện do các cụ già trong làng quản lý. Sau nhiều đời điện thờ xuống cấp, dân làng không có tiền để sửa, ngôi điện có nguy cơ sập đổ, nên tầm năm 1974 hoặc 1975, mẹ con xin phép dân làng cho dỡ và nhờ thầy cúng làm lễ xin phá dỡ, đồng thời xin chuyển gửi tất cả bát hương đồ thờ của điện đến đền Bảo Lộc, Nam Định để thờ ở đó ạ. Sau khi dỡ điện ra thì các vật liệu cũ như chân cột điện bằng đá, cột và xà gồ bằng gỗ chưa mục còn có khả năng sử dụng được. Ai đến xin, mẹ con cũng cho. Số lượng người xin đến hàng mấy chục người, không ít. Người thì lấy về làm nhà, kê cầu ao, gỗ thì đóng khung thêu, đồ dùng vân vân đủ cả. Nhà con cũng lấy ít gạch cũ khi phá tường để xây sân. Một thời gian mẹ con bảo đêm đến quân lính của Thánh Trần Hưng Đạo toàn quấy nhiễu. Sau đó mẹ con cũng làm lại một gian thờ nhỏ để thờ lại ngài, và hiện tại chúng con vẫn đang thờ. Nhưng không biết do ông thầy cũng chưa đủ đức hay lễ chưa đủ đến nơi đến chốn, hay do mẹ con lấy các vật liệu để dùng vào và cho mọi người mà cuộc sống của gia đình con rất khổ sở, nhà luôn nghèo khó từ đó. Bốn anh em chúng con học hành thì đàng hoàng đầy đủ, đi làm ăn xa nhưng cuộc sống thất bại về mọi mặt. Từ khi biết đến Phật pháp, con cũng nhận thức rằng như vậy chắc mẹ con bị tội nặng lắm, nên từ khi thầy hướng dẫn tụng kinh Địa Tạng, con thành tâm tụng suốt hơn 2 năm nay, phần lớn là một ngày hết một bộ. Mở ngoặc đơn, có những thời gian bận công việc thì tụng 2 ngày một quyển, sáng tối. Đóng ngoặc đơn. Và làm công đức cúng dường, phóng sinh, làm từ thiện rất nhiều, thậm chí con có thể chi tiêu tiết kiệm tối đa nhất để có tiền làm những việc phúc rồi hồi hướng cho cha mẹ, gia tiên. Nhưng con có cảm giác phúc đức con tạo chưa được bao nhiêu nên chưa trả hết nợ được cho mẹ, và cuộc sống của bốn anh em nhà chúng con vẫn khốn khổ quá. Con kính xin thầy khai thị việc này giúp con nên làm thế nào để tốt hơn ạ. Con xin đa tạ công đức của thầy. Đã Phật tử có giải bày tâm sự, nói rằng trước năm 1975, tức là trước về đó cũng khá lâu, và đời các cụ, các kỵ ngày xưa cho dân làng mượn cái một khu đất khoảng độ 50 mét vuông để xây cái điện thờ Đức Thánh Trần. Chúng ta biết Đức Thánh Trần là một vị tướng tài của dân tộc Việt Nam chúng ta, là một người anh hùng dân tộc của Việt Nam chúng ta. Và đồng thời cả thế giới tôn vinh, cả thế giới được có mấy vị tướng tài, thì Việt Nam chúng ta hai được hai vị đại tướng tài,
đó là Đại tướng Trần Hưng Đạo và cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là một cái niềm gì? Niềm vinh dự rất lớn đối với dân tộc Việt Nam chúng ta. Có thể có những đất nước lớn lớn nhất thế giới chưa có được một gì danh hiệu của một vị tướng tài trên thế giới, nhưng Việt Nam chúng ta chỉ mà là một nước nhỏ, nhưng chúng ta gì có đến hai vị tướng tài của thế giới. Ở trong lòng dân tộc, Đức Thánh Trần, tức là Đức Thánh Trần Hưng Đạo đó, ngài á được nhân dân chúng ta trải qua gì gần 1.000 năm nay vẫn tôn thờ ngài như là một vị thánh của dân tộc. Cho nên ở đây thì Phật tử này nói là ngày xưa chắc là cũng xuất phát từ cái lòng thành kính mà gì ông bà cha, ông bà cụ kỵ nhiều đời á đã gì đã đồng ý cho dân làng xây cái điện thờ Đức Thánh Trần ở trên cái đất của gia đình khoảng 50 mét vuông. Chúng ta phải hiểu nhé, các cụ chúng ta đồng ý cho xây, tức là cái đất đó đã cúng gì, đã cúng dàng gì, cúng dàng cho dân làng để xây dựng Đức Thánh, và đất đó đã thành đất của Đức Thánh rồi, không phải đất của nhà mình nữa. Cho nên các cụ ngày xưa hay nói gì, đất của đình của chùa, đồ vật của đình của chùa, tức là gì, của Phật, của Thánh đó, của thần linh đó, mà chúng ta lấy, chúng đem về sử dụng vào công việc mục đích riêng, khi mà chưa được gì, chưa được của Phật đó, thì chưa được các vị thầy trụ trì cho, hay các vị thầy trụ trì cho nhưng mà không đúng pháp cũng không được. Còn của Thánh á mà chưa được gì chủ từ hoặc nhà đền cho, mà cho không đúng pháp á thì cũng không được, tức là cho cái gì phải đáng cho và được phép cho thì mới được. Còn ở đây trường hợp là gì? Đất các cụ nhà mình đã đồng ý cho xây làm điện thờ Đức Thánh Trần rồi thì đương nhiên là các cụ ngày xưa phải gì? Phải đồng ý cúng cho dân làng rồi. Nay từ năm 74-75, tức là sau gì giải phóng một chút, trước giải phóng và sau giải phóng một chút đó, điện đã xuống cấp. Mẹ của Phật tử này là gì? Đem phá đi và đem phá đi cho mỗi người một tí. Người thì lấy gỗ, người thì lấy gạch, người thì lấy đồ thờ vân vân. Đồ thờ thì có thể lại đem ra chùa, người lấy cái này cái nọ cái kia vân vân. Và gia đình lại lấy một tí gạch để gì? Để làm sân xây tường bao vân vân nữa. Thế sau này thì thấy lục đục thì mới đi xây lại. Mà xây lại thì ở đây chắc chắn là có khi lại xây nhỏ hơn cái miếu bé bé thôi, không đủ. Ở đây cái vấn đề tâm linh, cái vấn đề phá đình, phá chùa mà gặp hoạn nạn, cái này thầy gặp nhiều rồi. Trước năm 75 chúng ta có một thời gọi là cải cách văn hóa, phá đình, phá chùa, đình đền miếu mạo phá rất nhiều. Và gần như 100% những người thi hành cái việc phá đình, phá chùa đó, hủy tượng, đốt kinh đó, sau này đều gặp những cái sự, gia đình đều gặp những cái biến cố không thể lường được. Không thể lường. Tôi cũng thường hay kể một số câu chuyện về việc phá đình, phá chùa trước năm 1975. Thôi cái chuyện nó dài, thời gian thì không có, cho nên thầy không kể nhiều. Mà điều quan trọng đi vào, bây giờ Phật tử này nói gì, tụng kinh Địa Tạng 2 năm nay, thậm chí là gì, bớt cả ăn tiêu để cúng dường phóng sinh tu phúc, nhưng mà thấy cuộc sống nó vẫn chưa chuyển biến là bao. Vì cái gốc ở đây thầy nghĩ là vì cái gốc chưa được gì, chưa được giải quyết vậy. Cái gốc ở đây là gì? Đó là đất đã cúng cho xây Đức Thánh khoảng 50 mét vuông, và cái khu đất mà đã cúng Đức Thánh ngày xưa rồi thì bây giờ gì, về cả gia đình này phải bàn nhau mà trả lại cho Đức Thánh đi đó, lại trả lại cho dân làng, để mình không có tiền để xây hoàn chỉnh lại cái nhà thờ Đức Thánh Trần đó, thì bây giờ lại về lại gặp ban lãnh đạo thôn này, ra ủy ban nhân dân xã, đem lại gia đình chúng tôi khoanh lại cái đất ngày xưa, đến đâu là của nhà mình thì mình chỉ lấy đến đó thôi. Đất ngày xưa cha ông chúng ta thì đã đồng ý cho dân làng xây đền thờ của nhà ngài rồi, và từ đời cụ đời kỵ cơ mà, ít nhất phải vài chục năm, thậm chí phải gì hàng trăm năm, vài trăm năm rồi, tức là của nhà ngài rồi. Trước tiên làm cái lễ ra để sám hối ngài, thậm chí là đến tận những đền nơi phủ to đền lớn như là đền Đức Thánh, nơi thờ Đức Thánh Trần, để mà gì sám hối cái việc đó. Xong đó về thì làm cái lễ
Chứ cái thanh bông hoa quả nó không cần phải nhiều đâu, cũng đừng có gà qué lợn vịt là gì, thanh bông hoa quả thôi. Đến đền to phủ chính của ngài á, để sám hối cái việc đó, mình nói rõ ra những cái việc như là trình bày hôm nay này, Phật tử đưa câu hỏi này này, rồi á để về thắp hương khấn nguyện là tại cái gì, cái miếu nho nhỏ mình đang làm đó, và thờ và xin là gì, lại cúng trả lại toàn bộ cái đất đó để cho gì, cho thôn, để cho xã gì, làm cái điện thờ chung cho gì, cho tất cả đại chúng, cho bách gia trăm họ được đến đó để lễ. Chắc chắn là gì, cái mảnh đất đó cũng là mảnh đất mà ngài đã chấm rồi, tôi nghĩ như vậy. Ngài đã chấm rồi, các cụ ngày xưa nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Ngài đã chấm rồi tức là gì, cái nơi đó là nơi của ngài rồi, nay chúng ta phạm và tức là ăn trộm của nhà thánh. Cho nên á, Phật tử này nói là khi mà phá xong một thời gian sau thì mẹ của Phật tử này thì cứ nghe thấy cái tiếng đi rầm rập như là quân lính của nhà thánh á. Cái này có, cái này có. Chúng tôi á, trước khi xuất gia cũng nghe kể về một vài câu chuyện về Đức Thánh Trần. Sau khi xuất gia rồi, tiếp tục được chứng kiến cũng như nghe kể về câu chuyện của việc Đức, thờ Đức Thánh Trần, chúng tôi biết cái việc tâm linh này có. Cho nên khuyên Phật tử này về nên bàn với mẹ và bốn anh em, bốn anh chị em và mẹ nên ngồi nhau lại với bàn nhau lại. Thôi mình đừng có tiếc vì một chút đất này. Ngày xưa cha ông mình cũng rồi, bây giờ mình gì, mình trả lại cho trọn vẹn cái gì, cái tâm nguyện của tổ tiên. Có thể tổ tiên của chúng ta trách chúng ta đó, tổ tiên đã cúng vào rồi, bây giờ con cái là lật lọng lại đi gì, đi đòi lại, chẳng khác gì là bố mẹ chúng ta gì đem làm từ thiện rồi chúng ta lại gì, lại đi cướp lại, đi đòi lại. Cha mẹ chúng ta gì rất buồn, rất giận và rất hận những đứa con bất hiếu như thế. Tổ tiên chúng ta như vậy đã phát tâm cúng nay rồi, con cháu nếu mà đem đòi lại thì lại không không được. Thì cũng tương tự như gì, như câu chuyện tôi nói là cha mẹ đi làm từ thiện, con cái lại đi đến để giật lại, làm cho cha mẹ buồn, cha mẹ giận, cha mẹ hận chúng ta là không được. Thì đây tổ tiên chúng ta phát cái tâm như thế, thì đây trường hợp này phải làm trọn cái tâm nguyện của tổ tiên, thì tổ tiên mới gì, mới phù hộ, mới độ trì cho chúng ta. Đầu tiên là tổ tiên phù hộ độ trì chúng ta, thứ hai là gì, Đức Thánh thì ngài chả thiếu chỗ thờ đâu, ngài có thiếu chỗ thờ đâu, ngài thiếu gì, phủ to đền lớn mà có 50 mét vuông là ngài cũng chẳng phải bận bịu tâm gì cả. Nhưng mà gì, tổ tiên của chúng ta không hoan hỉ. Cho nên á, trường hợp mà ra tổ tiên không hoan hỉ á, thì chúng ta có dù có đi làm gì, học thức có đến đâu đi chăng nữa, thì như Phật tử này nói là làm mãi vẫn gì, vẫn chẳng có của ăn của để, vào cửa trước ra cửa sau, nói chung là vẫn gì, nghèo vẫn hoàn nghèo. Mà thậm chí sau khi á, mất đi có khi á, chúng ta lại còn bị các cụ của phạt nữa thì còn khổ nữa. Đấy, vấn đề tâm linh chúng ta nó như cuộc sống ở thế gian chúng ta thôi. Các cụ ngày xưa nói là gì, trần sao thì âm vậy mà. Đấy, cho nên trường hợp này thì khuyên như vậy, Phật tử này nên suy nghĩ, nên suy nghĩ sâu sắc như lời nói của thầy ngày hôm nay, về anh chị em nên bàn nhau, thà chúng ta gì mất một tí đất, đây không phải mất đâu, gọi là trả lại nhà thánh một tí đất để làm tròn cái tâm nguyện của tổ tiên chúng ta, và để lấy sự gì hoan hỷ của tổ tiên, lấy sự gì gia hộ của Phật Thánh. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta có sức khỏe, bốn anh em đã có học hàm, học vị, có học vấn rồi, bây giờ chỉ cần sức khỏe và một chút may mắn, làm ăn chỉ có khi vài năm, 5 năm, 10 năm thôi, chúng ta có thể gì mua được hàng gấp vài lần cái gì, cái đất mà ngày xưa các cụ cúng ấy đó, đất. Cho nên cái này thì nên suy nghĩ sâu sắc lời của chúng tôi nói, và nên gì, nên thực hiện trong ngay trong thời gian tới, đừng có chần chừ và đừng có gì, đừng có tiếc nuối nữa. Đoàn Phật tử này hỏi câu tiếp theo, kính bạch thầy, đời chúng con kém phước nên không được xuất gia như các thầy, chúng con muốn hướng cho các con của mình đi xuất gia thì phải làm thế nào? Quý quá ha. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe một Phật tử bộc bạch rằng đời chúng con kém phước không được xuất gia như các thầy, và nay muốn cho gì, muốn hướng cho các con của mình đi xuất gia thì phải làm thế nào? Đem các cháu lên đây, đem các cháu lên đây để thầy xem nó có đủ phước để xuất gia không. Phải đủ phước mới xuất gia được, chứ không đủ phúc để xuất gia, nó vào chùa 5-3 năm nó lại hoàn tục, nó ra về thì còn khổ sở hơn. Lúc đó đời trả ra đời, đạo trả ra đạo á,
thì lại còn gì, còn nhục hơn nữa. Cho nên Phật tử này đem cháu lên đây thầy xem. Thầy thì không phải là gì, là một người biết xem tướng, nhưng mà cũng đủ để có thể biết được cái người đó có thể xuất gia được hay không, và xuất gia có thể chọn đời tu hành được hay không, hay là chỉ được vài năm thì nó ra về. Mà vài năm mà nó tu tốt xong rồi gì nó ra về á, thì luật Đức Phật gì cũng cho phép, không sao. Nó gieo duyên với Phật vài năm mà nó ra về tốt thì cũng được. Đó. Những trường hợp đấy thì nó phải xem tùy theo. Phật tử này thôi, hôm nào cứ đưa cháu nó lên đây làm công quả, và để xem nó tự thích hay không. Nó mà không thích mà bố mẹ cứ bắt đi xuất gia cũng chẳng được. Không bù cho bây giờ gì, các bạn, một số các bạn sinh viên đi đến dự khóa tu các thứ thích xuất gia lắm. Thấy chư tăng ở trong chùa sống hòa hợp thanh tịnh, mọi người hy sinh vì đạo pháp, vì dân tộc. Đó. Thế cho nên về rất muốn xuất gia. Hở ra với bố mẹ mà cái bố mẹ bảo ta này nhá, tao cấm mày từ giờ trở đi mày không được đến chùa nhá, không được tụng kinh nhá, không được lễ Phật nhá, cấm nói gì tới Phật pháp bên tai tao nhá, và mày phải đi làm. Tới đây con gái thì đi lấy chồng, con trai thì gì phải đi lấy vợ, cấm chùa chiên gì nữa. Nhưng mà cho đến nay lại gặp một Phật tử hỏi rằng á, kém phước không được xuất gia, cho nay muốn cho con xuất gia, hỏi cách làm thế nào cho con xuất gia. Thì cái cách tốt nhất là cho các, trước hết cho các con nó thân cận với gì, với các thầy đã. Tức là cho các con nó đến chùa gần gũi, làm công quả chấp tác. Nếu còn đi học thì vào những ngày nghỉ, những kỳ nghỉ hè chẳng hạn, hoặc là những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật chẳng hạn, đưa con nó đến, nó thân cận. Và sau này nếu nó có duyên nó tự nó thích đã mới được. Còn ép nó đi tu thì không được đâu. Ép ăn ép ngủ còn được, mà ép đi tu thì chắc chắn là gì, là sai rồi đấy. Cho nên đừng có ép nó đi tu. Rồi nó vào chùa nó không tu, nó phá giới, nó làm loạn trong chùa thì khổ lắm. Đó. Mấy năm trước cũng có một trường hợp, thầy có một trường hợp, mấy trường hợp cơ. Hai anh em ở trên bãi trại, nó còn bé bé, bố mẹ thì hiểu Phật pháp, cứ thế là ép hai đứa con trai đi tu. Nó nhất định nó không muốn đi, bố mẹ cứ nhất định ép đi. Thế nó xuống đây nó cũng bắt buộc nó phải đi. Bảo bố mẹ ép là gì, chúng mày mà không đi tao ở nhà tao gì không cho mày đi học. Bắt chúng mày gì gánh cái đôi rổ ra gì ra ngoài đường để đi hót cứt trâu, để gì để mà đi cày ruộng, mà không nhìn nhận chúng mày nữa. Cho nên ép nó như thế thì nói gì, nó bắt buộc nó phải xuống đây. Xuống đây nó đi học lớp, một đứa học lớp 3, một đứa học lớp 5. Các vị biết không, năm trước năm sau một cái là gì, nó phá bến trong chùa, nó bỏ học. Nói gì, nó vẫn ban ngày thì ban sáng ra 6 giờ 7 giờ nó vẫn lên, nó A Di Đà Phật, thầy bố thí cho con đi học. Và con đi học đi. Thế mà thì được khoảng mấy tuần sau cô giáo vào thì đánh cái giấy vào nhà, vào chùa bảo á, xin thầy chủ trì là cho các cháu đi học. Tại sao đến thầy cho các cháu nó nghỉ đến 2 tuần nay rồi. Mình gỡ người ra bảo nó vẫn xin tôi đi học đều mà, nó vẫn cho nó đi học đều mà. Thế cô bảo không, 2 tuần nay nó không đến lớp. Thế hóa ra tôi gì, tôi mới cho Phật tử, gọi Phật tử sang. Thế Phật tử theo dõi xem hai cái chú này nó đi đâu. Các vị biết không, sáng ra nó vẫn lên xin tôi là bạch thầy bố thí cho con đi học. Tôi bảo con đi học đi. Thế nó đi ra khỏi một cái, bắt đầu tôi gọi điện cho Phật tử đấy, nó đi khỏi rồi. Phật tử đi theo dõi xem đi làm cái gì mà 2 tuần nay nó không đến lớp. Thế là thấy nó ra đến cửa trường một cái, bắt đầu gì, nó đứng ở đấy với các bạn một tí, bắt đầu nó quay xe nó đi gì để quay lại và tạt xuống cái đường thôn Bống thôn ấy đấy. Bắt đầu nó đi sang bên xã Cổ Đông, nó đi sâu lắm. Phật tử đi xa đi theo nó phải đến gì đến 15 phút mới gì, cứ theo nó mà theo xa xa thôi. Mới thấy nó vào một cái ngõ rất là sâu, vào ngõ sâu thế nó vào một cái gia đình, vào một cái nhà. Cái nhà đó vào tới một cái gì cứ vào rồi đóng cửa. Phật tử đó đến thấy nó vào đấy một cái, về báo công an. Mấy chú công an xã, hai chú công an xã sang thì hóa ra gì, tại sao nó cứ vào đến đóng cửa đấy. Vào đấy về công an nó gõ cửa, nhờ cả công an xã Cổ Đông nó đến gõ cửa là gì, khoảng độ hơn 20 đứa học sinh đang cái tuổi nó đóng cửa tín mít, là mỗi đứa một cái máy là gì, đang chiều bùm bùm ở trong đó làm gì, đánh điện tử, khổ cái thân thôi. Nuôi tiểu mà tiểu nó còn nhỏ quá, mình thì nhiều công việc chùa chiền nhiều, không thể dạy được hết các chú ấy. Cho nên sáng nó lên nó xin là thầy cho con đi học. Học gì, học cái gì, trốn xuống tận dưới xã Cổ Đông, vào tận trong ngõ, mà cái nhà đấy nó cũng tệ cơ. Mục đích của nó là gì, là lôi kéo trẻ nhỏ học sinh đến để đánh điện tử. Bởi vì đánh điện tử nó vào một cái là nó đóng cửa kín mít, đóng cửa ngoài đóng cửa trong, phải liên hệ với công an để đến mới gì
báo là gì, hai chú tiểu nhỏ của nhà chùa đi vào đó không biết làm cái gì, thì công an họ đến họ mới gì, mới bắt mở cửa. Mở ra thì có gì, trên cả 20 em, mỗi em một cái máy cái chiều chiều bùm bùm trong đó. Đấy, cho nên nếu nó không muốn đi tu, nó không có duyên muốn đi tu á, thì cũng không ép được. Đấy, mà ép ăn ép ngủ chứ ai ép được người đi tu là chỗ thế. Cho nên thôi, thì cái này cứ đưa lên để thầy xem như thế nào. Một câu hỏi nữa của đoàn này, kính bạch thầy, vợ chồng con chậm có con. Con đã tham gia hai pháp hội Quan Âm Bồ Tát của chùa nhưng chưa thấy tin vui, xin thầy chỉ giúp cho con nữa. Cố nốt một pháp hội nữa đi. Sang tháng 9 là gì? Là có pháp hội Quan Âm thứ 3 tiếp. Phật tử nên thì nên cố thêm một pháp hội nữa. Các cụ ngày xưa nói gì? Ba keo thì mèo mở mắt. Hãy cứ thử ba keo mèo mở mắt. Mà ba keo mèo không mở mắt thì thôi, coi như là gì? Là thầy không đủ duyên với đôi vợ chồng nhà Phật tử này, thì thôi đi tìm cửa khác, hoặc là đi gì? Đi tìm đến các bác sĩ, các bệnh viện để họ tư vấn và chữa xem như thế nào. Còn tới đây thì cứ đi lấy. Nhưng mà từ giờ đến thì, từ giờ cho đến pháp hội Quan Âm vào, dự kiến là vào ngày 16, 17, 18 tháng 9 âm lịch tới đây, thì vợ chồng nhà này thì nên phát nguyện ăn chay trường và tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và một cái điều quan trọng, một điều đặc biệt nhất nữa, đó là trong 21 ngày trước khi diễn ra pháp hội. Tính làm sao mà 21 ngày trước khi diễn ra pháp hội không ăn chay trường được từ bây giờ thì thôi. Cứ tính từ bây giờ cho đến 20, tính từ khi nào, từ ngày 16 trở về trước là 21 ngày. Hãy cứ tính cho thầy, thầy dỗ toán thầy không biết tính đâu. Phật tử cứ tính đi trước, từ ngày 16 tức là từ ngày 15 trở về trước là 21 ngày. Ăn chay trường, mỗi ngày tụng hết 3 quyển kinh Thượng Trung và Hạ thành một bộ kinh Địa Tạng đó. Nếu mà vợ bận đi làm thì chồng tụng, chồng bận đi làm thì vợ tụng, nghĩa là trong hai vợ chồng phải có một người tụng. Nhưng hai vợ chồng ăn chay được, chay trường được là tốt nhất. Và đặc biệt đó, trong 21 ngày đó trong gia đình không nên sát sinh hại vật. Cả nhà ăn chay được là quý nhất, việc thứ nhất. Việc thứ hai là không được ăn ngũ tân. Ngũ tân tức là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Trong 21 ngày đấy tuyệt đối không ăn 5 loại hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây, không ăn thịt, không uống rượu. Và đặc biệt hai vợ chồng này nên gì? Nên mỗi người ngủ một phòng. Nghĩa là gì? Không được chung chăn cung gối. Kể cả là vợ chồng 21 ngày đó thì phải kiêng cử tuyệt đối, gọi là đi tu đấy. 21 ngày đấy vợ cũng tu mà chồng cũng tu. Hai vợ chồng đều gì? Đều là người tu tuyệt đối tại gia. Thịt cá không, ngũ tân không, mà gì mà cái chuyện gì dục vọng cũng không. Dừng lại để gì? Để tu đã. Sau 20 đến ngày 16 hai vợ chồng lên mà lễ, nghỉ công việc lên mà lễ. Lễ suốt cả 3 ngày pháp hội đó. Sau 3 ngày pháp hội đó thì trúng ngày 19, tức là ngày vía Đức Quan Âm, hai vợ chồng đi đi thật sớm lên chùa Tản Viên mà lễ Phật lễ Tổ, mang mấy cái can đi ra giếng Quan Âm xin nước. Xin nước xong đem lên trên trên điện Quan Âm, điện Chuẩn Đề, điện Quan Âm á, đặt lên trên ban Quan Âm có vị Bồ Tát bế đứa trẻ đó, hoặc là pho tượng Quan Âm Tống Tử đó, đặt lên đây mà cầu mà khấn mà xin. Thì về lần này á, được thì tốt, mà không được thì có nghĩa là gì? Duyên cầu tự của Phật tử với Phật là gần như là không có. Thế thôi, đi tìm cửa khác. Nhưng thầy nghĩ rằng á, thành tâm đến chỗ tột cùng, làm được như lời thầy nói, mà không được thì mới là lạ. Hãy cứ làm đi. Làm lần này mà không được mới là lạ. Nhưng mà phải làm được như thế. Cái thứ nhất, không sát sinh hại vật, không ăn thịt uống rượu, bia. Cái thứ hai, không ăn ngũ tân hành hẹ tỏi kiệu. Cái thứ ba, cả nhà ăn chay được là tốt nhất. Và cái thứ tư, một điểm cũng rất quan trọng, đó là một ngày phải tụng được hết cả một thời kinh, một bộ kinh Địa Tạng sáng, chiều và tối. Dừng các công việc lại để làm cái việc mà mình mong cầu đó. Và cái thứ năm, đặc biệt hai vợ chồng không được chung chăn chung gối trong vòng 21 ngày đó, phải thanh tịnh tuyệt đối. 3 ngày đi lên đây dự pháp hội cũng phải thanh tịnh tuyệt đối. Ngày mùng 19 tức là xong pháp hội đi lên lấy nước xong đấy, về thì tình cảm vợ chồng lúc đó chung chăn chung gối gì đấy thì tùy. Chỉ sau thầy nghĩ là sau một thời gian ngắn là có tin vui thôi. Làm được như thế thì tin vui sẽ đến 99%. Mà còn có 1% mà không được nữa thì cái này chắc là Phật tử
không có đủ duyên với Phật trong vấn đề cầu tự thì đi cửa khác. Trả lời các câu hỏi của các bạn sinh viên. A Di Đà Phật, có một bạn hỏi. Một, con xin bạch thầy cho con hỏi điều kiện để thành một Phật tử là gì ạ? Bạn này đều hỏi điều kiện thành Phật tử gì? Tức là để thành một Phật tử là gì? Thì bạn phải hiểu thế nào là Phật tử. Chứ Phật tử có nghĩa là con Phật. Con Phật ấy, thì chia thành gì? Ngày xưa Đức Phật chia thành bốn chúng. Đó là hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Hai chúng xuất gia thì gọi là tỳ khiêu và tỳ khiêu ni. Tỳ khiêu tức là chỉ cho những người nam giới xuất gia thọ đại giới, hay còn gọi là thọ cụ túc giới đó, gọi là tỳ khiêu. Còn những vị nữ giới xuất gia thọ đại giới thì gọi là tỳ khiêu ni. Đó là hai chúng xuất gia. Còn hai chúng tại gia trong kinh Phật gọi là gì? Chúng cư sĩ Yêu Bà Tắc và chúng cư sĩ Yêu Bà Di. Nói tắt là chúng Yêu Bà Tắc và chúng Yêu Bà Di. Chúng Yêu Bà Tắc á, chúng Yêu Bà Tắc là chỉ cho những nam giới quy y Tam Bảo, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, hoặc là thọ gì, thọ năm giới, quy y Tam Bảo và thọ năm giới trở lên vân vân đó, ít nhất là quy y Tam Bảo thì đó gọi là cư sĩ Yêu Bà Tắc là nam giới. Nữ quy y Tam Bảo thì gọi cư sĩ Yêu Bà Di, là nguyên âm phiên âm tiếng Phạm là Yêu Bà Tắc và Yêu Bà Di. Nhưng tiếng Việt Nam chúng ta gì, là nam Phật tử và nữ Phật tử, hay còn gọi là nam cư sĩ và nữ cư sĩ vân vân đó, thì đó gọi là, hay còn mình gọi tắt là gì, Phật tử. Việt Nam chúng ta, miền Bắc chúng ta gọi chung cho cả nam cư sĩ và nữ cư sĩ gì? Một danh từ chung đó là các Phật tử, Phật tử nam và Phật tử nữ vân vân, có nhiều cái tên gọi nhưng mà đại ý là như vậy. Và bé sinh viên này hỏi là muốn điều kiện như thế nào để trở thành một Phật tử. Đấy, quy Tam Bảo thì sẽ trở thành Phật tử. Và bé này muốn trở thành Phật tử thì đến tháng 9 này, Pháp Hội Quan Âm ngày cuối, tức là ngày 18 âm lịch tháng 9, thì có khóa quy Phật tử này, có thể đến đăng ký quy bình thường không sao cả. Quy ở chùa Khai Nguyên thì không cần phải tiền, có tiền mới được quy. Quy ở một số chùa khác là phải có gì 500, 1 triệu mới được quy. Nhưng quy ở chùa Khai Nguyên chỉ cần đăng ký danh sách thôi là quy được. Còn cái chuyện kinh tế tiền nong thì không quan trọng, tùy tâm. Có cái hòm tùy công đức, ai có bỏ vào bao nhiêu thì bỏ, mà không bỏ cũng không sao. Phật tử cũng không có mặt nặng mày dày với mình cả, không có ảnh hưởng. Các sư cũng không có ai nói là tại sao đăng ký quy mà không có tiền. Không sao, vì ngôi chùa Khai Nguyên này là ngôi nhà chung của tất cả tăng ni và tín đồ Phật tử chúng ta. Ngôi chùa này được gì? Được các Phật tử thập phương phát tâm công đức để xây dựng lên. Cho nên ngôi chùa này là chính là nơi quay trở lại để phục vụ, gọi là gần như gọi là phục vụ miễn phí cho cái gì? Cho các Phật tử và tăng ni khắp mười phương. Cho nên chúng ta thấy đến chùa Khai Nguyên gì? Ăn cơm không mất tiền, gửi xe không mất tiền, nói chung là gì, không mất bất cứ một thứ tiền lệ phí gì cả. Vì sao? Vì ngôi chùa này được xây dựng lên bằng đồng tiền mồ hôi công sức của thập phương tín thí. Cho nên là ngôi chùa này cũng gì, mục đích xây dựng lên là để phục vụ lại cái việc hoằng pháp lợi sinh, đem lại lợi ích cho chúng sinh và thập phương tín thí. Cho nên Phật tử này có thể, các em sinh viên này có thể, các bạn sinh viên này có thể đăng ký quy y, không cần phải là hỏi về tiền nong, không cần là phải có tiền mới được quy trong ngôi chùa Khai Nguyên này. Và các vị có thể coi ngôi chùa Khai Nguyên này như là một ngôi nhà thứ hai của mình được, muốn đến lúc nào cũng được. Nhưng muốn ngủ qua đêm đó thì phải đăng ký qua phòng thông tin, để cái này là thủ tục nhà nước, là những người lạ đến chùa là phải đăng ký danh sách ngủ qua đêm. Thì các bạn hoan hỉ vui lòng mang thẻ sinh viên hoặc giấy chứng minh thư nhân dân đến xuống phòng thông tin đăng ký, bạch thầy cho con gì, cho con xin nghỉ qua đêm nay để làm công quả, hoặc là để được tụng kinh, hay là được gần các sư niệm Phật một gì, một vài tối chẳng hạn, một vài ngày chẳng hạn, không sao. Kể cả xin ngủ cả tháng được, ở cả năm cũng được, và ở 100 năm được, không sao, không phải mất cái gì cả, không phải mất bất cứ phí gì đó. Các bạn cứ tin đi, một lúc nào đó nếu các bạn ở trong cuộc sống các bạn cảm thấy thì không chịu được, về đây bảo gì, xin với thầy trụ trì và bạch thầy cho con xin được tá túc ở đây gì 50 năm, thầy cũng rất hoan hỉ. Đó. Phật tử nó hỏi câu thứ hai, Phật tử này hỏi câu thứ hai, à bạn này hỏi câu thứ hai. Bạch thầy cho con hỏi thêm, trong khóa tu này là khóa tu đầu tiên con tham gia, mỗi lần niệm A Di Đà Phật
được khoảng 10 câu là con chảy nước mắt không kìm được. Con muốn biết là có nhiều bạn giống con không và tại sao con lại như vậy ạ? Cái trường hợp này chắc chắn là có nhân duyên đặc biệt với Phật. Bạn đã từng gieo duyên rất nhiều đời nhiều kiếp với Phật, cho nên nay con gì được về nhà, lần đầu tiên đi chùa, lần đầu tiên dự khóa tu mà, cho nên giống như người đứa con trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói giống như gã cùng tử đi xa được về nhà, tức là bỏ cha ra đi. Ngày xưa do mà mải chơi bời gì, mải chơi bời mà khởi lên một tâm niệm là gì, ta có thể gì bỏ ngôi nhà này mà ra đi vẫn sống tự do tự tại. Nhưng không ngờ ra đi á, trong cuộc sống á, xã hội đó, nó lôi cuốn, nó khiến cho gì, nó quay cuồng ở đây, đất trở thành gì một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, vất rất vất vả vì miếng ăn vậy. Nhưng sau 50 năm ra đi, nay quay trở lại gặp cha, cha cũng đi tìm con bao nhiêu năm, nhưng mà gặp nó nhưng không dám nhận. Vì gì? Vì cho người đến rồi, đến để bắt nó về á, thì nó sợ là bị giết, nó sợ quá nó gã lăn ra đất. Thì người cha thấy thế do gì? Biết rằng cái đứa con của mình á, trong 50 năm qua tinh thần nó bạc nhược, nó tự ti, cho nên đã bảo cái người hầu là thôi cứ thả nó cho nó đi đi. Thả xong nó đi rồi á, thì lại sai những người hầu khác dùng phương tiện để đến để thân cận, kết nghĩa với nó và bảo anh em với nó, bảo là đi đến đây có nhà trưởng giả này thuê người làm, lương trả là hậu hĩnh lắm. Thời như vậy thì bây giờ gã cùng tử mới nghe theo cái người kia và cùng đi đến để làm thuê gì 5 năm 10 năm. Dần dần đã người cha thấy là cái gã này là không giống như gã làm thuê khác. Tuy nó làm thuê nhưng không gã như gã làm thuê khác, rất là chân thành, thật thà, mộc mạc, chất phát, và điều quan trọng là trung thực, chịu khó. Cho nên là người cha dần dần là giao các công việc quán xuyến sổ sách vào ra thu chi cho cả gia đình mình, cho gì cho nó biết và bắt nó làm đi cho quen. Một ngày nó quen á, người cha gì mời vua với họ hàng thân tộc đến, và đức vua là chủ của cả đất nước đó đến gì chiêu đãi bữa tiệc, và sau bữa tiệc gần tan và đứng lên nói với trước vua và các quan đại thần và nhân dân họ hàng rằng á, trước đây tôi vốn có một đứa con nhưng nó bỏ tôi mà ra đi, 50 năm qua tôi đã tìm nó khắp các nơi, nay tôi đã tìm thấy, và kẻ đi ở làm thuê kia chính là đứa con của ta chính là gì, là cha của nó. Ngày xưa nó vốn tên là ta, có tên là sống ở nơi đó, nhưng ta đi tìm con lang thang nhiều năm nay đến nơi này, trụ lại nơi đây, và bây giờ bằng chứng là những đứa con đấy gì, cái gì ở trong nhà tôi bây giờ nó cũng gì cũng biết, từ sổ sách thu chi rồi tất cả mọi cái bí mật nhất trong gia đình tôi bây giờ nó đều biết. Cho nên nay là công bố trước bản dân thiên hạ và quốc vương, đại thần và các cụ cao niên trong dòng họ làm chứng cho. Hôm nay chính là ngày con nhận lại đứa con của con, và đứa con của con nay nó cũng nhận lại người cha của nó. Cho nên cái trường hợp này thầy nói là cái bạn này đã có duyên để rất nhiều đời nhiều kiếp với Phật rồi, nay về chùa lễ Phật cũng giống như gã cùng tử xa cha đi về nhà, mà khi mà đọc kinh, khi mà niệm Phật, tự nhiên lòng cảm thán ở trong gì, trong sâu thẳm, trong a lại gia thức của mình, nó tuôn trào như là đứa con đi xa cha mẹ, nay về nhà gặp nhau, mừng mừng tủi tủi ôm nhau mà khóc. Giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt gì, vui sướng, chứ không phải là giọt nước mắt đau khổ. Cho nên bạn này thôi cứ yên tâm hoan hỉ đi, không phải là tà ma ngoại đạo đâu mà lo, cứ học đi, cứ học cho nó xong đi, khi đó tự nhiên bạn sẽ gì, sẽ thấy cái đường gì, cái đường đi của mình phải làm như thế nào. Nhân duyên lúc đó sẽ chỉ cho bạn, và khi đó định mệnh của bạn sẽ chỉ cho bạn phải làm như thế nào. Và mong rằng bạn sẽ gì sớm quay trở được về với ngôi nhà, gặp lại người cha của mình, gặp được người cha thật sự của mình ngay trong cuộc đời này, chứ không cần phải đợi đến những cuộc đời khác, 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 cuộc đời khác. Xin thầy cho biết kinh Phật có khi nào quy định loại hoa nào được cúng Phật và gia tiên không? Loại hoa nào không được cúng Phật không? Vì khi xem trên mạng, con thấy báo họ viết hoa dùng tặng cho tình yêu nam nữ thì không được dùng để cúng. Rồi có nhà đi xem bói,
Thanh đồng họ bảo chỉ được cúng mỗi loại hoa hồng thôi. Thế là cứ thế, theo không dám dâng các loại hoa khác lên cúng. Đó. Đạo tràng Phật tử này hỏi là câu thứ hai, nói rằng là trong kinh Phật có chỗ nào quy định phải cúng Phật loại hoa gì không? Tôi khẳng định là không. 8 năm ngồi trên ghế nhà trường và 11 năm nghiên cứu và giảng dạy, chúng tôi chưa đọc thấy bộ kinh nào Đức Phật quy định là gì? Là đối với Phật phải cúng bông loài hoa nào và loài hoa nào không được cúng. Xin thưa các quý vị, khi Đức Phật còn tại thế, có một anh chàng nhà nghèo. Anh chàng rất kính Phật, nhưng mà anh chàng thuộc cái dòng dõi Thủ Đà La. Anh ta nghĩ rằng mình không được đến gần Đức Thế Tôn. Vực Đế Thế Tôn là bậc gì? Là bậc chân quý ở thế gian. Ở thế gian thì Ngài là gì? Dòng dõi Sát Đê Lợi. Mà xuất gia thành Phật thì Ngài còn trên cả dòng dõi Bà La Môn. Cho nên ta không dám đến gần Ngài. Vì vậy mà nhiều ngày, cái vị thanh niên nghèo dòng dõi Thủ Đà La đó cứ đứng ở trong thì một nơi ẩn, một nơi rất khuất, khá khá xa để nhìn Đức Phật và chư Tăng đi khất thực qua. Anh ta bao giờ thấy Đức Phật đi ngang qua, anh ta cũng quỳ gối xuống và anh ta cố giấu để cho Đức Phật và chư Tăng không nhìn thấy. Trải qua một thời gian khá dài như vậy, anh ta cứ làm như thế. Một hôm, Ngài thấy là Đức Phật đi vào chính làng của gì? Anh chàng thanh niên đó nhìn thấy Đức Phật và chúng Tăng vào ngôi làng của anh ta để khất thực. Bây giờ thì anh ta đang có công việc đi ở trên cái đoạn đường ra đầu làng đó, và anh ta bất chợt mãi đi vừa vui vừa hát, vì nghĩ tới hôm trước anh ta nhìn thấy Phật. Anh ta vẫn đang tưởng tượng rằng nếu như mình có đủ phúc duyên như là những người dân ở trong làng kia, được dâng lên Đức Phật bát cơm, được dâng lên Đức Phật đức đồ ăn, như thức uống, và quỳ dưới chân Ngài, được đỉnh lễ dưới chân Ngài, và được lễ và được hôn lên đôi bàn chân của Ngài thì tốt biết bao. Anh ta nghĩ như vậy, và anh ta mải mê nghĩ như vậy. Anh ta cứ vừa đi vừa hát, vừa đi vừa nhảy, vừa đi vừa hát. Bất chợt anh ta ngẩng đầu lên, trước mặt anh ta là Đức Phật và 1250 vị đại đệ tử đang tiến gần tới anh ta, chỉ còn cách khoảng độ 15-20 bước chân. Đức Phật nhìn thấy anh ta Đức Phật mỉm cười một cách rất là tươi. Anh ta nhìn thấy như vậy, anh ta định chạy trốn, nhưng mà khi đó anh ta nghĩ là chạy trốn gì, không biết bằng cái nhân duyên nào đó anh ta định chạy trốn, nhưng mà anh ta không chạy trốn nữa. Anh ta liền là nhìn sang bên, ngay bên rìa của mình. Anh ta nghĩ ngay là mình phải có một cái gì cúng dường Đức Phật. Đây là cơ hội số một duy nhất của ta, vì chung quanh đây không có Bà La Môn nào, không có vị Sát Đế Lợi nào, không có dòng dõi Phệ Xá nào nhìn thấy ta, cho nên chỉ có Đức Thế Tôn và chúng Tăng và ta mà thôi. Và anh ta liền là bước sang ở bên vệ đường 2-3 bước, và anh ta hái một cái nắm hoa, gọi là hoa cỏ dại ở ven đường, mình có thể gọi là hoa cứt chó ở dọc đường đó. Có thể nói như thế, nó cái hoa cỏ dại ở dọc đường. Và anh ta cầm lên một nắm hoa như vậy, anh ta liền vội quay lại giữa đường và quỳ xuống, thì Đức Phật cũng vừa bước tới nơi anh ta. Anh ta không dám ngẩng mặt lên, đem dâng hai tay lên Đức Phật như thế này, và Đức Phật từ từ nhận lấy và ôn tồn hỏi anh ta. Rồi nhận lấy Đức Phật còn cảm ơn và ôn tồn hỏi anh ta: đi đâu, có chuyện gì mà vui thế, vân vân chẳng hạn. Anh ta nghe Đức Phật nói như vậy không tin vào tai mình nữa, nhưng mà anh ta chấn tĩnh lại, quả thật Đức Phật đang nói chuyện với ta. Và anh ta kể với Đức Phật tất cả những cái câu chuyện mà một thời gian khá dài về trước anh ta đã nhiều lần mong muốn được cúng dường Phật, nhưng mà sợ không dám đến gần Phật, sợ là các dòng dõi Sát Đế Lợi, Bà La Môn và Phệ Xá nhìn thấy anh ta đến gần đến Phật, họ chửi, họ mắng, họ đánh anh ta, cho nên anh ta không dám tới. Nay anh ta chung quanh anh ta chỉ có anh ta với Phật và chư Tăng, cho nên anh ta mà ở trong cái tình huống
tránh cũng không được đó. Anh ta làm như vậy. Và Đức Phật khen ngợi, nhận cái nắm cỏ của anh ta, hoan hỷ. Và Đức Phật nói với tôn giả A Nan và bảo tôn giả A Nan rằng: này A Nan, ông có thấy là gì? Là anh chàng thanh niên thư sinh này chăng? Nhờ vào cái công đức cũng dường như lai một gì, một nắm hoa này, mà sau khi xả bỏ báo thân, anh ta được sinh lên làm vua của cõi trời gì, Phạm Vương, trải qua gì hàng trăm ngàn vạn ức đời ở trên đó. Sau khi mãn báo thân ở cõi làm vua cõi trời Phạm Thiên Vương đó, anh ta lại sinh xuống cõi trời Đau Lợi và tiếp tục làm vua ở cõi trời Đau Lợi. Rồi anh ta gì sinh xuống nhân gian, tiếp tục làm vua ở nhân gian, trải qua gì hằng hà sa số kiếp. Và tại đó anh ta gặp Đức Phật Di Lặc, hoặc là gặp một vị đức, gặp một Đức Phật trong tương lai, chứ không nói là gặp Đức Phật Di Lặc, gặp một Đức Phật trong tương lai. Và anh ta phát tâm Bồ Đề, xuất gia tu đạo, chứng đắc thánh quả A La Hán, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, nhờ một gì, một nắm hoa cỏ dại ở bên đường. Cho nên dựa vào đó, chúng tôi có thể khẳng định với nhóm Phật tử ở trong đạo tràng này rằng gì, trong kinh Phật không có quy định là gì cúng Phật phải cúng bằng loài hoa nào. Còn ở Phật tử nói rằng xem trên mạng internet họ viết rằng á, cúng Phật là gì? Là không được cúng những loại hoa dùng để tặng cho tình yêu như là hoa hồng. Chúng ta biết có loại hoa nào là quy định cụ thể loại hoa nào là loại hoa tặng cho tình yêu không? Không phải. Không phải hoa hồng là loại hoa chỉ dành tặng cho tình yêu, mà hoa hồng còn là loại hoa gì? Ví dụ như đại lễ Vu Lan báo hiếu, hoa hồng còn là biểu tượng của gì? Của cái tấm lòng hiếu hạnh của người làm con. Cho nên mới có một cái bài hát nói về gì? Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ, vân vân đó. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta thấy bông hồng không phải là bông hoa hồng, không phải chỉ để dành cho đôi tình yêu lứa đôi nam nữ, mà bông hoa hồng còn gì, ở trong đạo Phật còn được gắn lên ngực áo của chúng ta mỗi khi gì, mùa Vu Lan báo hiếu tới. Ở trong nhà Phật gì, bông hồng trắng được cài lên ngực một ai đó thì đó là mang ý nghĩa người đó đã mất cả cha lẫn mẹ và đáng thương thay. Bông hồng đỏ cài lên ngực áo một ai đó mang biểu tượng và ý nghĩa là gì, bạn ấy đã mất đi một người cha, hoặc rằng là đã mất đi một người mẹ, và chỉ còn có một người bên bạn ấy nữa thôi. Đó, cho nên biểu tượng về tình yêu, như bạn nói là gì, đạo tràng nói là gì, biểu tượng bông hoa là biểu tượng của tình yêu, đem tặng tình yêu, và nói là hoa hồng chỉ cũng không đúng là như thế. Và ở đây đi xem bói, bạn đạo tràng này nói nếu đi xem bói thì cái bà đồng lại bảo là gì, chỉ được cúng hoa hồng, chỉ được cúng hoa hồng, còn các loại hoa khác là gì, không được cúng Phật, cũng không đúng. Đấy chỉ là gì, là tà kiến, là biên kiến, là thiên kiến. Tà kiến tức là gì, là cái nhìn thấy không đúng đắn, không chân thực. Biên kiến tức là cái nhìn thấy thiên lệch về một gì, một bên, tức là không chuẩn, cái nhìn gì không chuẩn. Cho nên ở đây thành tâm hoa gì cũng Phật cũng được, thậm chí như nắm qua gì, nắm hoa dại ven đường Phật gì vẫn thọ ký cho người đó làm vua các cõi trời. Và đặc biệt là sau này còn gặp các đức Phật trong tương lai và tu hành thành gì, thành đạo chứng quả A La Hán, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Cho nên ở đây gì, điều quan trọng xuất phát từ cái tâm. Cái tâm chúng ta là quan trọng nhất. Tâm thành kính,
nương vào bông hoa nào á thì cũng là bông hoa đẹp nhất. Bông hoa sen, bông hoa hồng, bông hoa cúc, bông hoa lan, bông hoa huệ, bông hoa, thậm chí là bông hoa gì, bông hoa thải lại ở ngoài đường, xin lỗi các quý vị, nó đều là bông hoa tâm đẹp nhất để dâng lên Đức Phật. Bông hoa đó phải được thể hiện qua lòng thành kính và sự tu tập bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện của mỗi mỗi Phật tử của chúng ta hàng ngày trong cuộc sống này vậy. Chứ không phải là lúc đến cửa chùa chúng ta dâng gì cái lễ thật to. Thật đắt tiền. Và mua những gì? Những bông hồng thật quý hoặc là những bông hoa thật quý, thật đắt tiền thì Phật mới chứng. Không phải đâu. Mà Phật muốn gì? Muốn nhìn thấy những bông hoa, bông hoa giới đức, bông hoa trí tuệ, bông hoa từ bi. Hằng ngày chúng ta gì? Chúng ta làm cho gì? Cho đời, làm cho đạo pháp và làm cho đời, tức là làm cho dân tộc mình và làm cho tất cả chúng sinh này á. Bông hoa đó mới là bông hoa gì? Bông hoa mà Đức Phật muốn chúng ta dâng lên để cúng dường Ngài. Đó. Và mong rằng đạo tràng sau câu hỏi này có cái nhìn đúng đắn về gì? Về việc cúng dường Tam Bảo, đặc biệt là gì? Cúng dường Phật, dùng hoa để cúng dường Phật. Hương hoa, oản quả vân vân đó, tất cả cái đó chỉ là phương tiện. Cái điều chính Đức Phật cần tới là cái tâm của chúng ta. Vì vậy là rất mong đạo tràng chúng ta có cái sự học và sự hiểu đúng đắn với chính pháp của Đức Phật. Đừng có suốt ngày đi xem bói, hoặc là đừng có gì tin những gì trên mạng họ viết là tuyệt đối. Trên mạng bây giờ nó gì? Nó lộm cộm lắm. Thông tin nó rất là tạp. Chúng ta mà xem nhiều thông tin trên mạng á, chúng ta có thể là gì? Không biết đâu rồi mà lần. Đó, không biết đâu này mà lần. Các thông tin trái chiều nhau, rất khó để lần. Thì tốt nhất là thôi, dành thời gian để tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tô phúc bố thí cúng dường, làm việc thiện. Đặc biệt các Phật tử mà có tuổi rồi thì thôi, mạng méo làm gì nữa. Một câu A-di-đà Phật, hoặc có thời gian thì gì? Tụng kinh. Không có thời gian nhiều thì một câu A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, hoặc A-mi-đà Phật, Nam-mô A-mi-đà Phật. Cứ thế mà nhất tâm để mà thọ trì đọc tụng, một ngày không xa. Khi báo thân chúng ta hết, A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng vân vân, các ngài hiện đến trước mắt chúng ta, rước thần tiếp rước thần thức chúng ta. Trong khoảng một niệm sát na rất nhỏ, rất ngắn thôi, chúng ta được về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nương vào hoa sen gì ở ao Liên Trì chín phẩm mà sinh ra. Hoa nở thấy Phật, vừa thấy Đức Phật, tai nghe chính pháp, tâm sinh đại hoan hỷ, liền chứng được quả ngộ gì? Quả vị gì? Vô sinh pháp nhận, vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Từ đó, tùy theo bản nguyện của mình và thần nương và thần lực của A-di-đà Phật, trong một khoảng bữa ăn, có thể biến khắp mười phương phân thân vô số, thân thừa cúng dường hằng hà sa số các Đức Phật khắp trong mười phương, và lại được các Đức Phật đấy khen ngợi, giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho mình gì? Được thành Phật trong một kiếp rất gần không xa. Những cái việc làm hoan hỷ như thế, lợi ích như thế chúng ta không làm, để cứ đi thì chạy đông chạy chạy tây rong ruổi, tìm ngược tìm xuôi làm cái gì, đi xem bói xem toán làm gì nữa, cho nó gì? Cho nó lo mất của mà lại còn lo vào thân, lang thang trên mạng lắm làm gì nữa, cho nó gì? Loạn tâm ra đấy, có tuổi rồi thì gì? Lo tu đi. Đó. Câu thứ ba, đạo tràng hỏi là có người hỏi là hai vợ chồng con cùng tụng kinh Địa Tạng theo chùa, nhưng do tính chất công việc, buổi sáng con tụng kinh cùng chồng quyển thượng, đến tối thì tụng tiếp hai quyển còn lại. Nhưng mà nhiều hôm buổi tối do con phải dạy cháu nhỏ học bài nên không tụng cùng chồng được hai quyển, không tụng cùng chồng được nốt hai quyển. Đến sáng hôm sau con lại cùng tụng với chồng quyển thượng, như vậy có công đức không? Con có bị phạm tội gì không? À, không sao, tùy duyên đi. À, người học Phật, người tụng kinh ấy, cũng giống như gì? Giống như người ăn mía. Tôi lấy một cái ví dụ như vậy cho các Phật tử biết. Giống như người ăn mía, ăn khúc gốc,
à, khúc giữa hay là khúc ngọn thì đều gì? Tất cả đều gì? Đều ngọt. Nhưng có cái khúc ngọn á, mình ăn một cái khúc ngọn á, mình khúc ngọn không á thì gì, nó có thể nhạt hơn một chút. Hoặc ăn mình khúc gốc không á thì nó gì, nó có thể hơi rắn lên một chút, nhưng mà gì, vẫn là cây mía ấy, nó vẫn gì, có vị ngọt. Phật tử tụng được quyển thượng thì Phật tử có gì? Có công đức của quyển thượng. Tụng được quyển trung thì thêm công đức của, tôi lấy một cái ví dụ như tụng quyển thượng, mình quyển thượng không á thì có công đức gì? Của ngọn mía chẳng hạn. Tụng quyển trung thì gì? Có thêm công đức của khúc giữa của cây mía. Tụng quyển hạ thì Phật tử có thể thêm cả cái gì, cái gốc của cây mía. Tụng trọn cả ba quyển tức là Phật tử có công đức gì, giống như ăn trọn cả cây mía vậy. Đó. Còn từng được một quyển thì thôi qua nhé, mình ăn gì, ăn một khúc của một cây mía, không có tội gì đâu. Chắc chắn Phật không bắt tội chúng ta. Này Phật tử kia, nhà ngươi tại sao lại gì, dám phạm thượng với ta như thế? Nhà ngươi tại làm sao chỉ có tụng quyền thượng mà không tụng quyền trung quyền hạ? Ta sẽ bắt phạt ngươi. Không có cái chuyện đó. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng gì, cũng không đến cầm cái tế trượng mà giống xuống ngay trước thì mặt chúng ta mà bảo, chỉ mặt ta mà bảo gì, tại sao ngươi gì, ngươi không kính trọng ta trọn vẹn, tại sao ngươi chỉ kính trọng ta có 1/3 mà không gì, không kính trọng ta cả gì, cả 3 phần trọn vẹn? Không có cái chuyện đó. À, cho nên đối với Phật pháp á, là gì, đầu giữa và cuối. Trong kinh luận nói tất cả đều là thiện. Cho nên là tụng được quyển thượng thì có công đức quyển thượng, tụng được quyển trung có thêm công đức quyển trung, tụng được quyển hạ thêm công đức quyển hạ. Chúng ta hiểu biết được Đức Phật dạy ở trọn vẹn trong bộ kinh để chúng ta thực hành thì công đức chúng ta sẽ sớm được viên mãn. Còn chúng ta chưa được hiểu được hết vì một cái lý do đặc biệt, đó là gì, Phật tử phải chăm các cháu vào buổi chiều buổi tối, cho nên không thể tụng được hết. Có thể chỉ ngày thứ bảy chủ nhật mà con cái nó được nghỉ, nó ở nhà nó chăm con nó thì mình là bà nội hoặc bà ngoại mới có thể đọc được hết cả bộ thôi, cũng được, không sao. Nhưng ở đây thầy khuyên thêm, không có thời gian tụng kinh suốt cả 3 quyển như vậy thì Phật tử có thể mở cái đài giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của Trưởng Lão Hòa Thượng Tịnh Không hoặc là Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa, hay là bài giảng của thầy về kinh Địa Tạng cũng được, mở ra mà nghe. Khi trông cháu vẫn có thể nghe giảng được. Nghe giảng tâm chúng ta gì? Khai sáng, tâm chúng ta tỏ ngộ, chúng ta hiểu ra, à Phật dạy chúng ta như thế, trong kinh Phật dạy chúng ta làm như vậy. Đọc kinh không chỉ đọc như con vẹt mà chúng ta phải làm như vậy. Phật dạy như vậy, tổ dạy như thế và thầy giảng như thế, chúng ta tin tưởng, học tập và làm theo thì công đức đấy mới được trọn vẹn. Đó, khuyên Phật tử này thêm như vậy. Trong đạo tràng lại hỏi tiếp, có người lại hỏi tiếp: cách đây phải nhiều đời, các cụ kỵ nhà con đồng ý cho làng xây nhờ điện thờ Thánh Trần Hưng Đạo trên khu đất của gia đình khá to, phải trên 50m2 với 3 ban thờ đầy đủ. Mở ngoặc đơn, ngày ấy con còn quá nhỏ nên không nhớ là thờ những ban thờ nào nữa, đóng ngoặc đơn. Toàn bộ việc cúng lễ của điện do các cụ già trong làng quản lý. Sau nhiều đời điện thờ xuống cấp, dân làng không có tiền để sửa, ngôi điện có nguy cơ sập đổ nên tầm năm 1974 hoặc 1975, mẹ con xin phép dân làng cho dỡ và nhờ thầy cúng làm lễ xin phá dỡ, đồng thời xin chuyển gửi tất cả bát hương, đồ thờ của điện đến đền Bảo Lộc, Nam Định để thờ ở đó ạ. Sau khi dỡ điện ra thì các vật liệu cũ như chân cột điện bằng đá, cột và xà gồ bằng gỗ chưa mục còn có khả năng sử dụng được. Ai đến xin, mẹ con cũng cho. Số lượng người xin đến hàng mấy chục người, không ít. Người thì lấy về làm nhà, kê cầu ao, gỗ thì đóng khung thêu, đồ dùng vân vân đủ cả. Nhà con cũng lấy ít gạch cũ khi phá tường để xây sân. Một thời gian mẹ con bảo đêm đến quân lính của Thánh Trần Hưng Đạo toàn quấy nhiễu. Sau đó
mẹ con cũng làm lại một gian thờ nhỏ để thờ lại Ngài, và hiện tại chúng con vẫn đang thờ. Nhưng không biết do ông thầy cũng chưa đủ đức hay lễ chưa đủ đến nơi đến chốn, hay do mẹ con lấy các vật liệu để dùng vào và cho mọi người, mà cuộc sống của gia đình con rất khổ sở, nhà luôn nghèo khó từ đó. Bốn anh em chúng con học hành thì đàng hoàng, đầy đủ, đi làm ăn xa nhưng cuộc sống thất bại về mọi mặt. Từ khi biết đến Phật Pháp, con cũng nhận thức rằng như vậy chắc mẹ con bị tội nặng lắm, nên từ khi thầy hướng dẫn tụng kinh Địa Tạng, con thành tâm tụng suốt hơn 2 năm nay, phần lớn là một ngày hết một bộ, mở ngoặc đơn, có những thời gian bận, công việc thì tụng 2 ngày một quyển, sáng, tối, đóng ngoặc đơn, và làm công đức cúng dường, phóng sinh, làm từ thiện rất nhiều, thậm chí con có thể chi tiêu tiết kiệm tối đa nhất để có tiền làm những việc phúc rồi hồi hướng cho cha mẹ, gia tiên. Nhưng con có cảm giác phúc đức con tạo chưa được bao nhiêu nên chưa trả hết nợ được cho mẹ, và cuộc sống của bốn anh em nhà chúng con vẫn khốn khổ quá. Con kính xin thầy khai thị việc này giúp con nên làm thế nào để tốt hơn ạ. Con xin đa tạ công đức của thầy. Đã Phật tử có giải bày tâm sự, nói rằng trước năm 1975, tức là trước về đó cũng khá lâu, và đời các cụ các kỵ ngày xưa cho dân làng mượn cái một khu đất khoảng độ 50 m² để xây cái điện thờ Đức Thánh Trần. Chúng ta biết Đức Thánh Trần là một vị tướng tài của dân tộc Việt Nam chúng ta, là một người anh hùng dân tộc của Việt Nam chúng ta, và đồng thời cả thế giới tôn vinh. Cả thế giới được có mấy vị tướng tài thì Việt Nam chúng ta được hai vị đại tướng tướng tài, đó là đại tướng Trần Hưng Đạo và cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là một cái niềm vinh dự rất lớn đối với dân tộc Việt Nam chúng ta. Có thể có những đất nước lớn nhất thế giới chưa có được danh hiệu của một vị tướng tài trên thế giới, nhưng Việt Nam chúng ta chỉ mà là một nước nhỏ, nhưng chúng ta có đến 2 vị tướng tài của thế giới. Ở trong lòng dân tộc, Đức Thánh Trần, tức là Đức Thánh Trần Hưng Đạo đó, Ngài được nhân dân chúng ta trải qua gần 1.000 năm nay vẫn tôn thờ Ngài như là một vị thánh của dân tộc. Cho nên ở đây thì Phật tử này nói là ngày xưa chắc là cũng xuất phát từ cái lòng thành kính mà ông bà cha, ông bà cụ kỵ nhiều đời đã đồng ý cho dân làng xây cái điện thờ Đức Thánh Trần ở trên cái đất của gia đình khoảng 50 m². Chúng ta phải hiểu nha, các cụ chúng ta đồng ý cho xây, tức là cái đất đó đã cúng dàng cho dân làng để xây dựng Đức Thánh, và đất đó đã thành đất của Đức Thánh rồi, không phải đất của nhà mình nữa. Cho nên các cụ ngày xưa hay nói đất của đình của chùa, đồ vật của đình của chùa, tức là của Phật, của Thánh đó, của thần linh đó, mà chúng ta lấy, chúng đem về sử dụng vào công việc mục đích riêng, khi mà chưa được của Phật đó, thì chưa được các vị thầy trụ trì cho, hay các vị thầy trụ trì cho nhưng mà không đúng pháp cũng không được. Còn của Thánh á, mà chưa được chủ từ hoặc nhà đền cho, mà cho không đúng pháp á, thì cũng không được. Tức là cho cái gì phải đáng cho và được phép cho thì mới được. Còn ở đây trường hợp là đất các cụ nhà mình đã đồng ý cho xây làm điện thờ Đức Thánh Trần rồi, thì đương nhiên là các cụ ngày xưa phải đồng ý cúng cho dân làng rồi. Nay từ năm 74-75, tức là sau giải phóng một chút, trước giải phóng và sau giải phóng một chút đó, điện đã xuống cấp. Mẹ của Phật tử này là đem phá đi cho mỗi người một tí. Người thì lấy gỗ, người thì lấy gạch, người thì lấy đồ thờ vân vân. Đồ thờ thì có lại đem ra chùa, người lấy cái này cái nọ cái kia vân vân. Và gia đình lại lấy một tí gạch để làm sân, xây tường bao vân vân nữa.
Thế sau này thì thấy lục đục thì mới đi xây lại. Mà xây lại thì ở đây chắc chắn là có khi lại xây nhỏ hơn thành cái miếu bé bé thôi, không đủ. Ở đây cái vấn đề tâm linh, cái vấn đề phá đình, phá chùa mà gặp hoạn nạn, cái này thầy gặp nhiều rồi. Trước năm 75 chúng ta có một thời gọi là cải cách văn hóa, phá đình phá chùa, đình đền miễu mạo phá rất nhiều. Và gần như 100% những người thi hành cái việc phá đình phá chùa đó, hủy tượng đốt kinh đó, sau này đều gặp những cái sự, gia đình đều gặp những cái biến cố không thể lường được, không thể lường. Tôi cũng thường hay kể một số câu chuyện về việc phá đình phá chùa trước năm 1975. Thôi cái chuyện nó dài, thời gian thì không có, cho nên thầy không kể nhiều. Mà điều quan trọng đi vào, bây giờ Phật tử này nói gì, tụng kinh Địa Tạng 2 năm nay, thậm chí là gì, bớt cả ăn tiêu để cúng dường phóng sinh tu phúc, nhưng mà thấy á, cuộc sống nó vẫn chưa chuyển biến là bao. Vì cái gốc á, ở đây thầy nghĩ là vì cái gốc á, chưa được gì, chưa được giải quyết vậy. Cái gốc ở đây là gì? Đó là đất đã cúng cho xây Đức Thánh khoảng 50 mét vuông, và cái khu đất mà đã cúng Đức Thánh ngày xưa rồi thì bây giờ gì, về cả gia đình này phải bàn nhau mà trả lại cho Đức Thánh đi đó, lại trả lại cho dân làng, để mình không có tiền để xây hoàn chỉnh lại cái nhà thờ Đức Thánh Trần đó, thì bây giờ lại về lại gặp ban lãnh đạo thôn này, ra ủy ban nhân dân xã, đem lại gia đình chúng tôi khoanh lại cái đất ngày xưa, đến đâu là của nhà mình thì mình chỉ lấy đến đó thôi. Đất ngày xưa cha ông chúng ta thì đã đồng ý cho dân làng xây đền thờ của nhà ngài rồi, mà từ đời cụ đời kỵ cơ mà, ít nhất phải vài chục năm, thậm chí phải gì hàng trăm năm, vài trăm năm rồi, tức là của nhà ngài rồi. Trước tiên làm cái lễ ra để sám hối ngài, thậm chí là đến tận những đến nơi phủ to đền lớn như là đền Đức Thánh, nơi thờ Đức Thánh Trần, để mà gì sám hối cái việc đó. Xong đó về để làm cái lễ, chứ cái thanh bông hoa quả đó không cần phải nhiều đâu, cũng đừng có gà qué lợn vịt là gì, thanh bông hoa quả thôi, đến đền to phủ chính của ngài á để sám hối cái việc đó. Mình nói rõ ra những cái việc như là trình bày hôm nay này, Phật tử đưa câu hỏi này này, rồi á để về thắp hương khấn nguyện là tại cái gì, cái miếu nhỏ nhỏ mình đang làm đó, và thờ và xin là gì, lại cúng trả lại toàn bộ cái đất đó để cho gì, cho thôn, để cho xã gì làm cái điện thờ chung cho gì, cho tất cả đại chúng, cho bách gia trăm họ được đến đó để lễ. Chắc chắn là gì, cái mảnh đất đó cũng là mảnh đất mà ngài đã chấm rồi, tôi nghĩ như vậy. Ngài đã chấm rồi, các cụ ngày xưa nói là có thờ có thiêng có kiêng có lành, ngài đã chấm rồi, tức là gì, cái nơi đó là nơi của ngài rồi, nay chúng ta phạm và tức là ăn trộm của nhà thánh. Cho nên á, Phật tử này nói là khi mà phá xong một thời gian sau thì mẹ của Phật tử này thì cứ nghe thấy cái tiếng đi rầm rập như là quân lính của nhà thánh á. Cái này có chúng tôi á, trước khi xuất gia cũng nghe kể về một vài câu chuyện về Đức Thánh Trần. Sau khi xuất gia rồi tiếp tục được chứng kiến cũng như nghe kể về câu chuyện của việc thờ Đức Thánh Trần, chúng tôi biết cái việc tâm linh này có. Cho nên khuyên Phật tử này về nên bàn với mẹ và bốn anh em, bốn anh chị em và mẹ nên ngồi nhau lại với bàn nhau lại, thôi mình đừng có tiếc vì một chút đất này, ngày xưa cha ông mình cúng rồi, bây giờ mình gì, mình trả lại cho trọn vẹn cái gì, cái tâm nguyện của tổ tiên. Có thể tổ tiên của chúng ta trách chúng ta đó, tổ tiên đã cúng vào rồi, bây giờ con cái là lật lọng lại đi gì, đi đòi lại, chẳng khác gì là bố mẹ chúng ta gì đem làm từ thiện rồi chúng ta lại gì, lại đi cướp lại, đi đòi lại. Cha mẹ chúng ta gì rất buồn, rất giận và rất hận những đứa con bất hiếu như thế. Tổ tiên chúng ta như vậy đã phát tâm cúng nay rồi, con cháu nếu mà đem đòi lại thì lại không được. Thì cũng tương tự như gì, như câu chuyện tôi nói là cha mẹ đi làm từ thiện, con cái lại đi đến để giật lại, làm cho cha mẹ buồn, cha mẹ giận, cha mẹ hận chúng ta là không được. Thì đây tổ tiên chúng ta phát cái tâm như thế, thì đây trường hợp này phải làm trọn cái tâm nguyện của tổ tiên, thì tổ tiên mới gì, mới phù hộ, mới độ trì cho chúng ta. Đầu tiên là tổ tiên phù hộ độ trì chúng ta, thứ hai là gì, Đức Thánh thì ngài chả thiếu chỗ thờ đâu, ngài có thiếu chỗ thờ đâu, ngài thiếu gì phủ to đền lớn mà có 50 mét vuông là ngài cũng chẳng phải bận bịu tâm gì cả. Nhưng mà gì, tổ tiên của chúng ta không hoan hỉ. Cho nên á,
Trường hợp mà ra tổ tiên không hoan hỉ á, thì chúng ta có dù có đi làm gì, học thức có đến đâu đi chăng nữa, thì như Phật tử này nói là làm mãi vẫn gì, vẫn chẳng có của ăn của để, vào cửa trước ra cửa sau, nói chung là vẫn gì, nghèo vẫn hoàn nghèo. Mà thậm chí sau khi á, mất đi có khi á, chúng ta lại còn bị các cụ quở phạt nữa thì còn khổ nữa. Đấy, vấn đề tâm linh chúng ta nó như cuộc sống ở thế gian chúng ta thôi. À, các cụ ngày xưa nói là gì, trần sao thì âm vậy mà. Đấy, cho nên trường hợp này thì khuyên như vậy, Phật tử này nên suy nghĩ, nên suy nghĩ sâu sắc như lời nói của thầy ngày hôm nay, về anh chị em nên bàn nhau, thà chúng ta gì mất một tí đất, đây không phải mất đâu, gọi là trả lại nhà thánh một tí đất để làm tròn cái tâm nguyện của tổ tiên chúng ta, và để lấy sự gì hoan hỷ của tổ tiên, lấy sự gì gia hộ của Phật Thánh. Chỉ tôi nghĩ rằng chúng ta có sức khỏe, bốn anh em đã có học hàm học vị, có học vấn rồi, bây giờ chỉ cần sức khỏe và một chút may mắn, làm ăn chỉ có khi vài năm, 5 năm 10 năm thôi, chúng ta có thể gì mua được hàng gấp vài lần cái gì cái đất mà ngày xưa các cụ cúng ấy đó. Đất, cho nên cái này thì nên suy nghĩ sâu sắc lời của chúng tôi nói, và nên gì, nên thực hiện trong ngay trong thời gian tới, đừng có chần chừ và đừng có gì, đừng có tiếc nuối nữa. Đoàn Phật tử này hỏi câu tiếp theo: kính bạch thầy, đời chúng con kém phước nên không được xuất gia như các thầy, chúng con muốn hướng cho các con của mình đi xuất gia thì phải làm thế nào? Quý quá ha. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe một Phật tử bộc bạch rằng đời chúng con kém phước không được xuất gia như các thầy, và nay muốn cho gì, muốn hướng cho các con của mình đi xuất gia thì phải làm thế nào? Đem các cháu lên đây, đem các cháu lên đây để thầy xem nó có đủ phước để xuất gia không. Phải đủ phước mới xuất gia được, chứ không đủ phúc để xuất gia, nó vào chùa 5-3 năm nó lại hoàn tục, nó ra về thì còn khổ sở hơn. Lúc đó đời trả ra đời, đạo trả ra đạo á, thì lại còn gì, còn nhục hơn nữa. Cho nên Phật tử này á, đem cháu lên đây thầy xem. Thầy thì không phải là gì, là một người biết xem tướng, nhưng mà cũng đủ để có thể biết được cái người đó có thể xuất gia được hay không, và xuất gia có thể chọn đời tu hành được hay không, hay là chỉ được vài năm thì nó ra về. Mà vài năm mà nó tu tốt xong rồi gì nó ra về á, thì luật Đức Phật gì cũng cho phép, không sao. Nó gieo duyên với Phật vài năm mà nó ra về tốt thì cũng được. À, những trường hợp đấy thì gì? Nó phải xem tùy theo. Phật tử này thôi, hôm nào cứ đưa cháu nó lên đây làm công quả, và để xem nó tự thích hay không. Nó mà không thích mà bố mẹ cứ bắt đi xuất gia cũng chẳng được. Không bù cho bây giờ gì, các bạn, một số các bạn sinh viên đi đến dự khóa tu các thứ thích xuất gia lắm. Thấy chư Tăng ở trong chùa sống hòa hợp thanh tịnh, mọi người hy sinh vì đạo pháp, vì dân tộc. À, thế cho nên về rất muốn xuất gia. Hở ra với bố mẹ mà cái bố mẹ bảo ta này nhá, tao cấm mày từ giờ trở đi mày không được đến chùa nhá, không được tụng kinh nhá, không được lễ Phật nhá, cấm nói gì tới Phật pháp bên tai tao nhá, và mày phải đi làm. Tới đây con gái thì đi lấy chồng, con trai thì gì phải đi lấy vợ, cấm chùa chiên gì nữa. Nhưng mà cho đến nay lại gặp một Phật tử hỏi rằng á, kém phước không được xuất gia, cho nay muốn cho con xuất gia, hỏi cách làm thế nào cho con xuất gia. Thì cái cách tốt nhất là cho các, trước hết cho các con nó thân cận với gì, với các thầy đã, tức là cho các con nó đến chùa gần gũi, làm công quả chấp tác. Nếu còn đi học thì vào những ngày nghỉ, những kỳ nghỉ hè chẳng hạn, hoặc là những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật chẳng hạn, đưa con nó đến nó thân cận, và sau này nếu nó có duyên nó tự nó thích đã mới được, còn ép nó đi tu thì không được đâu. Ép ăn ép ngủ còn được, mà ép đi tu thì chắc chắn là gì, là sai rồi đấy. Cho nên đừng có ép nó đi tu, rồi nó vào chùa nó không tu, nó phá giới, nó làm loạn trong chùa thì khổ lắm đó. Mấy năm trước cũng có một trường hợp, thầy có một trường hợp, mấy trường hợp cơ, hai anh em ở trên bãi trại, nó còn bé bé, bố mẹ thì hiểu Phật pháp, cứ thế là ép hai đứa con trai đi tu. Nó nhất định nó không muốn đi, bố mẹ cứ nhất định ép đi, thế nó xuống đây nó cũng bắt buộc nó phải đi. Bảo bố mẹ ép là gì, chúng mày mà không đi tao ở nhà tao gì không cho mày đi học, bắt chúng mày gì gánh cái đôi rổ ra gì ra ngoài đường để đi hót cứt trâu, để gì để mà đi cày ruộng, mà không nhìn nhận chúng mày nữa. Cho nên ép nó như thế thì nó gì, nó bắt buộc nó phải xuống đây.
xuống đây nó đi học lớp, một đứa học lớp 3, một đứa học lớp 5. Các vị biết không? Năm trước năm sau một cái là gì? Nó phá bến trong chùa. Nó bỏ học. Nó gì? Nó vẫn ban ngày thì ban sáng ra 6 giờ 7 giờ nó vẫn lên nó A Di Đà Phật, thầy bố thí cho con đi học. Và con đi học đi. Thế mà thì được khoảng mấy tuần sau cô giáo vào thì đánh cái giấy vào nhà, vào chùa bảo á, xin thầy chủ trì là cho các cháu đi học. Tại sao đến thầy cho các cháu nó nghỉ đến 2 tuần nay rồi? Mình ngỡ người ra bảo nó vẫn xin tôi đi học đều mà, nó vẫn cho nó đi học đều mà. Thế cô bảo không, 2 tuần nay nó không đến lớp. Thế hóa ra tôi gì? Tôi mới cho Phật tử, gọi Phật tử sang. Thế Phật tử theo dõi xem hai cái chú này nó đi đâu. Các vị biết không? Sáng ra nó vẫn lên xin tôi là bạch thầy bố thí cho con đi học. Tôi bảo con đi học đi. Thế nó đi ra khỏi một cái, bắt đầu tôi gọi điện cho Phật tử đấy, nó đi khỏi rồi. Phật tử đi theo dõi xem đi làm cái gì mà 2 tuần nay nó không đến lớp. Thế là thấy nó ra đến cửa trường một cái, bắt đầu gì, nó đứng ở đấy với các bạn một tí, bắt đầu nó quay xe nó đi gì để quay lại và tạt xuống cái đường thôn Bống thôn ấy đấy, bắt đầu nó đi sang bên xã Cổ Đông, nó đi sâu lắm. Phật tử đi xa đi theo nó phải đến gì, đến 15 phút mới gì, cứ theo nó mà theo xa xa thôi. Mới thấy nó vào một cái ngõ rất là sâu, vào ngõ sâu thấy nó vào một cái gia đình, vào một cái nhà. Cái nhà đó vào tới một cái gì, cứ vào rồi đóng cửa. Phật tử đó đến thấy nó vào đấy một cái, về báo công an. Mấy chú công an xã, hai chú công an xã sang thì hóa ra gì, tại sao nó cứ vào đến đóng cửa đấy. Vào đấy về công an nó gõ cửa, nhờ cả công an xã Cổ Đông nó đến gõ cửa là gì. Khoảng độ hơn 20 đứa học sinh đang cái tuổi nó đóng cửa tín mít, là mỗi đứa một cái máy là gì, đang chiều chiều bùm bùm ở trong đó. Làm gì? Đánh điện tử. Khổ cái thân thôi. Nuôi tiểu, tiểu nó còn nhỏ quá. Mình thì nhiều công việc, chùa chiền nhiều, không thể dạy được hết các chú ấy. Cho nên á, sáng nó lên nó xin là thầy cho con đi học. Học gì học? Học cái gì? Trốn xuống tận dưới xã Cổ Đông, vào tận trong ngõ, mà cái nhà đấy nó cũng tệ cơ. Mục đích của nó là gì? Là lôi kéo trẻ nhỏ, học sinh đến để đánh điện tử. Bởi vì đánh điện tử nó vào một cái là nó đóng cửa kín mít, đóng cửa ngoài, đóng cửa trong. Phải liên hệ với công an thì đến mới gì? Báo là gì? Hai chú tiểu nhỏ của nhà chùa đi vào đó không biết làm cái gì, thì công an họ đến họ mới gì? Mới bắt mở cửa. Mở ra thì có gì? Trên cả 20 em, mỗi em một cái máy cái chiều chiều bùm bùm trong đó. Đấy. Cho nên là nếu nó không muốn đi tu, nó không có duyên không muốn đi tu á, thì cũng không ép được. Đấy. Mà ép ăn ép ngủ chứ ai ép được người đi tu là chỗ thế. Cho nên thôi, thì cái này cứ đưa lên để thầy xem như thế nào. Một câu hỏi nữa của đoàn này: kính bạch thầy, vợ chồng con chậm có con. Con đã tham gia hai pháp hội Quan Âm Bồ Tát của chùa nhưng chưa thấy tin vui, xin thầy chỉ giúp cho con nữa. Cố nốt một pháp hội nữa đi. Sang tháng 9 là gì? Là có pháp hội Quan Âm thứ 3 tiếp. Phật tử nên cố thêm một pháp hội nữa. Các cụ ngày xưa nói gì? Ba keo thì mèo mở mắt. Hãy cứ thử đi. Ba keo mèo mở mắt. Mà ba keo mèo không mở mắt thì thôi, coi như là gì? Là thầy không đủ duyên với đôi vợ chồng nhà Phật tử này, thì thôi đi tìm cửa khác. Hoặc là đi gì? Đi tìm đến các bác sĩ, các bệnh viện để họ tư vấn và chữa xem như thế nào. Còn tới đây thì cứ đi lấy. Nhưng mà từ giờ đến thì, từ giờ cho đến Pháp hội Quan Âm, vào dự kiến là vào ngày 16, 17, 18 tháng 9 âm lịch tới đây, thì vợ chồng nhà này thì nên phát nguyện ăn chay trường và tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và một cái điều quan trọng, một điều đặc biệt nhất nữa, đó là trong 21 ngày trước khi diễn ra pháp hội. Tính làm sao mà 21 ngày trước khi diễn ra pháp hội không ăn chay trường được từ bây giờ thì thôi. Cứ tính từ bây giờ cho đến 20, tính từ khi nào? Từ ngày 16 trở về trước là 21 ngày. Hãy cứ tính cho thầy, thầy dỗ toán thầy không biết tính đâu. Phật tử cứ tính đi, trước từ ngày 16, tức là từ ngày 15 trở về trước là 21 ngày. Ăn chay trường, mỗi ngày tụng hết 3 quyển kinh Thượng Trung và Hạ thành một bộ kinh Địa Tạng đó. Nếu mà vợ bận đi làm thì chồng tụng, chồng bận đi làm thì vợ tụng, nghĩa là trong hai vợ chồng phải có một người tụng. Nhưng hai vợ chồng ăn chay được, chay trường được là tốt nhất. Và đặc biệt đó, trong 21 ngày đó trong gia đình không nên sát sinh hại vật. Cả nhà ăn chay được là quý nhất. Việc thứ nhất. Việc thứ hai là không được ăn ngũ tân. Ngũ tân tức là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Trong 21 ngày đấy tuyệt đối không ăn 5 loại hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây, không ăn thịt, không uống rượu. Và đặc biệt hai vợ chồng này nên gì? Nên mỗi người ngủ một phòng.
nghĩa là không được chung chăn cung gối, kể cả là vợ chồng, 21 ngày đó thì phải kiêng cử tuyệt đối, gọi là đi tu đấy. 21 ngày đấy vợ cũng tu mà chồng cũng tu, hai vợ chồng đều gì, đều là người tu tuyệt đối tại gia. À, thịt cá không, ngũ tân không, mà gì mà cái chuyện gì dục vọng cũng không, dừng lại để gì, để tu đã. Sau 20 đến ngày 16, hai vợ chồng lên mà lễ, nghỉ công việc lên mà lễ, lễ suốt cả 3 ngày pháp hội đó. Sau 3 ngày pháp hội đó thì trúng ngày 19, tức là ngày vía Đức Quan Âm. Hai vợ chồng đi, đi thật sớm lên chùa Tản Viên mà lễ Phật lễ Tổ, mang mấy cái can đi ra giếng Quan Âm xin nước. Xin nước xong đem lên trên, trên điện Quan Âm, điện Chuẩn Đề, điện Quan Âm á, đặt lên trên ban Quan Âm có vị Bồ Tát bế đứa trẻ đó, hoặc là pho tượng Quan Âm Thống Tử đó, đặt lên đấy mà cầu mà khấn mà xin. Thì về lần này á, được thì tốt, mà không được thì có nghĩa là gì, duyên cầu tự của Phật tử với Phật là, là gần như là không có. Thế thôi, đi tìm cửa khác. Nhưng thầy nghĩ rằng á, thành tâm đến chỗ tột cùng, làm được như lời thầy nói, mà không được thì mới là lạ. Hãy cứ làm đi, làm lần này mà không được mới là lạ. Nhưng mà phải làm được như thế. Cái thứ nhất, không sát sinh hại vật, không ăn thịt uống rượu bia. Cái thứ hai, không ăn ngũ tân hành hệ tỏi kiệu. Cái thứ ba, cả nhà ăn chay được là tốt nhất. Và cái thứ tư, một điểm cũng rất quan trọng, đó là một ngày phải tụng được hết cả một thời kinh, một bộ kinh Địa Tạng, sáng chiều và tối. Dừng các công việc lại để gì? Để làm cái việc mà mình mong cầu đó. Và cái thứ năm, đặc biệt hai vợ chồng không được chung chăn chung gối trong vòng 21 ngày đó, phải thanh tịnh tuyệt đối. 3 ngày đi lên đây dự pháp hội cũng phải thanh tịnh tuyệt đối. Ngày mùng 19, tức là xong pháp hội đi lên lấy nước xong đấy, về thì tình cảm vợ chồng lúc đó chung chăn chung gối gì đấy thì tùy. Chỉ sau thầy nghĩ là sau một thời gian ngắn là có tin vui thôi. Làm được như thế thì tin vui sẽ đến 99%. Mà còn có 1% mà không được nữa thì cái này chắc là Phật tử không có đủ duyên với Phật trong vấn đề cầu tự, thì đi cửa khác. À, trả lời các câu hỏi của các bạn sinh viên. A Di Đà Phật, có một bạn hỏi. Một, con xin bạch thầy cho con hỏi, điều kiện để thành một Phật tử là gì ạ? Bạn này đều hỏi điều kiện thành Phật tử gì, tức là để thành một Phật tử là gì, thì bạn phải hiểu thế nào là Phật tử. Chứ Phật tử có nghĩa là con Phật. Con Phật ấy, thì chia thành gì, ngày xưa Đức Phật chia thành 4 chúng, đó là 2 chúng xuất gia và 2 chúng tại gia. 2 chúng xuất gia thì gọi là tỳ khiêu và tỳ khiêu ni. Tỳ khiêu tức là chỉ cho những người nam giới xuất gia thọ đại giới, hay còn gọi là thọ cụ túc giới đó, gọi là tỳ khiêu. Còn những vị nữ giới xuất gia thọ đại giới thì gọi là tỳ khiêu ni, đó là 2 chúng xuất gia. Còn 2 chúng tại gia trong kinh Phật gọi là gì? Chúng cư sĩ Yêu Bà Tắc và chúng cư sĩ Yêu Bà Di. Nói tắt là chúng Yêu Bà Tắc và chúng Yêu Bà Di. Chúng Yêu Bà Tắc á, chúng Yêu Bà Tắc là chỉ cho những nam giới quy y Tam Bảo, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Hoặc là thọ gì? Thọ năm giới, quy y Tam Bảo và thọ năm giới trở lên vân vân đó, ít nhất là quy y Tam Bảo thì đó gọi là cư sĩ Yêu Bà Tắc, là nam giới. Nữ quy tam bảo thì gọi cư sĩ Yêu Bà Di, à, là nguyên âm phiên âm tiếng Phạm á, là Yêu Bà Tắc và Yêu Bà Di. Nhưng tiếng Việt Nam chúng ta gì, là nam Phật tử và nữ Phật tử, à, hay còn gọi là nam cư sĩ và nữ cư sĩ vân vân đó, thì đó gọi là, hay còn mình gọi tắt là gì, Phật tử. Việt Nam chúng ta, miền Bắc chúng ta gọi chung cho cả nam cư sĩ và nữ cư sĩ gì? Một danh từ chung đó là các Phật tử, Phật tử nam và Phật tử nữ vân vân. Có nhiều cái tên gọi nhưng mà đại ý là như vậy. Và bé sinh viên này hỏi là muốn điều kiện như thế nào để trở thành một Phật tử. Đấy, quy Tam Bảo thì sẽ trở thành Phật tử. Và bé này muốn trở thành Phật tử thì đến tháng 9 này, Pháp Hội Quan Âm ngày cuối, tức là ngày 18 âm lịch tháng 9, thì có khóa quy Phật tử này, có thể đến đăng ký quy bình thường không sao cả. Quy ở chùa Khai Nguyên thì không cần phải tiền, có tiền mới được quy. Quy ở một số chùa khác là phải có gì 500, 1 triệu mới được quy. Nhưng quy ở chùa Khai Nguyên chỉ cần đăng ký danh sách thôi là quy được. Còn cái chuyện kinh tế tiền nong thì không quan trọng, tùy tâm. Có cái hòm tùy công đức, ai có bỏ vào bao nhiêu thì bỏ, mà không bỏ cũng không sao.
Phật tử cũng không có mặt nặng mày dày với mình cả, không có ảnh hưởng. Các sư cũng không có ai nói là tại sao đăng ký quy mà không có tiền. Không sao, vì ngôi chùa Khai Nguyên này là ngôi nhà chung của tất cả tăng ni và tín đồ Phật tử chúng ta. Ngôi chùa này được gì? Được các Phật tử thập phương phát tâm công đức để xây dựng lên. Cho nên ngôi chùa này là chính là nơi quay trở lại để phục vụ, gọi là gần như gọi là phục vụ miễn phí cho cái gì? Cho các Phật tử và tăng ni khắp mười phương. Cho nên chúng ta thấy đến chùa Khai Nguyên gì? Ăn cơm không mất tiền, gửi xe không mất tiền, nói chung là gì? Không mất bất cứ một thứ tiền lệ phí gì cả. Vì sao? Vì ngôi chùa này được xây dựng lên bằng đồng tiền mồ hôi công sức của thập phương tín thí. Cho nên ngôi chùa này cũng gì? Mục đích xây dựng lên là để phục vụ lại cái việc hoằng pháp lợi sinh, đem lại lợi ích cho chúng sinh và thập phương tín thí. Cho nên Phật tử này có thể, các em sinh viên này có thể, các bạn sinh viên này có thể đăng ký quy y. Không cần phải là hỏi về tiền nong, không cần là phải có tiền mới được quy trong ngôi chùa Khai Nguyên này. Và các vị có thể coi ngôi chùa Khai Nguyên này như là một ngôi nhà thứ hai của mình được. Muốn đến lúc nào cũng được, nhưng muốn ngủ qua đêm nữa thì phải đăng ký qua phòng thông tin. Để cái này là thủ tục nhà nước, là những người lạ đến chùa là phải đăng ký danh sách ngủ qua đêm. Thì các bạn hoan hỉ vui lòng mang thẻ sinh viên hoặc giấy chứng minh thư nhân dân đến xuống phòng thông tin đăng ký, bạch thầy cho con gì, cho con xin nghỉ qua đêm nay để làm công quả, hoặc là để được tụng kinh, hay để gần các sư niệm Phật một gì, một vài tối chẳng hạn, một vài ngày chẳng hạn, không sao. Kể cả xin ngủ cả tháng được, ở cả năm cũng được, và ở 100 năm được, không sao. Không phải mất cái gì cả, không phải mất bất cứ phí gì. Đó, các bạn cứ tin đi. Một lúc nào đó nếu các bạn ở trong cuộc sống các bạn cảm thấy thì không chịu được, về đây bảo thì xin với thầy trụ trì và bạch thầy cho con xin được tá túc ở đây gì 50 năm, thầy cũng rất hoan hỉ. Đó. Phật tử nó hỏi câu thứ hai, Phật tử này hỏi câu thứ hai, à, bạn này hỏi câu thứ hai. Bạch thầy cho con hỏi thêm, trong khóa tu này là khóa tu đầu tiên con tham gia, mỗi lần niệm A Di Đà Phật được khoảng 10 câu là con chảy nước mắt không kìm được. Con muốn biết là có nhiều bạn giống con không, và tại sao con lại như vậy ạ? Cái trường hợp này chắc chắn là có nhân duyên đặc biệt với Phật. Bạn đã từng gieo duyên rất nhiều đời nhiều kiếp với Phật, cho nên nay con gì được về nhà, lần đầu tiên đi chùa, lần đầu tiên dự khóa tu mà. Cho nên giống như người đứa con trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói giống như gã cùng tử đi xa được về nhà, tức là bỏ cha ra đi. Ngày xưa do mà mải chơi bời gì, mải chơi bời mà khởi lên một tâm niệm là gì, ta có thể gì bỏ ngôi nhà này mà ra đi vẫn sống tự do tự tại. Nhưng không ngờ ra đi á, trong cuộc sống á, xã hội đó, nó lôi cuốn, nó khiến cho gì, nó quay cuồng ở đây, đất trở thành gì một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, rất vất vả vì miếng ăn vậy. Nhưng sau 50 năm ra đi, nay quay trở lại gặp cha. Cha cũng đi tìm con bao nhiêu năm, nhưng mà gặp nó nhưng không dám nhận. Vì gì? Vì cho người đến để bắt nó về á, thì nó sợ là bị giết, nó sợ quá nó gã lăn ra đất. Thì người cha thấy thế do gì? Biết rằng cái đứa con của mình á, trong 50 năm qua tinh thần nó bạc nhược, nó tự ti. Cho nên á, bảo cái người hầu là thôi cứ thả nó cho nó đi đi. Thả xong nó đi rồi á, thì lại sai những người hầu khác dùng phương tiện để đến để thân cận, kết nghĩa với nó và bảo anh em với nó, bảo là đi đến đây có nhà trưởng giả này thuê người làm, lương trả là hậu hĩnh lắm. Thời như vậy thì bây giờ gã cùng tử mới nghe theo cái người kia và cùng đi đến để làm thuê gì 5 năm 10 năm. Dần dần đã người cha thấy là cái gã này là không giống như gã làm thuê khác. Tuy nó làm thuê nhưng không gã như gã làm thuê khác, rất là chân thành, thật thà, mộc mạc, chất phát, và điều quan trọng là trung thực, chịu khó. Cho nên là người cha dần dần là giao các công việc quán xuyến sổ sách vào ra thu chi cho cả gia đình mình, cho gì cho nó biết và bắt nó làm đi cho quen. Một ngày nó quen người cha gì mời vua với họ hàng thân tộc đến, và đức vua là chủ của cả đất nước đó đến gì chiêu đãi bữa tiệc. Và sau bữa tiệc gần tan và đứng lên nói với trước vua và các quan đại thần và nhân dân họ hàng rằng trước đây tôi vốn có một đứa con, nhưng nó bỏ tôi mà ra đi. 50 năm qua tôi đã tìm nó khắp các nơi, nay tôi đã tìm thấy, và
kẻ đi ở làm thuê kia chính là đứa con của ta. Ta chính là gì? Là cha của nó. Ngày xưa nó vốn tên là, ta có tên là, sống ở nơi đó, nhưng ta đi tìm con, lang thang nhiều năm nay đến nơi này, trụ lại nơi đây. Và bây giờ bằng chứng là những đứa con đấy gì, cái gì ở trong nhà tôi bây giờ nó cũng gì, cũng biết. Từ sổ sách thu chi rồi tất cả mọi cái bí mật nhất trong gia đình tôi bây giờ nó đều biết. Cho nên nay là công bố trước bản dân thiên hạ và quốc vương, đại thần và các cụ cao niên trong dòng họ làm chứng cho. Hôm nay chính là ngày con nhận lại đứa con của con, và đứa con của con nay nó cũng nhận lại người cha của nó. Cho nên cái trường hợp này, thầy nói là cái bạn này đã có duyên để rất nhiều đời nhiều kiếp với Phật rồi, nay về chùa lễ Phật cũng giống như gã cùng tử xa cha đi về nhà, mà khi mà đọc kinh, khi mà niệm Phật, tự nhiên lòng cảm thán ở trong gì, trong sâu thẳm, trong a lại gia thức của mình, nó tuôn trào như là đứa con đi xa cha mẹ, nay về nhà gặp nhau, mừng mừng tủi tủi ôm nhau mà khóc. Giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt gì? Vui sướng, chứ không phải là giọt nước mắt đau khổ. Cho nên bạn này thôi cứ yên tâm hoan hỉ đi, không phải là tà ma ngoại đạo đâu mà lo. Cứ học đi, cứ học cho nó xong đi. Khi đó tự nhiên bạn sẽ gì? Sẽ thấy cái đường gì? Cái đường đi của mình phải làm như thế nào. Nhân duyên lúc đó sẽ chỉ cho bạn, và khi đó định mệnh của bạn sẽ chỉ cho bạn phải làm như thế nào. Và mong rằng bạn sẽ gì? Sớm quay trở được về với ngôi nhà, gặp lại người cha của mình. Gặp được người cha thật sự của mình ngay trong cuộc đời này, chứ không cần phải đợi đến những cuộc đời khác, cuộc đời khác. Xin thầy cho biết kinh Phật có khi nào quy định loại hoa nào được cúng Phật và gia tiên không? Loại hoa nào không được cúng Phật không? Vì khi xem trên mạng, con thấy báo họ viết hoa dùng tặng cho tình yêu nam nữ thì không được dùng để cúng. Rồi có nhà đi xem bói, thanh đồng họ bảo chỉ được cúng mỗi loại hoa hồng thôi. Thế là cứ thế theo, không dám dâng các loại hoa khác lên cúng. Đó. Đạo tràng Phật tử này hỏi là câu thứ hai, nói rằng là trong kinh Phật có chỗ nào quy định phải cúng Phật loại hoa gì không? Tôi khẳng định là không. 8 năm ngồi trên ghế nhà trường và 11 năm nghiên cứu và giảng dạy, chúng tôi chưa đọc thấy bộ kinh nào Đức Phật quy định là gì? Là đối với Phật phải cúng bông loài hoa nào và loài hoa nào không được cúng. Xin thưa các quý vị, khi Đức Phật còn tại thế, có một anh chàng nhà nghèo. Anh chàng rất kính Phật, nhưng mà anh chàng thuộc cái dòng dõi Thủ Đà La. Anh ta nghĩ rằng mình không được đến gần Đức Thế Tôn. Vực Đế Thế Tôn là bậc gì? Là bậc chân quý ở thế gian. Ở thế gian thì ngài là dòng dõi Sát Đê Lợi, mà xuất gia thành Phật thì ngài còn trên cả dòng dõi Bà La Môn. Cho nên ta không dám đến gần ngài. Vì vậy mà nhiều ngày, cái vị thanh niên nghèo dòng dõi Thủ Đà La đó cứ đứng ở trong thì một nơi ẩn, một nơi rất khuất, khá khá xa để nhìn Đức Phật và chư Tăng đi khất thực qua. Anh ta bao giờ thấy Đức Phật đi ngang qua, anh ta cũng quỳ gối xuống, và anh ta cố giấu để cho Đức Phật và chư Tăng không nhìn thấy. Trải qua một thời gian khá dài như vậy, anh ta cứ làm như thế. Một hôm, ngài thấy là Đức Phật đi vào chính làng của gì? Anh chàng thanh niên đó nhìn thấy Đức Phật và chúng tăng vào ngôi làng của anh ta để khất thực. Bây giờ thì anh ta thì đang có công việc đi ở trên cái đoạn đường ra đầu làng đó, và anh ta bất chợt mãi đi, vừa đi vừa vui vừa hát, vì nghĩ tới hôm trước anh ta nhìn thấy Phật, anh ta vẫn đang tưởng tượng rằng á, nếu như mình có đủ phúc duyên như là những gì, những người dân ở trong làng kia được dâng lên Đức Phật gì, bát cơm, được dâng lên Đức Phật đức đồ ăn như thức uống, và quỳ dưới chân ngài, được đỉnh lễ dưới chân ngài, và được gì, được lễ và được hôn lên đôi gì, đôi bàn chân của ngài, thì tốt biết bao.
anh ta nghĩ như vậy. Và anh ta mải mê nghĩ như vậy, anh ta cứ vừa đi vừa hát, vừa đi vừa nhảy, vừa đi vừa hát. Bất chợt anh ta thì ngẩng đầu lên, trước mặt anh ta là Đức Phật và 1250 vị đại đệ tử đang tiến gần tới anh ta, chỉ còn cách khoảng độ 15-20 bước chân. Đức Phật nhìn thấy anh ta thì Đức Phật mỉm cười một cách rất là tươi. Anh ta nhìn thấy như vậy, anh ta định chạy trốn. Nhưng mà khi đó anh ta nghĩ là chạy trốn gì, bằng cái không biết bằng cái nhân duyên nào đó anh ta định chạy trốn. Nhưng mà anh ta thì không chạy trốn nữa. Anh ta liền là nhìn sang bên ngay bên rìa của mình, anh ta nghĩ ngay là mình phải có một cái gì cúng dường Đức Phật. Đây là cơ hội số một duy nhất của ta, vì chung quanh đây không có bà la môn nào, không có vị sát đế lợi nào, không có gì dòng dõi phệ xá nào nhìn thấy ta, cho nên chỉ có Đức Thế Tôn và chúng tăng và ta mà thôi. Và anh ta thì liền là bước sang ở bên vệ đường 2-3 bước, và anh ta hái một cái nấm hoa, gọi là hoa cỏ dại ở ven đường, mình có thể gọi là gì? Hoa cứt chó ở dọc đường đó. À, có thể nói như thế, nó cái hoa cỏ dại ở dọc đường. Và anh ta cầm lấy một nấm hoa như vậy, anh ta gì liền vội quỳ, liền vội quay lại giữa đường và quỳ xuống, thì Đức Phật cũng vừa bước tới nơi anh ta. Anh ta gì không dám ngẩng mặt lên, đem dâng hai tay lên Đức Phật như thế này, và Đức Phật gì từ từ nhận lấy và ôn tồn hỏi anh ta. Rồi nhận lấy Đức Phật còn cảm ơn và ôn tồn hỏi anh ta: đi đâu? Có chuyện gì mà vui thế? Vân vân chẳng hạn. Anh ta thì nghe Đức Phật nói như vậy không tin vào tai mình nữa. Nhưng mà anh ta chấn tĩnh lại, quả thật Đức Phật gì đang nói chuyện với ta. Và anh ta kể với Đức Phật tất cả những cái câu chuyện mà một thời gian khá dài về trước, anh ta đã nhiều lần mong muốn được cúng dường Phật, nhưng mà sợ, không dám đến gần Phật, sợ là các dòng dõi sát đế lợi, bà la môn và phệ xá nhìn thấy anh ta đến gần đến Phật, họ chửi, họ mắng, họ đánh anh ta, cho nên anh ta không dám tới. Nay anh ta chung quanh anh ta chỉ có anh ta với Phật và chư tăng, cho nên anh ta mà ở trong cái tình huống tránh cũng không được đó, anh ta làm như vậy. Và Đức Phật khen ngợi, nhận cái nắm cỏ của anh ta, hoan hỉ. Và Đức Phật nói với tôn giả A Nan và bảo tôn giả A Nan rằng: này A Nan, ông có thấy là gì, là anh chàng thanh niên thư sinh này chăng? Nhờ vào cái công đức cúng dường Như Lai một gì, một nắm hoa này, mà sau khi xả bỏ báo thân, anh ta được sinh lên làm vua của cõi trời gì Phạm Vương, trải qua gì hàng trăm ngàn vạn ức đời ở trên đó. Sau khi mãn báo thân ở cõi làm vua cõi trời Phạm Thiên Vương đó, anh ta lại sinh xuống cõi trời Đau Lợi và tiếp tục làm vua ở cõi trời Đau Lợi. Rồi anh ta gì sinh xuống nhân gian, tiếp tục làm vua ở nhân gian, trải qua gì hằng hà sa số kiếp. Và tại đó anh ta gặp Đức Phật Di Lặc, hoặc là gặp một vị đức, gặp một Đức Phật trong tương lai, chứ không nói là gặp Đức Phật Di Lặc, gặp một Đức Phật trong tương lai. Và anh ta phát tâm Bồ Đề, xuất gia tu đạo, chứng đắc thánh quả A-la-hán, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, nhờ một gì, một nắm hoa cỏ dại ở bên đường. Cho nên dựa vào đó, chúng tôi có thể khẳng định với nhóm Phật tử ở trong đạo tràng này rằng gì, trong kinh Phật không có quy định là gì cúng Phật phải cúng bằng loài hoa nào. Còn ở Phật tử nói rằng xem trên mạng internet họ viết rằng á, cúng Phật là gì, là không được cúng những loại hoa dùng để tặng cho tình yêu như là hoa hồng. Chúng ta biết có loại hoa nào là quy định cụ thể loại hoa nào là loại hoa tặng cho tình yêu không? Không phải. Không phải hoa hồng là loại hoa chỉ dành tặng cho tình yêu, mà hoa hồng còn là loại hoa gì? Ví dụ như đại lễ Vu Lan báo hiếu, hoa hồng còn là biểu tượng của gì? Của cái tấm lòng hiếu hạnh của người làm con. Cho nên mới có một cái bài hát nói về gì? Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn,
lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ, vân vân đó. Cho nên chúng ta thấy bông hồng không phải là bông hoa hồng, không phải chỉ để dành cho đôi tình yêu lứa đôi nam nữ, mà bông hoa hồng còn gì, ở trong đạo Phật còn được gắn lên ngực áo của chúng ta mỗi khi gì, mùa Vu Lan báo hiếu tới. Ở trong nhà Phật gì, bông hồng trắng được cài lên ngực một ai đó thì đó là mang ý nghĩa người đó đã mất cả cha lẫn mẹ và đáng thương thay. Bông hồng đỏ cài lên ngực áo một ai đó mang biểu tượng và ý nghĩa là gì, bạn ấy đã mất đi một người cha, hoặc rằng là đã mất đi một người mẹ và chỉ còn có một người bên bạn ấy nữa thôi. Đó, cho nên á, biểu tượng về tình yêu, như bạn nói là gì, đạo tràng nói là gì, biểu tượng bông hoa là biểu tượng của tình yêu, đem tặng tình yêu, và nói là hoa hồng chỉ cũng không đúng là như thế. Và ở đây đi xem bói, bạn đạo tràng này nói nếu đi xem bói thì cái bà đồng lại bảo là gì, chỉ được cúng hoa hồng. Đấy, chỉ được cúng hoa hồng, còn các loại hoa khác là gì, không được cúng Phật, cũng không đúng. Đấy chỉ là gì, là tà kiến, là biên kiến, là thiên kiến. Tà kiến tức là gì, là cái nhìn thấy không đúng đắn, không chân thực. Biên kiến tức là cái nhìn thấy thiên lệch về một gì, một bên, tức là không chuẩn, cái nhìn gì không chuẩn. Cho nên ở đây thành tâm hoa gì cũng Phật cũng được, thậm chí như nắm qua gì, nắm hoa dại ven đường Phật gì vẫn thọ ký cho người đó làm vua các cõi trời, và đặc biệt là sau này còn gặp các đức Phật trong tương lai và tu hành thành gì, thành đạo chứng quả A La Hán, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Cho nên ở đây gì, điều quan trọng xuất phát từ cái tâm. Cái tâm chúng ta là quan trọng nhất. Tâm thành kính, nương vào bông hoa nào á thì cũng là bông hoa đẹp nhất. Bông hoa sen, bông hoa hồng, bông hoa cúc, bông hoa lan, bông hoa huệ, bông hoa, thậm chí là bông hoa gì, bông hoa thải lại ở ngoài đường, xin lỗi các quý vị, nó đều là bông hoa tâm đẹp nhất để dâng lên Đức Phật. Bông hoa đó phải được thể hiện qua lòng thành kính và sự tu tập bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện của mỗi mỗi Phật tử của chúng ta hàng ngày trong cuộc sống này vậy. Chứ không phải là lúc đến cửa chùa chúng ta dâng gì cái lễ thật to. Thật đắt tiền và mua những gì? Những bông hồng thật quý hoặc là những bông hoa thật quý, thật đắt tiền thì Phật mới chứng, không phải đâu. Mà Phật muốn gì? Muốn nhìn thấy những bông hoa, bông hoa giới đức, bông hoa trí tuệ, bông hoa từ bi. Hằng ngày chúng ta gì? Chúng ta làm cho gì? Cho đời, làm cho đạo pháp, và làm cho đời, tức là làm cho dân tộc mình, và làm cho tất cả chúng sinh này á. Bông hoa đó mới là bông hoa gì? Bông hoa mà Đức Phật muốn chúng ta dâng lên để cúng dường Ngài đó. Và mong rằng đạo tràng sau cái câu hỏi này có cái nhìn đúng đắn về gì? Về việc cúng dường Tam Bảo, đặc biệt là gì? Cúng dường Phật, dùng hoa để cúng dường Phật, hương hoa, oản quả vân vân đó, tất cả cái đó chỉ là phương tiện. Cái điều chính Đức Phật cần tới là cái tâm của chúng ta. Vì vậy là rất mong đạo tràng chúng ta có cái sự học và sự hiểu đúng đắn với chính pháp của Đức Phật. Đừng có suốt ngày đi xem bói, hoặc là đừng có gì tin những gì trên mạng họ viết là tuyệt đối. Trên mạng bây giờ nó gì, nó lộm cộm lắm, thông tin nó rất là tạp. Chúng ta mà xem nhiều thông tin trên mạng á, chúng ta có thể là gì, không biết đâu rồi mà lần đó, không biết đâu để mà lần các thông tin trái chiều nhau, rất khó để lần. Thì tốt nhất là thôi, dành thời gian để tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tô phúc bố thí cúng dường, làm việc thiện. Đặc biệt các Phật tử mà có tuổi rồi thì thôi, mạng méo làm gì nữa, một câu A Di Đà Phật, hoặc có thời gian thì gì, tụng kinh,
Không có thời gian nhiều thì một câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ thế mà nhất tâm để mà thọ trì đọc tụng một ngày không xa. Khi báo thân chúng ta hết A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng, vân vân, các ngài hiện đến trước mắt chúng ta, rước thần tiếp rước thần thức chúng ta trong khoảng một niệm sát na rất nhỏ, rất ngắn thôi, chúng ta được về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nương vào hoa sen gì ở ao Liên Trì chín phẩm mà sinh ra. Hoa nở thấy Phật, vừa thấy Đức Phật, tai nghe chính pháp, tâm sinh đại hoan hỷ, liền chứng được quả ngộ gì, quả vị gì, vô sinh pháp nhận, vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Từ đó tùy theo bản nguyện của mình và thần nương và thần lực của A Di Đà Phật, trong một khoảng bữa ăn có thể biến khắp mười phương phân thân vô số, thân thừa cúng dường hằng hà sa số các đức Phật khắp trong mười phương, và lại được các đức Phật đấy khen ngợi, giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho mình gì, được thành Phật trong một kiếp rất gần không xa. Những cái việc làm hoan hỷ như thế, lợi ích như thế chúng ta không làm, để cứ đi thì chạy đông chạy chạy tây rong ruổi, tìm ngược tìm xuôi làm cái gì, đi xem bói xem toán làm gì nữa, cho nó gì, cho nó lo mất của mà lại còn lo vào thân, lang thang trên mạng lắm làm gì nữa, cho nó gì, loạn tâm ra đấy, có tuổi rồi thì gì, lo tu đi. Đó. Câu thứ ba, đại tràng hỏi là có người hỏi là hai vợ chồng con cùng tụng kinh Địa Tạng theo chùa, nhưng do tính chất công việc, buổi sáng con tụng kinh cùng chồng quyển thượng, đến tối thì tụng tiếp hai quyển còn lại. Nhưng mà nhiều hôm buổi tối do con phải dạy cháu nhỏ học bài nên không tụng cùng chồng được hai quyển, không tụng cùng chồng được nốt hai quyển. Đến sáng hôm sau con lại cùng tụng với chồng quyển thượng, như vậy có công đức không? Con có bị phạm tội gì không? À, không sao, tùy duyên đi. À, người học Phật, người tụng kinh ấy, cũng giống như gì? Giống như người ăn mía. Tôi lấy một cái ví dụ như vậy cho các Phật tử biết. Giống như người ăn mía, ăn khúc gốc, khúc giữa hay là khúc ngọn thì đều gì? Tất cả đều gì? Đều ngọt. Nhưng có cái khúc ngọn á, mình ăn một cái khúc ngọn á, mình khúc ngọn không á, thì gì, nó có thể nhạt hơn một chút. Hoặc ăn mình khúc gốc không á, thì nó gì, nó có thể hơi rắn lên một chút, nhưng mà gì, vẫn là cây mía ấy, nó vẫn gì, có vị ngọt. Phật tử tụng được quyển thượng thì Phật tử có gì? Có công đức của quyển thượng. Tụng được quyển trung thì thêm công đức của... Tôi lấy một cái ví dụ như tụng quyển thượng, mình quyển thượng không á, thì có công đức gì? Của ngọn mía chẳng hạn. Tụng quyển trung thì gì? Có thêm công đức của khúc giữa của cây mía. Tụng quyển hạ thì Phật tử có thể thêm cả cái gì? Cái gốc của cây mía. Tụng trọn cả ba quyển tức là Phật tử có công đức gì? Giống như ăn trọn cả cây mía vậy. Đó. Còn tụng được một quyển thì thôi, coi như mình ăn gì? Ăn một khúc của một cây mía. Không có tội gì đâu. Chắc chắn Phật không bắt tội chúng ta. Này Phật tử kia, nhà ngươi tại sao lại dám phạm thượng với ta như thế? Nhà ngươi tại làm sao chỉ có tụng quyền thượng mà không tụng quyền trung quyền hạ? Ta sẽ bắt phạt ngươi. Không có cái chuyện đó. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng gì, cũng không đến cầm cái tích trượng mà giống xuống ngay trước thì mặt chúng ta mà bảo, chỉ mặt ta mà bảo gì, tại sao ngươi gì, ngươi không kính trọng ta trọn vẹn, tại sao ngươi chỉ kính trọng ta có một phần ba mà không gì, không kính trọng ta cả gì, cả ba phần trọn vẹn? Không có cái chuyện đó. À, cho nên đối với Phật pháp á, là gì, đầu giữa và cuối. Trong kinh luận nói tất cả đều là thiện, cho nên là tụng được quyển thượng thì có công đức quyển thượng, tụng được quyển trung có thêm công đức quyển trung, tụng được quyển hạ thêm công đức quyển hạ. Chúng ta hiểu biết được Đức Phật dạy ở trọn vẹn trong bộ kinh để chúng ta thực hành thì công đức chúng ta sẽ sớm được viên mãn. Còn chúng ta chưa được hiểu được hết vì một cái lý do đặc biệt, đó là gì, Phật tử phải chăm các cháu vào buổi chiều buổi tối, cho nên không thể tụng được hết. Có thể chỉ ngày thứ bảy chủ nhật mà con cái nó được nghỉ, nó ở nhà nó chăm con nó, thì mình là bà nội hoặc bà ngoại mới có thể đọc được hết cả bộ thôi, cũng được, không sao. Nhưng ở đây thầy khuyên thêm, không có thời gian tụng kinh suốt cả ba quyển như vậy thì Phật tử có thể mở cái đài giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của Trưởng Lão Hòa Thượng Tịnh Không, hoặc là Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa, hay là bài giảng của thầy về kinh Địa Tạng cũng được.
mở ra mà nghe. Khi trông cháu vẫn có thể nghe giảng được. Nghe giảng tâm chúng ta gì? Khai sáng tâm chúng ta, tỏ ngộ chúng ta hiểu ra. À, Phật dạy chúng ta như thế. Trong kinh Phật dạy chúng ta làm như vậy. Đọc kinh không chỉ đọc như con vẹt, mà chúng ta phải làm như vậy. Phật dạy như vậy, tổ dạy như thế, và thầy giảng như thế. Chúng ta tin tưởng, học tập và làm theo, thì công đức đấy mới được trọn vẹn. Đó, khuyên Phật tử này thêm như vậy. Trong đạo tràng lại hỏi tiếp, có người lại hỏi tiếp: cách đây phải nhiều đời, các cụ kỵ nhà con đồng ý cho làng xây nhờ điện thờ Thánh Trần Hưng Đạo trên khu đất của gia đình khá to, phải trên 50 mét vuông, với 3 ban thờ đầy đủ. Mở ngoặc đơn, ngày ấy con còn quá nhỏ nên không nhớ là thờ những ban thờ nào nữa. Đóng ngoặc đơn. Toàn bộ việc cúng lễ của điện do các cụ già trong làng quản lý. Sau nhiều đời điện thờ xuống cấp, dân làng không có tiền để sửa. Ngôi điện có nguy cơ sập đổ nên tầm năm 1974 hoặc 1975, mẹ con xin phép dân làng cho dỡ và nhờ thầy cúng làm lễ xin phá dỡ, đồng thời xin chuyển gửi tất cả bát hương, đồ thờ của điện đến đền Bảo Lộc, Nam Định để thờ ở đó ạ. Sau khi dỡ điện ra thì các vật liệu cũ như chân cột điện bằng đá, cột và xà gồ bằng gỗ chưa mục còn có khả năng sử dụng được. Ai đến xin, mẹ con cũng cho. Số lượng người xin đến hàng mấy chục người, không ít. Người thì lấy về làm nhà, kê cầu ao, gỗ thì đóng khung thêu, đồ dùng vân vân đủ cả. Nhà con cũng lấy ít gạch cũ khi phá tường để xây sân. Một thời gian, mẹ con bảo đêm đến quân lính của Thánh Trần Hưng Đạo toàn quấy nhiễu. Sau đó mẹ con cũng làm lại một gian thờ nhỏ để thờ lại ngài, và hiện tại chúng con vẫn đang thờ. Nhưng không biết do ông thầy cũng chưa đủ đức hay lễ chưa đủ đến nơi đến chốn, hay do mẹ con lấy các vật liệu để dùng vào và cho mọi người mà cuộc sống của gia đình con rất khổ sở, nhà luôn nghèo khó từ đó. Bốn anh em chúng con học hành thì đàng hoàng, đầy đủ, đi làm ăn xa nhưng cuộc sống thất bại về mọi mặt. Từ khi biết đến Phật Pháp, con cũng nhận thức rằng như vậy chắc mẹ con bị tội nặng lắm, nên từ khi thầy hướng dẫn tụng kinh Địa Tạng, con thành tâm tụng suốt hơn 2 năm nay, phần lớn là một ngày hết một bộ. Mở ngoặc đơn, có những thời gian bận công việc thì tụng 2 ngày một quyển, sáng tối. Đóng ngoặc đơn. Và làm công đức cúng dường, phóng sinh, làm từ thiện rất nhiều. Thậm chí con có thể chi tiêu tiết kiệm tối đa nhất để có tiền làm những việc phúc rồi hồi hướng cho cha mẹ, gia tiên. Nhưng con có cảm giác phúc đức con tạo chưa được bao nhiêu nên chưa trả hết nợ được cho mẹ, và cuộc sống của bốn anh em nhà chúng con vẫn khốn khổ quá. Con kính xin thầy khai thị việc này giúp con nên làm thế nào để tốt hơn ạ. Con xin đa tạ công đức của thầy. Đã Phật tử có giải bày tâm sự, nói rằng trước năm 1975, tức là trước về đó cũng khá lâu, và đời các cụ các kỵ ngày xưa cho dân làng mượn cái một khu đất khoảng độ 50 mét vuông để xây cái điện thờ Đức Thánh Trần. Chúng ta biết Đức Thánh Trần là một vị tướng tài của dân tộc Việt Nam chúng ta, là một người anh hùng dân tộc của Việt Nam chúng ta, và đồng thời cả thế giới tôn vinh. Cả thế giới được có mấy vị tướng tài thì Việt Nam chúng ta được hai vị đại tướng tướng tài, đó là Đại tướng Trần Hưng Đạo và cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là một cái niềm gì? Niềm vinh dự rất lớn đối với dân tộc Việt Nam chúng ta. Có thể có những đất nước lớn, lớn nhất thế giới, chưa có được một gì?
danh hiệu của một vị tướng tài trên thế giới. Nhưng Việt Nam chúng ta chỉ mà là một nước nhỏ, nhưng chúng ta có đến 2 vị tướng tài của thế giới. Ở trong lòng dân tộc, Đức Thánh Trần, tức là Đức Thánh Trần Hưng Đạo đó, ngài á được nhân dân chúng ta trải qua gần 1.000 năm nay vẫn tôn thờ ngài như là một vị thánh của dân tộc. Cho nên ở đây thì Phật tử này nói là ngày xưa chắc là cũng xuất phát từ cái lòng thành kính mà ông bà cha, ông bà cụ kỵ nhiều đời á đã đồng ý cho dân làng xây cái điện thờ Đức Thánh Trần ở trên cái đất của gia đình khoảng 50 mét vuông. Chúng ta phải hiểu nha, các cụ chúng ta đồng ý cho xây, tức là cái đất đó đã cúng gì, đã cúng giàng gì, cúng giàng cho dân làng để xây dựng Đức Thánh, và đất đó đã thành đất của Đức Thánh rồi, không phải đất của nhà mình nữa. Cho nên các cụ ngày xưa hay nói gì, đất của đình của chùa, đồ vật của đình của chùa, tức là gì, của Phật, của Thánh đó, của thần linh đó, mà chúng ta lấy, chúng đem về sử dụng vào công việc mục đích riêng, khi mà chưa được gì, chưa được của Phật đó, thì chưa được các vị thầy trụ trì cho, hay các vị thầy trụ trì cho nhưng mà không đúng pháp cũng không được. Còn của Thánh á, mà chưa được gì, chủ từ hoặc nhà đền cho, mà cho không đúng pháp á, thì cũng không được. Tức là cho cái gì phải đáng cho và được phép cho thì mới được. Còn ở đây trường hợp là gì? Đất các cụ nhà mình đã đồng ý cho xây làm điện thờ Đức Thánh Trần rồi, thì đương nhiên là các cụ ngày xưa phải gì? Phải đồng ý cúng cho dân làng rồi. Nay từ năm 74-75, tức là sau gì? Giải phóng một chút, trước giải phóng và sau giải phóng một chút đó, điện đã xuống cấp. Mẹ của Phật tử này là gì? Đem phá đi và đem phá đi cho mỗi người một tí. Người thì lấy gỗ, người thì lấy gạch, người thì lấy đồ thờ vân vân, đồ thờ thì có thể lại đem ra chùa, người lấy cái này cái nọ cái kia vân vân. Và gia đình lại lấy một tí gạch để gì? Để làm sân xây tường bao vân vân nữa. Thế sau này thì thấy lục đục thì mới đi xây lại. Mà xây lại thì ở đây chắc chắn là có khi lại xây nhỏ hơn thì cái miếu bé bé thôi, không đủ. Ở đây cái vấn đề tâm linh, cái vấn đề phá đình, phá chùa mà gặp hoạn nạn, cái này thầy gặp nhiều rồi. Trước năm 75 chúng ta có một thời gọi là cải cách văn hóa, phá đình, phá chùa, đình đền miếu mạo phá rất nhiều. Và gần như 100% những người thi hành cái việc phá đình, phá chùa đó, hủy tượng, đốt kinh đó, sau này đều gặp những cái sự, gia đình đều gặp những cái biến cố không thể lường được, không thể lường. Tôi cũng thường hay kể một số câu chuyện về việc phá đình, phá chùa trước năm 1975. Thôi cái chuyện nó dài, thời gian thì không có, cho nên thầy không kể nhiều. Mà điều quan trọng đi vào, bây giờ Phật tử này nói gì, tụng kinh Địa Tạng 2 năm nay, thậm chí là gì, bớt cả ăn tiêu để cúng dường phóng sinh tu phúc, nhưng mà thấy á, cuộc sống nó vẫn chưa chuyển biến là bao. Vì cái gốc á, ở đây thầy nghĩ là vì cái gốc á, chưa được gì, chưa được giải quyết vậy. Cái gốc ở đây là gì? Đó là đất đã cúng cho xây Đức Thánh khoảng 50 mét vuông, và cái khu đất mà đã cúng Đức Thánh ngày xưa rồi thì bây giờ gì, về cả gia đình này phải bàn nhau mà trả lại cho Đức Thánh đi. Đó, lại trả lại cho dân làng để mình không có tiền để xây hoàn chỉnh lại cái nhà thờ Đức Thánh Trần đó, thì bây giờ lại về lại gặp ban lãnh đạo thôn này, ra ủy ban nhân dân xã, đem lại gia đình chúng tôi khoanh lại cái đất ngày xưa, đến đâu là của nhà mình thì mình chỉ lấy đến đó thôi. Đất ngày xưa cha ông chúng ta thì đã đồng ý cho dân làng xây đền thờ của nhà ngài rồi, mà từ đời cụ đời kỵ cơ mà, ít nhất phải vài chục năm, thậm chí phải gì hàng trăm năm, vài trăm năm rồi, tức là của nhà ngài rồi. Trước tiên làm cái lễ ra để sám hối ngài, thậm chí là đến tận những đền nơi phủ to đền lớn như là đền Đức Thánh, nơi thờ Đức Thánh Trần, để mà gì sám hối cái việc đó. Xong đó về thì làm cái lễ cái thanh bông hoa quả đó, không cần phải nhiều đâu, cũng đừng có gà qué lợn vịt là gì, thanh bông hoa quả thôi, đến đền to phủ chính của ngài á, để sám hối cái việc đó. Mình nói rõ ra những cái việc như là trình bày hôm nay này, Phật tử đưa câu hỏi này này, rồi á để về thắp hương
khấn nguyện là tại cái gì, cái miếu nhỏ nhỏ mình đang làm đó, và thờ và xin là gì, lại cúng trả lại toàn bộ cái đất đó để cho gì, cho thôn, để cho xã gì, làm cái điện thờ chung cho gì, cho tất cả đại chúng, cho bách gia trăm họ được đến đó để lễ. Chắc chắn là gì, cái mảnh đất đó cũng là mảnh đất mà ngài đã chấm rồi. Tôi nghĩ như vậy, ngài đã chấm rồi. Các cụ ngày xưa nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Ngài đã chấm rồi tức là gì, cái nơi đó là nơi của ngài rồi. Nay chúng ta phạm và tức là ăn trộm của nhà thánh. Cho nên á, Phật tử này nói là khi mà phá xong một thời gian sau thì mẹ của Phật tử này thì cứ nghe thấy cái tiếng đi rầm rập như là quân lính của nhà thánh á. Cái này có, cái này có. Chúng tôi á, trước khi xuất gia cũng nghe kể về một vài câu chuyện về Đức Thánh Trần. Sau khi xuất gia rồi, tiếp tục được chứng kiến cũng như nghe kể về câu chuyện của việc thờ Đức Thánh Trần, chúng tôi biết cái việc tâm linh này có. Cho nên khuyên Phật tử này về nên bàn với mẹ và bốn anh em, bốn anh chị em và mẹ nên ngồi nhau lại với bàn nhau lại. Thôi mình đừng có tiếc vì một chút đất này. Ngày xưa cha ông mình cúng rồi, bây giờ mình gì, mình trả lại cho trọn vẹn cái gì, cái tâm nguyện của tổ tiên. Có thể tổ tiên của chúng ta trách chúng ta đó. Tổ tiên đã cúng vào rồi, bây giờ con cái là lật lọng lại đi gì, đi đòi lại. Chẳng khác gì là bố mẹ chúng ta gì, đem làm từ thiện rồi chúng ta lại gì, lại đi cướp lại, đi đòi lại. Cha mẹ chúng ta gì, rất buồn, rất giận và rất hận những đứa con bất hiếu như thế. Tổ tiên chúng ta như vậy, đã phát tâm cúng nay thì con cháu nếu mà đem đòi lại thì lại không không được. Thì cũng tương tự như gì, như câu chuyện tôi nói là cha mẹ đi làm từ thiện, con cái lại đi đến để giật lại, làm cho cha mẹ buồn, cha mẹ giận, cha mẹ hận chúng ta là không được. Thì đây tổ tiên chúng ta phát cái tâm như thế, thì đây trường hợp này phải làm trọn cái tâm nguyện của tổ tiên, thì tổ tiên mới gì, mới phù hộ, mới độ trì cho chúng ta. Đầu tiên là tổ tiên phù hộ độ trì chúng ta. Thứ hai là gì, Đức Thánh thì ngài chả thiếu chỗ thờ đâu. Ngài có thiếu chỗ thờ đâu. Ngài thiếu gì, phủ to đền lớn mà có 50 mét vuông là ngài cũng chẳng phải bận bịu tâm gì cả. Nhưng mà gì, tổ tiên của chúng ta không hoan hỉ. Cho nên á, trường hợp mà ra tổ tiên không hoan hỉ á, thì chúng ta có dù có đi làm gì, học thức có đến đâu đi chăng nữa, thì như Phật tử này nói là làm mãi vẫn gì, vẫn chẳng có của ăn của để. Vào cửa trước ra cửa sau, nói chung là vẫn gì, nghèo vẫn hoàn nghèo. Mà thậm chí sau khi á, mất đi có khi á, chúng ta lại còn bị các cụ của phạt nữa thì còn khổ nữa. Đấy, vấn đề tâm linh chúng ta nó như cuộc sống ở thế gian chúng ta thôi. À, các cụ ngày xưa nói là gì, trần sao thì âm vậy mà. Đấy, cho nên trường hợp này thì khuyên như vậy, Phật tử này nên suy nghĩ. À, nên suy nghĩ sâu sắc như lời nói của thầy ngày hôm nay, về anh chị em nên bàn nhau. Thà chúng ta gì, mất một tí đất. Đây không phải mất đâu, gọi là trả lại nhà thánh một tí đất, để làm tròn cái tâm nguyện của tổ tiên chúng ta, và để lấy sự gì, hoan hỷ của tổ tiên, lấy sự gì, gia hộ của Phật Thánh. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta có sức khỏe, bốn anh em đã có học hàm, học vị, có học vấn rồi. Bây giờ chỉ cần sức khỏe và một chút may mắn. Làm ăn chỉ có khi vài năm, 5 năm, 10 năm thôi, chúng ta có thể gì, mua được hàng gấp vài lần cái gì, cái đất mà ngày xưa các cụ cúng ấy đó. À, đất, cho nên cái này thì nên suy nghĩ sâu sắc lời của chúng tôi nói, và nên gì, nên thực hiện trong ngay trong thời gian tới, đừng có chần chừ và đừng có gì, đừng có tiếc nuối nữa. Đoàn Phật tử này hỏi câu tiếp theo: kính bạch thầy, đời chúng con kém phước nên không được xuất gia như các thầy, chúng con muốn hướng cho các con của mình đi xuất gia thì phải làm thế nào? Quý quá ha. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe một Phật tử bộc bạch rằng đời chúng con kém phước không được xuất gia như các thầy, và nay muốn cho gì, muốn hướng cho các con của mình đi xuất gia thì phải làm thế nào? Đem các cháu lên đây, đem các cháu lên đây để thầy xem nó có đủ phước để xuất gia không. Phải đủ phước mới xuất gia được, chứ không đủ phúc để xuất gia, nó vào chùa 5-3 năm nó lại hoàn tục, nó ra về thì còn khổ sở hơn. Lúc đó đời trả ra đời, đạo trả ra đạo á, thì lại còn gì, còn nhục hơn nữa. Cho nên Phật tử này á, đem cháu lên đây thầy xem. Thầy thì không phải là gì, là một người biết xem tướng, nhưng mà cũng đủ để có thể biết được cái người đó có thể xuất gia được hay không, và xuất gia có thể
chọn đời tu hành được hay không, hay là chỉ được vài năm thì nó ra về. Mà vài năm mà nó tu tốt xong rồi thì nó ra về á, thì luật Đức Phật gì cũng cho phép, không sao. Nó gieo duyên với Phật vài năm mà nó ra về tốt thì cũng được. À, những trường hợp đấy thì nó phải xem tùy theo. Phật tử này, thôi hôm nào cứ đưa cháu nó lên đây làm công quả và để xem nó tự thích hay không. Nó mà không thích mà bố mẹ cứ bắt đi xuất gia chẳng được, không bù cho bây giờ gì. Các bạn, một số các bạn sinh viên đi đến dự khóa tu các thứ thích xuất gia lắm, thấy chư tăng ở trong chùa sống hòa hợp thanh tịnh, mọi người hy sinh vì đạo pháp, vì dân tộc. À, thế cho nên về rất muốn xuất gia. Hở ra với bố mẹ mà cái bố mẹ bảo ta này nhá, tao cấm mày từ giờ trở đi mày không được đến chùa nhá, không được tụng kinh nhá, không được lễ Phật nhá, cấm nói gì tới Phật pháp bên tai tao nhá, và mày phải đi làm. Tới đây con gái thì đi lấy chồng, con trai thì gì phải đi lấy vợ, cấm chùa chiên gì nữa. Nhưng mà cho nên nay lại gặp một Phật tử hỏi rằng á, kém phước không được xuất gia, cho nay muốn cho con xuất gia, hỏi cách làm thế nào cho con xuất gia. Thì cái cách tốt nhất là cho các, trước hết cho các con nó thân cận với gì, với các thầy đã, tức là cho các con nó đến chùa gần gũi, làm công quả chấp tác. Nếu còn đi học thì vào những ngày nghỉ, những kỳ nghỉ, những kỳ nghỉ hè chẳng hạn, hoặc là những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật chẳng hạn, đưa con nó đến nó thân cận, và sau này nếu nó có duyên thì tự nó thích đã mới được. Còn ép nó đi tu thì không không được đâu. Ép ăn ép ngủ còn được, mà ép đi tu thì chắc chắn là gì, là sai rồi đấy. Cho nên đừng có ép nó đi tu, rồi nó vào chùa nó không tu, nó phá giới, nó làm loạn trong chùa thì khổ lắm đó. Mấy năm trước cũng có một trường hợp, thầy có một trường hợp, mấy trường hợp cơ. Hai anh em ở trên bãi trại, nó còn bé bé, bố mẹ thì hiểu Phật pháp, cứ thế là ép hai đứa con trai đi tu. Nó nhất định nó không muốn đi, bố mẹ cứ nhất định ép đi. Thế nó xuống đây nó cũng bắt buộc nó phải đi. Bảo bố mẹ ép là gì, chúng mày mà không đi tao ở nhà tao gì không cho mày đi học, bắt chúng mày gì gánh cái đôi rổ ra gì ra ngoài đường để đi hót cứt trâu, để gì để mà đi cày ruộng, mà không nhìn nhận chúng mày nữa. Cho nên ép nó như thế thì nói gì, nó bắt buộc nó phải xuống đây. Xuống đây nó đi học lớp, một đứa học lớp 3, một đứa học lớp 5. Các vị biết không, năm trước năm sau một cái là gì, nó phá bến trong chùa, nó bỏ học. Nó gì, nó vẫn ban ngày thì ban sáng ra 6 giờ 7 giờ nó vẫn lên nó A Di Đà Phật, thầy bố thí cho con đi học, và con đi học đi. Thế mà gì được khoảng mấy tuần sau cô giáo vào thì đánh cái giấy vào nhà, vào chùa bảo á, xin thầy chủ trì là cho các cháu đi học. Tại sao đến thầy cho các cháu nó nghỉ đến 2 tuần nay rồi? Mình gỡ người ra bảo nó vẫn xin tôi đi học đều mà, nó vẫn cho nó đi học đều mà. Thế cô bảo không, 2 tuần nay nó không đến lớp. Thế hóa ra tôi gì, tôi mới cho Phật tử, gọi Phật tử sang. Thế Phật tử theo dõi xem hai cái chú này nó đi đâu. Các vị biết không, sáng ra nó vẫn lên xin tôi là bạch thầy bố thí cho con đi học. Tôi bảo con đi học đi. Thế nó đi ra khỏi một cái, bắt đầu tôi gọi điện cho Phật tử đấy, nó đi khỏi rồi. Phật tử đi theo dõi xem đi làm cái gì mà 2 tuần nay nó không đến lớp. Thế là thấy nó ra đến cửa trường một cái, bắt đầu gì, nó đứng ở đấy với các bạn một tí, bắt đầu nó quay xe nó đi gì để quay lại và tạt xuống cái đường thôn Bống, thôn ấy đấy, bắt đầu nó đi sang bên xã Cổ Đông. Nó đi sâu lắm, Phật tử đi xa đi theo nó phải đến gì đến 15 phút mới gì, cứ theo nó mà theo xa xa thôi. Mới thấy nó vào một cái ngõ rất là sâu, vào ngõ sâu thế nó vào một cái gia đình, vào một cái nhà, cái nhà đó vào tới một cái gì cứ vào rồi đóng cửa. Phật tử đó đến thấy nó vào đấy một cái về báo công an, mấy chú công an xã, hai chú công an xã sang thì hóa ra gì, tại sao nó cứ vào đến đóng cửa đấy, vào đấy về công an nó gõ cửa, nhờ cả công an xã Cổ Đông nó đến gõ cửa là gì, khoảng độ hơn 20 đứa học sinh đang cái tuổi nó đóng cửa tín mít, là mỗi đứa một cái máy là gì, đang chiều chiều bùm bùm ở trong đó làm gì, đánh điện tử, khổ cái thân thôi. Nuôi tiểu mà tiểu nó còn nhỏ quá, mình thì nhiều công việc chùa chiền nhiều, không thể dạy được hết các chú ấy. Cho nên đó, sáng nó lên nó xin là thầy cho con đi học. Học gì, học cái gì, trốn xuống tận dưới xã Cổ Đông, vào tận trong ngõ, mà cái nhà đấy nó cũng tệ cơ. Mục đích của nó là gì, là lôi kéo trẻ nhỏ học sinh đến để đánh điện tử. Bởi vì đánh điện tử nó vào một cái là nó đóng cửa kín mít, đóng cửa ngoài đóng cửa trong, phải liên hệ với công an thì đến mới gì báo là gì, hai chú tiểu nhỏ của nhà chùa đi vào đó không biết làm cái gì, thì công an họ đến họ mới gì mới bắt mở cửa. Mở ra thì có gì trên cả 20 em, mỗi em một cái máy, cái chiều chiều bùm bùm trong đó đấy.
Cho nên là nếu nó không muốn đi tu, nó không có duyên muốn đi tu á, thì cũng không ép được. Đấy. Mà ép ăn ép ngủ chứ ai ép được người đi tu là chỗ thế. Cho nên thôi, thì cái này cứ đưa lên để thầy xem như thế nào. Một câu hỏi nữa của đoàn này: kính bạch thầy, vợ chồng con chậm có con. Con đã tham gia hai pháp hội Quan Âm Bồ Tát của chùa nhưng chưa thấy tin vui, xin thầy chỉ giúp cho con nữa. Cố nốt một pháp hội nữa đi. Sang tháng 9 là gì? Là có pháp hội Quan Âm thứ 3 tiếp. Phật tử nên thì nên cố thêm một pháp hội nữa. Các cụ ngày xưa nói gì? Ba keo thì mèo mở mắt. Hãy cứ thử đấy, ba keo mèo mở mắt. Mà ba keo mèo không mở mắt thì thôi, coi như là gì? Là thầy không đủ duyên với đôi vợ chồng nhà Phật tử này, thì thôi đi tìm cửa khác. Hoặc là đi gì? Đi tìm đến các bác sĩ, các bệnh viện để họ tư vấn và chữa xem như thế nào. Còn tới đây thì cứ đi lấy. Nhưng mà từ giờ đến thì, từ giờ cho đến Pháp hội Quan Âm vào, dự kiến là vào ngày 16, 17, 18 tháng 9 âm lịch tới đây, thì vợ chồng nhà này thì nên phát nguyện ăn chay trường và tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và một cái điều quan trọng, một điều đặc biệt nhất nữa, đó là trong 21 ngày trước khi diễn ra pháp hội. Tính làm sao mà 21 ngày trước khi diễn ra pháp hội không ăn chay trường được từ bây giờ thì thôi. Cứ tính từ bây giờ cho đến 20, tính từ khi nào, từ ngày 16 trở về trước là 21 ngày. Hãy cứ tính cho thầy, thầy dỗ toán thầy không biết tính đâu. Phật tử cứ tính đi, trước từ ngày 16, tức là từ ngày 15 trở về trước là 21 ngày. Ăn chay trường, mỗi ngày tụng hết ba quyển kinh Thượng Trung và Hạ thành một bộ kinh Địa Tạng đó. Nếu mà vợ bận đi làm thì chồng tụng, chồng bận đi làm thì vợ tụng, nghĩa là trong hai vợ chồng phải có một người tụng. Nhưng hai vợ chồng ăn chay được, chay trường được là tốt nhất. Và đặc biệt đó, trong 21 ngày đó trong gia đình không nên sát sinh hại vật, cả nhà ăn chay được là quý nhất, việc thứ nhất. Việc thứ hai là không được ăn ngũ tân. Ngũ tân tức là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Trong 21 ngày đấy tuyệt đối không ăn 5 loại hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây, không ăn thịt, không uống rượu. Và đặc biệt hai vợ chồng này nên gì? Nên mỗi người ngủ một phòng. Nghĩa là gì? Không được chung chăn cung gối. Kể cả là vợ chồng 21 ngày đó thì phải kiêng cử tuyệt đối, gọi là đi tu đấy. 21 ngày đấy vợ cũng tu mà chồng cũng tu. Hai vợ chồng đều gì? Đều là người tu tuyệt đối tại gia. Thịt cá không, ngũ tân không, mà gì, mà cái chuyện gì dục vọng cũng không. Dừng lại để gì? Để tu đã. Sau 20 đến ngày 16, hai vợ chồng lên mà lễ, nghỉ công việc lên mà lễ. Lễ suốt cả 3 ngày pháp hội đó. Sau 3 ngày pháp hội đó thì trúng ngày 19, tức là ngày vía Đức Quan Âm. Hai vợ chồng đi, đi thật sớm lên chùa Tản Viên mà lễ Phật lễ Tổ, mang mấy cái can đi ra giếng Quan Âm xin nước. Xin nước xong đem lên trên, trên điện Quan Âm, điện Chuẩn Đề, điện Quan Âm đó, đặt lên trên ban Quan Âm có vị Bồ Tát bế đứa trẻ đó, hoặc là pho tượng Quan Âm Thống Tử đó, đặt lên đây mà cầu, mà khấn, mà xin. Thì về lần này á, được thì tốt, mà không được thì có nghĩa là gì? Duyên cầu tự của Phật tử với Phật là gần như là không có. Thế thôi đi tìm cửa khác. Nhưng thầy nghĩ rằng á, thành tâm đến chỗ tột cùng, làm được như lời thầy nói, mà không được thì mới là lạ. Hãy cứ làm đi. Làm lần này mà không được mới là lạ. Nhưng mà phải làm được như thế. Cái thứ nhất, không sát sinh hại vật, không ăn thịt uống rượu, bia. Cái thứ hai, không ăn ngũ tân hành hẹ tỏi kiệu. Cái thứ ba, cả nhà ăn chay được là tốt nhất. Và cái thứ tư, một điểm cũng rất quan trọng, đó là một ngày phải tụng được hết cả một thời kinh, một bộ kinh Địa Tạng sáng, chiều và tối. Dừng các công việc lại để gì? Để làm cái việc mà mình mong cầu đó. Và cái thứ năm, đặc biệt hai vợ chồng không được chung chăn chung gối trong vòng 21 ngày đó, phải thanh tịnh tuyệt đối. 3 ngày đi lên đây dự pháp hội cũng phải thanh tịnh tuyệt đối. Ngày mùng 19, tức là xong pháp hội đi lên lấy nước xong rồi về thì tình cảm vợ chồng lúc đó chung chăn chung gối gì đấy thì tùy. Chỉ sau thầy nghĩ là sau một thời gian ngắn là có tin vui thôi. Làm được như thế thì tin vui sẽ đến 99%. Mà còn có 1% mà không được nữa thì cái này chắc là Phật tử không có đủ duyên với Phật trong vấn đề cầu tự, thì đi cửa khác. Trả lời các câu hỏi của các bạn sinh viên.
A Di Đà Phật, có một bạn hỏi. Một, con xin bạch thầy cho con hỏi, điều kiện để thành một Phật tử là gì ạ? Bạn này đều hỏi điều kiện thành Phật tử gì? Tức là để thành một Phật tử là gì? Thì bạn phải hiểu thế nào là Phật tử. Chứ Phật tử có nghĩa là con Phật. Con Phật thì chia thành gì? Ngày xưa Đức Phật chia thành bốn chúng. Đó là hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Hai chúng xuất gia thì gọi là tỳ khiêu và tỳ khiêu ni. Tỳ khiêu tức là chỉ cho những người nam giới xuất gia thọ đại giới, hay còn gọi là thọ cụ túc giới đó, gọi là tỳ khiêu. Còn những vị nữ giới xuất gia thọ đại giới thì gọi là tỳ khiêu ni. Đó là hai chúng xuất gia. Còn hai chúng tại gia trong kinh Phật gọi là gì? Chúng cư sĩ Yêu Bà Tắc và chúng cư sĩ Yêu Bà Di. Nói tắt là chúng Yêu Bà Tắc và chúng Yêu Bà Di. Chúng Yêu Bà Tắc á, chúng Yêu Bà Tắc là chỉ cho những nam giới quy y Tam Bảo, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Hoặc là thọ gì? Thọ năm giới, quy y Tam Bảo và thọ năm giới trở lên vân vân đó, ít nhất là quy y Tam Bảo thì đó gọi là cư sĩ Yêu Bà Tắc, là nam giới. Nữ quy y Tam Bảo thì gọi cư sĩ Yêu Bà Di. À, là nguyên phiên âm tiếng Phạm là Yêu Bà Tắc và Yêu Bà Di. Nhưng tiếng Việt Nam chúng ta gì? Là nam Phật tử và nữ Phật tử. À, hay còn gọi là nam cư sĩ và nữ cư sĩ, vân vân. Đó thì đó gọi là, hay còn mình gọi tắt là gì? Phật tử. Việt Nam chúng ta, miền Bắc chúng ta gọi chung cho cả nam cư sĩ và nữ cư sĩ gì? Một danh từ chung đó là các Phật tử, Phật tử nam và Phật tử nữ, vân vân. Có nhiều cái tên gọi nhưng mà đại ý là như vậy. Và bé sinh viên này hỏi là muốn điều kiện như thế nào để trở thành một Phật tử. Đấy, quy Tam Bảo thì sẽ trở thành Phật tử. Và bé này muốn trở thành Phật tử thì đến tháng 9 này, Pháp Hội Quan Âm ngày cuối, tức là ngày 18 âm lịch tháng 9, thì có khóa quy Phật tử này, có thể đến đăng ký quy y bình thường, không sao cả. Quy y ở chùa Khai Nguyên thì không cần phải tiền, có tiền mới được quy y. Quy ở một số chùa khác là phải có gì 500, 1 triệu mới được quy y. Nhưng quy ở chùa Khai Nguyên chỉ cần đăng ký danh sách thôi là quy được. Còn cái chuyện kinh tế tiền nong thì không quan trọng, tùy tâm. Có cái hòm tùy công đức, ai có bỏ vào bao nhiêu thì bỏ, mà không bỏ cũng không sao. Phật tử cũng không có mặt nặng mày dày với mình cả, không có ảnh hưởng. Các sư cũng không có ai nói là tại sao đăng ký quy mà không có tiền. Không sao, vì ngôi chùa Khai Nguyên này là ngôi nhà chung của tất cả tăng ni và tín đồ Phật tử chúng ta. Ngôi chùa này được gì? Được các Phật tử thập phương phát tâm công đức để xây dựng lên. Cho nên ngôi chùa này là chính là nơi quay trở lại để phục vụ, gọi là gần như gọi là phục vụ miễn phí cho cái gì? Cho các Phật tử và tăng ni khắp mười phương. Cho nên chúng ta thấy đến chùa Khai Nguyên gì? Ăn cơm không mất tiền, gửi xe không mất tiền. Nói chung là gì? Không mất bất cứ một thứ tiền lệ phí gì cả. Vì sao? Vì ngôi chùa này được xây dựng lên bằng đồng tiền mồ hôi công sức của thập phương tín thí. Cho nên ngôi chùa này cũng gì? Mục đích xây dựng lên là để phục vụ lại cái việc hoằng pháp lợi sinh, đem lại lợi ích cho chúng sinh và thập phương tín thí. Cho nên Phật tử này có thể, các em sinh viên này có thể, các bạn sinh viên này có thể đăng ký quy y. Không cần phải là hỏi về tiền nong, không cần là phải có tiền mới được quy trong ngôi chùa Khai Nguyên này. Và các vị có thể coi ngôi chùa Khai Nguyên này như là một ngôi nhà thứ hai của mình được. Muốn đến lúc nào cũng được. Nhưng muốn ngủ qua đêm đó thì phải đăng ký qua phòng thông tin, để cái này là thủ tục nhà nước. Là những người lạ đến chùa là phải đăng ký danh sách ngủ qua đêm. Thì các bạn hoan hỉ vui lòng mang thẻ sinh viên hoặc giấy chứng minh thư nhân dân đến xuống phòng thông tin đăng ký, bạch thầy cho con gì? Cho con xin nghỉ qua đêm nay để làm công quả, hoặc là để được tụng kinh, hay là được gần các sư niệm Phật một gì, một vài tối chẳng hạn, một vài ngày chẳng hạn, không sao. Kể cả xin ngủ cả tháng được, ở cả năm cũng được, và ở 100 năm được, không sao. Không phải mất cái gì cả, không phải mất bất cứ phí gì. Đó, các bạn cứ tin đi. Một lúc nào đó nếu các bạn ở trong cuộc sống các bạn cảm thấy thì không chịu được, về đây bảo thì xin với thầy trụ trì và bạch thầy cho con xin được tá túc ở đây thì 50 năm, thầy cũng rất hoan hỉ. Đó. Phật tử nó hỏi câu thứ hai. Phật tử này hỏi câu thứ hai. À, bạn này hỏi câu thứ hai. Bạch thầy cho con hỏi thêm, trong khóa tu này là khóa tu đầu tiên con tham gia, mỗi lần niệm A-di-đà Phật được khoảng 10 câu là con chảy nước mắt không kìm được. Con muốn biết là có nhiều bạn giống con không, và tại sao con lại như vậy ạ?
Cái trường hợp này chắc chắn là có nhân duyên đặc biệt với Phật. Bạn đã từng gieo duyên rất nhiều đời nhiều kiếp với Phật, cho nên nay con gì được về nhà, lần đầu tiên đi chùa, lần đầu tiên dự khóa tu mà. Cho nên giống như người đứa con trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói giống như gã cùng tử đi xa được về nhà, tức là bỏ cha ra đi. Ngày xưa do mà mải chơi bời gì, mải chơi bời mà khởi lên một tâm niệm là gì, ta có thể gì bỏ ngôi nhà này mà ra đi vẫn sống tự do tự tại. Nhưng không ngờ ra đi á, trong cuộc sống á, xã hội đó nó lôi cuốn, nó khiến cho gì, nó quay cuồng ở đây đất, trở thành gì một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, vất rất vất vả vì miếng ăn vậy. Nhưng sau 50 năm ra đi, nay quay trở lại gặp cha, cha cũng đi tìm con bao nhiêu năm, nhưng mà gặp nó nhưng không dám nhận. Vì gì? Vì cho người đến rồi, đến để bắt nó về á, thì nó sợ là bị giết, nó sợ quá nó gã lăn ra đất. Thì người cha thấy thế do gì, biết rằng cái đứa con của mình á, trong 50 năm qua tinh thần nó bạc nhược, nó tự ti, cho nên bảo cái người hầu là thôi cứ thả nó cho nó đi đi. Thả xong nó đi rồi á, thì lại sai những người hầu khác dùng phương tiện để đến để thân cận, kết nghĩa với nó và bảo anh em với nó, bảo là đi đến đây có nhà trưởng giả này thuê người làm, lương trả là hậu hĩnh lắm. Thời như vậy thì bây giờ gã cùng tử mới nghe theo cái người kia và cùng đi đến để làm thuê gì 5 năm 10 năm. Dần dần đã người cha thấy là cái gã này là không giống như gã làm thuê khác. Tuy nó làm thuê nhưng không gã như gã làm thuê khác, rất là chân thành, thật thà, mộc mạc, chất phát. Và điều quan trọng là trung thực, chịu khó. Cho nên là người cha dần dần là giao các công việc quán xuyến sổ sách vào ra thu chi cho cả gia đình mình, cho gì cho nó biết và bắt nó làm đi cho quen. Một ngày nó quen á, người cha gì mời vua với họ hàng thân tộc đến, và đức vua là chủ của cả đất nước đó đến gì chiêu đãi bữa tiệc. Và sau bữa tiệc gần tan và đứng lên nói với trước vua và các quan đại thần và nhân dân họ hàng rằng á, trước đây tôi vốn có một đứa con nhưng nó bỏ tôi mà ra đi. 50 năm qua tôi đã tìm nó khắp các nơi, nay tôi đã tìm thấy, và kẻ đi ở làm thuê kia chính là đứa con của ta chính là gì, là cha của nó. Ngày xưa nó vốn tên là, ta có tên là sống ở nơi đó, nhưng ta đi tìm con lang thang nhiều năm nay đến nơi này trụ lại nơi đây, và bây giờ bằng chứng là những đứa con đấy gì, cái gì ở trong nhà tôi bây giờ nó cũng gì cũng biết, từ sổ sách thu chi rồi tất cả mọi cái bí mật nhất trong gia đình tôi bây giờ nó đều biết. Cho nên nay là công bố trước bản dân thiên hạ và quốc vương, đại thần và các cụ cao niên trong dòng họ làm chứng cho. Hôm nay chính là ngày con nhận lại đứa con của con, và đứa con của con nay nó cũng nhận lại người cha của nó. Cho nên cái trường hợp này, thầy nói là cái bạn này đã có duyên để rất nhiều đời nhiều kiếp với Phật rồi, nay về chùa lễ Phật cũng giống như gã cùng tử xa cha đi về nhà, mà khi mà đọc kinh, khi mà niệm Phật, tự nhiên lòng cảm thán ở trong gì, trong sâu thẳm, trong a lại gia thức của mình, nó tuôn trào như là đứa con đi xa cha mẹ, nay về nhà gặp nhau, mừng mừng tủi tủi ôm nhau mà khóc. Giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt gì, vui sướng, chứ không phải là giọt nước mắt đau khổ. Cho nên bạn này thôi cứ yên tâm hoan hỉ đi, không phải là tà ma ngoại đạo đâu mà lo, cứ học đi, cứ học cho nó xong đi, khi đó tự nhiên bạn sẽ gì, sẽ thấy cái đường gì, cái đường đi của mình phải làm như thế nào. Nhân duyên lúc đó sẽ chỉ cho bạn, và khi đó định mệnh của bạn sẽ chỉ cho bạn phải làm như thế nào. Và mong rằng bạn sẽ gì, sớm quay trở được về với ngôi nhà, gặp lại người cha của mình, gặp được người cha thật sự của mình ngay trong cuộc đời này, chứ không cần phải đợi đến những cuộc đời khác, 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 cuộc đời khác. Xin thầy cho biết kinh Phật có khi nào quy định loại hoa nào được cúng Phật và gia tiên không, loại hoa nào không được cúng Phật không? Vì khi xem trên mạng, con thấy báo họ viết hoa dùng tặng cho tình yêu nam nữ thì không được dùng để cúng. Rồi có nhà đi xem bói thanh đồng, họ bảo chỉ được cúng mỗi loại hoa hồng thôi, thế là cứ thế theo, không dám dâng các loại hoa khác lên cúng. Đó. Đạo tràng Phật tử này hỏi là
Câu thứ hai nói rằng là trong kinh Phật có chỗ nào quy định phải cúng Phật loại hoa gì không? Tôi khẳng định là không. 8 năm ngồi trên ghế nhà trường và 11 năm nghiên cứu và giảng dạy, chúng tôi chưa đọc thấy bộ kinh nào Đức Phật quy định là gì? Là đối với Phật phải cúng bông loài hoa nào và loài hoa nào không được cúng. Xin thưa các quý vị, khi Đức Phật còn tại thế, có một anh chàng nhà nghèo. Anh chàng rất kính Phật, nhưng mà anh chàng thuộc cái dòng dõi Thủ Đà La. Anh ta nghĩ rằng mình không được đến gần Đức Thế Tôn. Vực Đế Thế Tôn là bậc gì? Là bậc chân quý ở thế gian. Ở thế gian thì ngài là dòng dõi Sát Đê Lợi, mà xuất gia thành Phật thì ngài còn trên cả dòng dõi Bà La Môn. Cho nên ta không dám đến gần ngài. Vì vậy mà nhiều ngày cái vị thanh niên nghèo dòng dõi Thủ Đà La đó cứ đứng ở trong thì một nơi ẩn, một nơi rất khuất, khá khá xa để nhìn Đức Phật và chư tăng đi khất thực qua. Anh ta bao giờ thấy Đức Phật đi ngang qua, anh ta cũng quỳ gối xuống và anh ta cố giấu để cho Đức Phật và chư tăng không nhìn thấy. Trải qua một thời gian khá dài như vậy, anh ta cứ làm như thế. Một hôm ngài thấy là Đức Phật đi vào chính làng của gì? Anh chàng thanh niên đó nhìn thấy Đức Phật và chúng tăng vào ngôi làng của anh ta để khất thực. Bấy giờ thì anh ta thì đang có công việc đi ở trên cái đoạn đường ra đầu làng đó, và anh ta bất chợt mãi đi vừa vui vừa hát, vì nghĩ tới hôm trước anh ta nhìn thấy Phật. Anh ta vẫn đang tưởng tượng rằng á, nếu như mình có đủ phúc duyên như là những gì, những người dân ở trong làng kia được dâng lên Đức Phật gì bát cơm, được dâng lên Đức Phật đức đồ ăn như thức uống, và quỳ dưới chân ngài, được đỉnh lễ dưới chân ngài, và được gì, được lễ và được hôn lên đôi gì, đôi bàn chân của ngài, thì tốt biết bao. Anh ta nghĩ như vậy, và anh ta mải mê nghĩ như vậy. Anh ta cứ vừa đi vừa hát, vừa đi vừa nhảy, vừa đi vừa hát. Bất chợt anh ta thì ngẩng đầu lên, trước mặt anh ta là Đức Phật và 1250 vị đại đệ tử đang tiến gần tới anh ta, chỉ còn cách khoảng độ 15-20 bước chân. Đức Phật nhìn thấy anh ta gì? Đức Phật mỉm cười một cách rất là tươi. Anh ta nhìn thấy như vậy, anh ta định chạy trốn, nhưng mà khi đó anh ta nghĩ là chạy trốn gì, bằng cái không biết bằng cái nhân duyên nào đó anh ta định chạy trốn, nhưng mà anh ta gì không chạy trốn nữa. Anh ta liền là nhìn sang bên ngay bên rìa của mình, anh ta nghĩ ngay là mình phải có một cái gì cúng dường Đức Phật. Đây là cơ hội số một duy nhất của ta, vì chung quanh đây không có Bà La Môn nào, không có vị Sát Đế Lợi nào, không có gì dòng dõi Phệ Xá nào nhìn thấy ta, cho nên chỉ có Đức Thế Tôn và chúng tăng và ta mà thôi. Và anh ta thì liền là bước sang ở bên vệ đường 2-3 bước, và anh ta hái một cái nắm hoa, gọi là hoa cỏ dại ở ven đường, mình có thể gọi là gì? Hoa cứt chó ở dọc đường đó. À, có thể nói như thế, nó cái hoa cỏ dại ở dọc đường, và anh ta cầm lấy một nắm hoa như vậy, anh ta gì liền vội quay lại giữa đường và quỳ xuống, thì Đức Phật cũng vừa bước tới nơi anh ta gì không dám ngẩng mặt lên, đem dâng hai tay lên Đức Phật như thế này, và Đức Phật gì từ từ nhận lấy và ôn tồn hỏi anh ta. Rồi nhận lấy Đức Phật còn cảm ơn và ôn tồn hỏi anh ta: đi đâu, có chuyện gì mà vui thế, vân vân chẳng hạn. Anh ta thì nghe Đức Phật nói như vậy không tin vào tai mình nữa, nhưng mà anh ta chấn tĩnh lại, quả thật Đức Phật gì đang nói chuyện với ta. Và anh ta kể với Đức Phật tất cả những cái câu chuyện mà một thời gian khá dài về trước anh ta đã nhiều lần mong muốn được cúng dường Phật, nhưng mà sợ không dám đến gần Phật, sợ là các dòng dõi Sát Đế Lợi, Bà La Môn và Phệ Xá nhìn thấy anh ta đến gần đến Phật, họ chửi, họ mắng, họ đánh anh ta, cho nên anh ta không dám tới. Nay anh ta chung quanh anh ta chỉ có anh ta với Phật và chư tăng, cho nên anh ta mà ở trong cái tình huống tránh cũng không được đó, anh ta làm như vậy. Và Đức Phật khen ngợi, nhận cái nắm cỏ của anh ta hoan hỷ, và Đức Phật nói với Tôn giả A Nan và bảo Tôn giả A Nan rằng: này A Nan, ông có thấy là gì,
là anh chàng thanh niên thư sinh này chăng? Nhờ vào cái công đức cũng dường như lai một gì, một nắm hoa này, mà sau khi xả bỏ báo thân, anh ta được sinh lên làm vua của cõi trời gì, Phạm Vương, trải qua gì hàng trăm ngàn vạn ức đời ở trên đó. Sau khi mãn báo thân ở cõi làm vua cõi trời Phạm Thiên Vương đó, anh ta lại sinh xuống cõi trời Đau Lợi và tiếp tục làm vua ở cõi trời Đau Lợi. Rồi anh ta gì sinh xuống nhân gian, tiếp tục làm vua ở nhân gian, trải qua gì hằng hà sa số kiếp, và tại đó anh ta gặp Đức Phật Di Lặc, hoặc là gặp một vị đức, gặp một Đức Phật trong tương lai, chứ không nói là gặp Đức Phật Di Lặc, gặp một Đức Phật trong tương lai, và anh ta phát tâm Bồ Đề, xuất gia tu đạo, chứng đắc thánh quả A La Hán, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, nhờ một gì, một nắm hoa cỏ dại ở bên đường. Cho nên dựa vào đó, chúng tôi có thể khẳng định với nhóm Phật tử ở trong đạo tràng này rằng gì, trong kinh Phật không có quy định là gì cúng Phật phải cúng bằng loài hoa nào. Còn ở Phật tử nói rằng xem trên mạng internet họ viết rằng á, cúng Phật là gì, là không được cúng những loại hoa dùng để tặng cho tình yêu như là hoa hồng. Chúng ta biết có loại hoa nào là quy định cụ thể loại hoa nào là loại hoa tặng cho tình yêu không? Không phải. Không phải hoa hồng là loại hoa chỉ dành tặng cho tình yêu, mà hoa hồng còn là loại hoa gì? Ví dụ như đại lễ Vu Lan báo hiếu, hoa hồng còn là biểu tượng của gì? Của cái tấm lòng hiếu hạnh của người làm con. Cho nên mới có một cái bài hát nói về gì? Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ, vân vân đó. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta thấy bông hồng không phải là bông hoa hồng, không phải chỉ để dành cho đôi tình yêu lứa đôi nam nữ, mà bông hoa hồng còn gì, ở trong đạo Phật còn được gắn lên ngực áo của chúng ta mỗi khi gì, mùa Vu Lan báo hiếu tới. Ở trong nhà Phật gì, bông hồng trắng được cài lên ngực một ai đó thì đó là mang ý nghĩa người đó đã mất cả cha lẫn mẹ và đáng thương thay. Bông hồng đỏ cài lên ngực áo một ai đó mang biểu tượng và ý nghĩa là gì, bạn ấy đã mất đi một người cha, hoặc rằng là đã mất đi một người mẹ và chỉ còn có một người bên bạn ấy nữa thôi. Đó, cho nên á, biểu tượng về tình yêu như bạn nói là gì, đạo tràng nói là gì? Biểu tượng bông hoa là biểu tượng của tình yêu, đem tặng tình yêu, và nói là hoa hồng chỉ cũng không đúng là như thế. Và ở đây đi xem bói, bạn đạo tràng này nói nếu đi xem bói thì cái bà đồng lại bảo là gì, chỉ được cúng hoa hồng, chỉ được cúng hoa hồng, còn các loại khác là gì, không được cúng Phật, cũng không đúng. Đấy chỉ là gì, là tà kiến, là biên kiến, là thiên kiến. Tà kiến tức là gì, là cái nhìn thấy không đúng đắn, không chân thực. Biên kiến tức là cái nhìn thấy thiên lệch về một gì, một bên, tức là không chuẩn, cái nhìn gì không chuẩn. Cho nên ở đây thành tâm hoa gì cũng Phật cũng được, thậm chí như nắm qua gì, nắm hoa dại ven đường Phật gì vẫn thọ ký cho người đó làm vua các cõi trời, và đặc biệt là sau này còn gặp các đức Phật trong tương lai, và tu hành thành gì, thành đạo chứng quả A La Hán, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Cho nên ở đây gì, điều quan trọng xuất phát từ cái tâm, cái tâm chúng ta là quan trọng nhất. Tâm thành kính, nương vào bông hoa nào á thì cũng là bông hoa đẹp nhất. Bông hoa sen, bông hoa hồng, bông hoa cúc, bông hoa lan, bông hoa huệ, bông hoa, thậm chí là bông hoa gì, bông hoa thải lại ở ngoài đường, xin lỗi các quý vị, nó đều là bông hoa tâm,
đẹp nhất để dâng lên Đức Phật. Bông hoa đó phải được thể hiện qua lòng thành kính và sự tu tập bỏ ác, làm lành, lãnh giữ, hành thiện của mỗi mỗi Phật tử của chúng ta hàng ngày trong cuộc sống này vậy. Chứ không phải là lúc đến cửa chùa chúng ta dâng gì cái lễ thật to. Thật đắt tiền và mua những gì? Những bông hồng thật quý hoặc là những bông hoa thật quý, thật đắt tiền thì Phật mới chứng. Không phải đâu. Mà Phật muốn gì? Muốn nhìn thấy những bông hoa, bông hoa giới đức, bông hoa trí tuệ, bông hoa từ bi. Hằng ngày chúng ta gì? Chúng ta làm cho gì? Cho đời, làm cho đạo pháp và làm cho đời, tức là làm cho dân tộc mình và làm cho tất cả chúng sinh này á. Bông hoa đó mới là bông hoa gì? Bông hoa mà Đức Phật muốn chúng ta dâng lên để cúng dường Ngài. Đó. Và mong rằng đạo tràng sau câu hỏi này có cái nhìn đúng đắn về gì? Về việc cúng dường Tam Bảo, đặc biệt là gì? Cúng dường Phật, dùng hoa để cúng dường Phật. Hương hoa, oản quả vân vân đó, tất cả cái đó chỉ là phương tiện. Cái điều chính Đức Phật cần tới là cái tâm của chúng ta. Vì vậy là rất mong đạo tràng chúng ta có cái sự học và sự hiểu đúng đắn với chính pháp của Đức Phật. Đừng có suốt ngày đi xem bói, hoặc là đừng có gì tin những gì trên mạng họ viết là tuyệt đối. Trên mạng bây giờ nó gì? Nó lộm cộm lắm. Thông tin nó rất là tạp. Chúng ta mà xem nhiều thông tin trên mạng á, chúng ta có thể là gì? Không biết đâu rồi mà lần. Đó, không biết đâu để mà lần. Các thông tin trái chiều nhau, rất khó để lần. Thì tốt nhất là thôi, dành thời gian để tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tô phúc bố thí cúng dường, làm việc thiện. Đặc biệt các Phật tử mà có tuổi rồi thì thôi, mạng méo làm gì nữa. Một câu A-di-đà Phật, hoặc có thời gian thì gì? Tụng kinh. Không có thời gian nhiều thì một câu A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, hoặc A-mi-đà Phật, Nam-mô A-mi-đà Phật. Cứ thế mà nhất tâm để mà thọ trì đọc tụng, một ngày không xa. Khi báo thân chúng ta hết, A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng, vân vân, các ngài hiện đến trước mắt chúng ta, rước thần tiếp rước thần thức chúng ta. Trong khoảng một niệm sát na rất nhỏ, rất ngắn thôi, chúng ta được về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nương vào hoa sen gì ở ao Liên Trì, chín phẩm mà sinh ra, hoa nở thấy Phật. Vừa thấy Đức Phật, tai nghe chính pháp, tâm sinh đại hoan hỷ, liền chứng được quả ngộ gì? Quả vị gì? Vô sinh pháp nhận, vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Từ đó, tùy theo bản nguyện của mình và thần nương và thần lực của A-di-đà Phật, trong một khoảng bữa ăn, có thể biến khắp mười phương phân thân vô số, thân thừa cúng dường hằng hà sa số các Đức Phật khắp trong mười phương, và lại được các Đức Phật đấy khen ngợi, giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho mình gì? Được thành Phật trong một kiếp rất gần không xa. Những cái việc làm hoan hỷ như thế, lợi ích như thế chúng ta không làm, để cứ đi thì chạy đông chạy chạy tây rong ruổi, tìm ngược tìm xuôi làm cái gì? Đi xem bói xem toán làm gì nữa, cho nó gì? Cho nó lo mất của mà lại còn lo vào thân, lang thang trên mạng lắm làm gì nữa, cho nó gì? Loạn tâm ra đấy, có tuổi rồi thì gì? Lo tu đi. Đó. Câu thứ ba, đại tràng hỏi là có người hỏi là hai vợ chồng con cùng tụng kinh Địa Tạng theo chùa, nhưng do tính chất công việc, buổi sáng con tụng kinh cùng chồng quyển thượng, đến tối thì tụng tiếp hai quyển còn lại. Nhưng mà nhiều hôm buổi tối do con phải dạy cháu nhỏ học bài nên không tụng cùng chồng được hai quyển, không tụng cùng chồng được nốt hai quyển. Đến sáng hôm sau con lại cùng tụng với chồng quyển thượng, như vậy có công đức không? Con có bị phạm tội gì không? À, không sao, tùy duyên đi. À, người học Phật, người tụng kinh ấy, cũng giống như gì? Giống như người ăn mía. Tôi lấy một cái ví dụ như vậy cho các Phật tử biết. Giống như người ăn mía, ăn khúc gốc, khúc giữa hay là khúc ngọn thì đều gì? Tất cả đều gì? Đều ngọt. Nhưng có cái khúc ngọn á, mình ăn một cái khúc ngọn á, mình khúc ngọn không á thì gì, nó có thể nhạt hơn một chút. Hoặc ăn mình khúc gốc không á thì nó có thể hơi rắn lên một chút, nhưng mà gì, vẫn là cây mía ấy.
nó vẫn gì? Có vị ngọt. Phật tử tụng được quyển thượng thì Phật tử có gì? Có công đức của quyển thượng. Tụng được quyển trung thì thêm công đức của... Tôi lấy một cái ví dụ như tụng quyển thượng, mình quyển thượng không thì có công đức gì? Của ngọn mía chẳng hạn. Tụng quyển trung thì có thêm công đức của khúc giữa của cây mía. Tụng quyển hạ thì Phật tử có thể thêm cả cái gì? Cái gốc của cây mía. Tụng trọn cả ba quyển tức là Phật tử có công đức gì? Giống như ăn trọn cả cây mía vậy. Đó. Còn tụng được một quyển thì thôi, coi như mình ăn gì? Ăn một khúc của một cây mía. Không có tội gì đâu. Chắc chắn Phật không bắt tội chúng ta. Này Phật tử kia, nhà ngươi tại sao lại dám phạm thượng với ta như thế? Nhà ngươi tại làm sao chỉ có tụng quyền thượng mà không tụng quyền trung quyền hạ? Ta sẽ bắt phạt ngươi. Không có cái chuyện đó. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng gì? Cũng không đến cầm cái tích trượng mà giống xuống ngay trước thì mặt chúng ta mà bảo, chỉ mặt ta mà bảo gì? Tại sao ngươi gì? Ngươi không kính trọng ta trọn vẹn. Tại sao ngươi chỉ kính trọng ta có 1/3 mà không gì? Không kính trọng ta cả gì? Cả 3/3 trọn vẹn. Không có cái chuyện đó. À. Cho nên đối với Phật Pháp á, là gì? Đầu, giữa và cuối. Trong kinh luận nói tất cả đều là thiện. Cho nên là tụng được quyển thượng thì có công đức quyển thượng, tụng được quyển trung có thêm công đức quyển trung, tụng được quyển hạ thêm công đức quyển hạ. Chúng ta hiểu biết được Đức Phật dạy ở trọn vẹn trong bộ kinh để chúng ta thực hành thì công đức chúng ta sẽ sớm được viên mãn. Còn chúng ta chưa được hiểu được hết vì một cái lý do đặc biệt, đó là gì? Phật tử phải chăm các cháu vào buổi chiều buổi tối, cho nên không thể tụng được hết. Có thể chỉ ngày thứ bảy chủ nhật mà con cái nó được nghỉ, nó ở nhà nó chăm con nó thì mình là bà nội hoặc bà ngoại mới có thể đọc được hết cả bộ thôi, cũng được, không sao. Nhưng ở đây thầy khuyên thêm, không có thời gian tụng kinh suốt cả ba quyển như vậy thì Phật tử có thể mở cái đài giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Không hoặc là Cố Trưởng lão Hòa thượng Tuyên Hóa, hay là bài giảng của thầy về kinh Địa Tạng cũng được, mở ra mà nghe. Khi trông cháu vẫn có thể nghe giảng được. Nghe giảng tâm chúng ta gì? Khai sáng, tâm chúng ta tỏ ngộ, chúng ta hiểu ra, à Phật dạy chúng ta như thế. Trong kinh Phật dạy chúng ta làm như vậy. Đọc kinh không chỉ đọc như con vẹt mà chúng ta phải làm như vậy. Phật dạy như vậy, tổ dạy như thế và thầy giảng như thế. Chúng ta tin tưởng, học tập và làm theo thì công đức đấy mới được trọn vẹn. Đó, khuyên Phật tử này thêm như vậy. Trong đạo tràng lại hỏi tiếp, có người lại hỏi tiếp: cách đây phải nhiều đời, các cụ kỵ nhà con đồng ý cho làng xây nhờ điện thờ Thánh Trần Hưng Đạo trên khu đất của gia đình khá to, phải trên 50m2 với 3 ban thờ đầy đủ. Mở ngoặc đơn, ngày ấy con còn quá nhỏ nên không nhớ là thờ những ban thờ nào nữa. Đóng ngoặc đơn. Toàn bộ việc cúng lễ của điện do các cụ già trong làng quản lý. Sau nhiều đời điện thờ xuống cấp, dân làng không có tiền để sửa. Ngôi điện có nguy cơ sập đổ nên tầm năm 1974 hoặc 1975, mẹ con xin phép dân làng cho dỡ và nhờ thầy cúng làm lễ xin phá dỡ, đồng thời xin chuyển gửi tất cả bát hương, đồ thờ của điện đến đền Bảo Lộc, Nam Định để thờ ở đó ạ. Sau khi dỡ điện ra thì các vật liệu cũ như chân cột điện bằng đá, cột và xà gồ bằng gỗ chưa mục còn có khả năng sử dụng được. Ai đến xin, mẹ con cũng cho. Số lượng người xin đến hàng mấy chục người, không ít. Người thì lấy về làm nhà, kê cầu ao, gỗ thì đóng khung thêu, đồ dùng vân vân đủ cả. Nhà con cũng lấy ít gạch cũ khi phá tường để xây sân. Một thời gian mẹ con bảo đêm đến quân lính của Thánh Trần Hưng Đạo toàn quấy nhiễu. Sau đó mẹ con cũng làm lại một gian thờ nhỏ để thờ lại ngài, và hiện tại chúng con vẫn đang thờ. Nhưng không biết do ông thầy cũng chưa đủ đức hay lễ chưa đủ, đến nơi đến chốn
hay do mẹ con lấy các vật liệu để dùng vào và để dùng và cho mọi người mà cuộc sống của gia đình con rất khổ sở, nhà luôn nghèo khó từ đó. Bốn anh em chúng con học hành thì đàng hoàng, đầy đủ, đi làm ăn xa nhưng cuộc sống thất bại về mọi mặt. Từ khi biết đến Phật Pháp, con cũng nhận thức rằng như vậy chắc mẹ con bị tội nặng lắm, nên từ khi thầy hướng dẫn tụng kinh Địa Tạng, con thành tâm tụng suốt hơn 2 năm nay, phần lớn là một ngày hết một bộ, mở ngoặc đơn, có những thời gian bận, công việc thì tụng 2 ngày một quyển, sáng, tối, đóng ngoặc đơn. Và làm công đức cúng dường, phóng sinh, làm từ thiện rất nhiều. Thậm chí con có thể chi tiêu tiết kiệm tối đa nhất để có tiền làm những việc phúc rồi hồi hướng cho cha mẹ, gia tiên. Nhưng con có cảm giác phúc đức con tạo chưa được bao nhiêu nên chưa trả hết nợ được cho mẹ, và cuộc sống của bốn anh em nhà chúng con vẫn khốn khổ quá. Con kính xin thầy khai thị việc này giúp con nên làm thế nào để tốt hơn ạ. Con xin đa tạ công đức của thầy. Đã Phật tử có giải bày tâm sự, nói rằng trước năm 1975, tức là trước về đó cũng khá lâu, và đời các cụ các kỵ ngày xưa cho dân làng mượn cái một khu đất khoảng độ 50 m² để xây cái điện thờ Đức Thánh Trần. Chúng ta biết Đức Thánh Trần là một vị tướng tài của dân tộc Việt Nam chúng ta, là một người anh hùng dân tộc của Việt Nam chúng ta, và đồng thời cả thế giới tôn vinh. Cả thế giới được có mấy vị tướng tài thì Việt Nam chúng ta được hai vị đại tướng tướng tài, đó là đại tướng Trần Hưng Đạo và cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là một cái niềm gì? Niềm vinh dự rất lớn đối với dân tộc Việt Nam chúng ta. Có thể có những đất nước lớn lớn nhất thế giới chưa có được một gì danh hiệu của một vị tướng tài trên thế giới, nhưng Việt Nam chúng ta chỉ mà là một nước nhỏ, nhưng chúng ta có đến 2 vị tướng tài của thế giới. Ở trong lòng dân tộc, Đức Thánh Trần, tức là Đức Thánh Trần Hưng Đạo đó, ngài á được nhân dân chúng ta trải qua gì gần 1.000 năm nay vẫn tôn thờ ngài như là một vị thánh của dân tộc. Cho nên ở đây thì Phật tử này nói là ngày xưa chắc là cũng xuất phát từ cái lòng thành kính mà gì ông bà cha, ông bà cụ kỵ nhiều đời á đã đồng ý cho dân làng xây cái điện thờ Đức Thánh Trần ở trên cái đất của gia đình khoảng 50 m². Chúng ta phải hiểu nha, các cụ chúng ta đồng ý cho xây, tức là cái đất đó đã cúng gì? Đã cúng dàng gì? Cúng dàng cho dân làng để xây dựng Đức Thánh. Và đất đó đã thành đất của Đức Thánh rồi, không phải đất của nhà mình nữa. Cho nên các cụ ngày xưa hay nói gì? Đất của đình, của chùa, đồ vật của đình, của chùa, tức là gì? Của Phật, của Thánh đó, của thần linh đó, mà chúng ta lấy, chúng đem về sử dụng vào công việc mục đích riêng, khi mà chưa được gì? Chưa được của Phật đó, thì chưa được các vị thầy trụ trì cho, hay các vị thầy trụ trì cho nhưng mà không đúng pháp cũng không được. Còn của Thánh á, mà chưa được gì? Chủ từ hoặc nhà đền cho, mà cho không đúng pháp á, thì cũng không được. Tức là cho cái gì phải đáng cho và được phép cho thì mới được. Còn ở đây trường hợp là gì? Đất các cụ nhà mình đã đồng ý cho xây làm điện thờ Đức Thánh Trần rồi thì đương nhiên là các cụ ngày xưa phải gì? Phải đồng ý cúng cho dân làng rồi. Nay từ năm 74-75, tức là sau gì? Giải phóng một chút, trước giải phóng và sau giải phóng một chút đó, điện đã xuống cấp. Mẹ của Phật tử này là gì? Đem phá đi cho mỗi người một tí. Người thì lấy gỗ, người thì lấy gạch, người thì lấy đồ thờ vân vân. Đồ thờ thì có thể lại đem ra chùa, người lấy cái này cái nọ cái kia vân vân. Và gia đình lại lấy một tí gạch để gì? Để làm sân xây tường bao vân vân nữa. Thế sau này thì thấy lục đục thì mới đi xây lại. Mà xây lại thì ở đây chắc chắn là có khi lại xây nhỏ hơn thì cái miếu bé bé thôi, không đủ. Ở đây cái vấn đề tâm linh, cái vấn đề phá đình, phá chùa mà gặp hoạn nạn, cái này thầy gặp nhiều rồi. Trước năm 75,